ào môn tranh đầu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc. chương 806, thổi vào. Tưởng thiên lỗi cùng giường khả hình đi cầu thang xuống phòng ăn, cùng nhìn về phía các bé trong phòng ăn, tất cả đều vô cùng vui vẻ náo nhiệt ăn kem, đều không nhịn được cười. Kỳ gia minh cùng phó quản lý nhanh chóng đi tới, nhìn về phía tưởng thiên lỗi cùng đường khả hình mỉm cười nói tổng giám đốc. Đường tiểu thư, hoan nghênh đến với phòng ăn Hải Dương. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, bộc lộ mỉm cười nhìn về phía kỳ gia minh âm thanh trầm thấp nói hôm nay các cô bé ở phòng ăn hải dương tất cả đều miễn phí toàn bộ ký tên của tôi để cho các cô bé vui vẻ chơi đùa vâng kỳ gia minh nghe xong tức khắc mỉm cười đáp lại đường khả hình cảm kích quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lối cười cảm ơn anh tổng giám đốc tưởng tổng giám đốc tưởng chỉ nhàn nhạt cười tay đặt nhẹ trên eo cô nói đi vào ngồi đi kỳ gia minh lập tức dẫn tưởng thiên lỗi cùng đường khả hình đi tới chỗ ngồi trung tâm cách những người bạn nhỏ một khoảng không xa hai vị phó quản lý đứng ở vị trí chính giữa mỉm cười muốn kéo ghế ra tưởng thiên lỗi hơi đưa tay tự mình bước qua đi tới trước chỗ ngồi mỉm cười mà phong độ thân sĩ kéo ghế dựa ăn cơm ra audio điện tử võ tấn bền đường khả hình đứng thật lâu ở trước bàn ăn có phần xấu hổ nhìn về phía tưởng thiên lỗi Tưởng Thiên lỗi thâm tình nhìn cô một cái, hiểu được ý nghĩ trong lòng cô, liền mỉm cười đi qua, nhẹ đỡ eo cô, nói: "Ngồi đi, ăn mặc xinh đẹp như thế, nên phải có một người thân sĩ chiếu cố mới đúng." Đường Khả Hinh nhịn không được nở nụ cười, đành phải nhẹ nhàng kéo váy, nói tiếng cảm ơn, liền ngồi xuống. Tưởng Thiên lỗi gật gật đầu, vừa mới muốn vòng qua đằng sau cô, đi tới trước chỗ ngồi của mình, đã nhìn thấy như mặt mặt mỉm cười, lướt qua, anh đứng lại thật sâu liếc nhìn cô một cái, mới hỏi, như mạt. Sao em lại đến đây? Đường khả hình cũng có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía như mặt cười nói, như mặt tiểu thư. Như mặt vốn là mỉm cười cùng cô gật đầu, mới nhìn hướng tưởng thiên lỗi, ôn nhu nói, bởi vì qua hai ngày nữa sẽ đến phần diễn xuất của các bạn nhỏ, cho nên em ở tại viện Phúc Lợi, hôm nay lúc đi qua, mới phát hiện các bé cũng không ở đấy, sau khi hỏi, mới biết được các bé đến khách sạn này. Liền qua đây, Tưởng thiên lỗi nghe xong, nhẹ gật đầu. Như mà tiểu thư, cùng ngồi đi, đường khả Hinh nhìn về phía cô, mỉm cười nói. Tưởng thiên lỗi đứng ở một bên, im lặng không tiếng động. Như mặt liếc mắt nhìn tưởng thiên lỗi một cái, lập tức mỉm cười nói, không được. Một lát nữa tôi còn cùng với cô giáo, cùng thương lượng chuyện diễn xuất. Các người cứ từ từ dùng. Tưởng thiên lỗi lúc này mới nhìn về phía cô, nói thân thể em không tốt, đừng làm nhiều việc, có một số việc thật muốn làm, thì cứ giao cho người khác làm đi. được, anh cứ yên tâm. như mà nói xong, liền mỉm cười xoay người hướng về vị trí lúc đầu đi tới. ngồi đi. tưởng thiên lỗi cũng hơi đưa tay, lại mời đường khả hinh ngồi xuống. còn mình thì gỡ cúc áo, cởi âu phục, đem nó nhẹ khoác sau ghế ngồi, liền chỉ mặc áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, tay đỡ cả vạt màu bạc kề sát về phía bụng, vô cùng tao nhã ngồi trên ghế tính cách vẫn lãnh đạm cẩn thận theo thói quen, vĩnh viễn đều duy trì được phong độ cùng khí chất của một tổng giám đốc nên có. Không giống với cái tên trang hạo nhiên chết tiệt kia, động một tí liền đùa giỡn người khác. Đường khả hình thâm tình nhìn anh. Sao vậy, tưởng thiên lỗi phát hiện ánh mắt này của cô, liền tò mò cười hỏi. Không có việc gì, đường khả hình chỉ là bật cười nâng cốc nước lên, cũng uống một ngụm nước ấm. Như mạt ngồi ở chỗ khá xa, ngưng mặt nhìn qua, Thấy hai người bọn họ thân mật hiểu ý nhìn nhau cười, hai mắt của cô khẽ chấp, tay đặt dưới bàn, chậm rãi nắm chặt góc váy. Wow, những loại kem này ngon thật. Tất cả cô bé nhìn món kem lửa trước mặt mình, cuối cùng sau khi ánh lửa xanh tắt đi, bỗng nhiên hiện ra thứ non mềm ngọt ngào tựa như tuyết trắng, còn có phần thịt quả, màu sắc tươi đẹp kiểu diễm làm cho người ta thực sự cảm thấy vui thích. Tưởng thiên lỗi nghe âm thanh tiếng kêu gọi, liền không nhịn được xoay mặt, mỉm cười nhìn về phía các bé trước mặt. Đường khả hình nhìn anh một cái, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía các bé cười lớn, nói các bạn nhỏ ơi. Kem này ăn có ngon không? Ăn rất ngon, chấm than ngoặc kép, tất cả các bé đều cầm thìa vui vẻ gật đầu, vừa ăn vừa cười. Đó là do người nào mời các em ăn kem, đường khả hình lại cười ngọt ngào hỏi bọn chúng. Chị, chấm than ngoặc kép, các cô bé lập tức ngửa đầu cười kêu to. Sai rồi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình cố ý thần bí cười, trong nháy mắt giơ hai tay về phía tưởng thiên lỗi, kêu lên là chú đẹp trai này. Nhanh cảm ơn chú đi, nếu không có chú ấy, các em liền không được ăn kem ngon như thế đâu. Cảm ơn chú, chấm than ngoặc kép, các cô bé nghe xong, lập tức vui vẻ cười kêu lên. Cử ra một bảo bối thật xinh đẹp, đứng lên hôn chú một cái. Là ai nào, đường khả hinh mỉm cười nghiêng đầu, nhìn về phía nhóm bảo bối, giọng nói thanh thúy ngọt ngào kêu lên. Cô giáo Trần lập tức nhìn về phía bên kia, kêu lên tình tình. Lại đây hôn chú một cái nào, cảm ơn chú mời mọi người ăn kem. Tưởng Thiên lỗi trong nháy mắt có phần xấu hổ, ngẩng đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười kêu, đừng làm loạn. Tình tình nghe đến cô giáo kêu mình, từ trước đến nay cô bé rất nghe lời, lập tức đặt thìa xuống, hai mắt to tròn lấp lánh, một bước từ trên ghế ăn cơm liền nhảy xuống, đi qua các bạn khác, vẻ mặt ngây thơ cất bước, đi tới trước mặt chú, có phần thẹn thùng mà lại có phần không biết sợ nhìn chú. Đường khả hình ngẩng mặt cười nhìn về phía tình tình đã đi tới trước mặt, lại nhanh chóng nhìn hướng tưởng thiên lỗi, thúc giục tổng giám đốc tưởng, nhanh lên. Tưởng thiên lỗi thật sự bất đắc dĩ đưa tay, hơi trống trống lên chán, chăm chú nhìn rất nhiều nhân viên cùng quản lý đều đã đang nhìn mình cười, anh đành phải nặng nề thở hổn hển một hơi, hơi nghiêng người vươn tay, nhẹ vỗ về đầu của cô bé, vuốt vuốt tóc của cô, kêu nhỏ con tên là tình tình. Vâng ạ, chú, cảm ơn chú mời chúng con ăn kem tình tình lập tức nghe lời tiến lên kiếng chân lên ôm cổ tưởng thiên lỗi nhẹ hôn lên trên mặt của anh tưởng thiên lỗi nhất thời có phần xúc động cảm nhận được sự tinh tế ôn nhu này nụ hôn mang theo chút ẩm nóng chạm nhẹ khuôn mặt mình dường như có chút xúc động từ tận đáy lòng anh không tự chủ được ngẩng mặt nở nụ cười Qua, wow, tình tình tuyệt quá ha chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức vui vẻ vỗ tay hỏi lại cô bé chú có đẹp trai hay không hả đẹp trai, tình tình lập tức có phần thẹn thùng đứng tại chỗ, cúi đầu, âm thanh mềm mại đáp lại. Tưởng hiên lỗi không nhịn được dơ cốc nước, cười uống một ngụm nước ấm. Tương lai lớn lên, có muốn gả cho chú không? Đường khả hinh lại cười hỏi. Phốc, tưởng thiên lỗi nhịn không được phun một ngụm nước ra, mình phải dùng khăn tay chặn lại, vừa ho khan, vừa không nhịn cười được. Chấm 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 ngoặc kép, tình tình do dự một hồi, mới có chút thẹn thùng gật đầu rốt cục tưởng thiên lỗi nhịn không được cười ra tiếng. Đường khả hình cũng nhịn không được thất thanh cười to, lại nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tình tình, hai mắt lộ vẻ mất mát, liền quan tâm hỏi tình tình, con sao vậy? Mắt đã xảy ra chuyện gì? Khóc sao? Bạn ấy lại nhớ cha mẹ rồi. Có bạn nhỏ kêu lên. Sắc mặt đường khả hình hơi thu lại, nhìn về phía cô bé trước mặt, im lặng đứng bên cạnh bàn, một đôi mắt to sáng giống như kim cương, dáng vẻ hơi hiện ra vài phần vô tội, có phần cô đơn cô dường như hiểu ra liền đứng lên ngồi xổm trước mặt tình tình vươn tay khẽ vuốt đầu cô bé ôn nhu hỏi tình tình con nhớ cha mẹ sao tình tình trầm mặc gật gật đầu vẻ mặt đường khả hình lập tức tươi cười ngọt ngào đầy quan tâm mỉm cười với cô bé hỏi vậy con có muốn tìm cha mẹ không tình tình lập tức ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình vội vàng gật đầu sốt ruột nói con muốn được đường khả hình tự tin đáp lại một tiếng đột nhiên nâng ngón tay lên, ngay trước mặt tình tình, búng ngón tay thật mạnh, một ngọn lửa màu lam xuất hiện trong không trung. Qua, wow, tất cả các bé lập tức kinh ngạc kêu to. Tưởng thiên lối cũng thâm tình nhìn về phía cô. Chấm 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 ngoặc kép, tình tình lại càng cảm giác thần kỳ, chừng đôi mắt to tròn như kim cương, nhìn về phía ngọn lửa màu lam trước mặt. Đường khả hình tay giữ ngọn lửa màu lam này, mỉm cười nhìn về phía tình tình, ôn nhu nói, chị cũng giống như tình tình, lúc còn rất nhỏ, liền mất đi cha mẹ, bọn họ đều mỗi người một lý do, đi đến một nơi rất xa. Bắt đầu từ lúc đó, chị liền chỉ có một mình. Nhưng chị tin tưởng, chỉ cần chị cố gắng trưởng thành, cuối cùng có một ngày, sẽ tìm được cha mẹ. Tình tình nghe nói như thế, hai mắt lập tức dưng dưng nhìn về phía chị, hỏi chị tìm được cha mẹ rồi sao? Không có, đường khả hinh lắc đầu, nhìn về phía cô bé mỉm cười nói, bởi vì chị còn chưa đủ cố gắng. Tưởng thiên lỗi nghe lời này, Thâm Tình nhìn về phía cô gái trước mặt. Tình Tình nhất thời kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại nâng tay đang giữ ngọn lửa màu lam lên cao, mỉm cười nói, "Hiện tại chị vì muốn gặp cha, còn đang phải rất cố gắng, cho nên mỗi một ngày đều cực kỳ khắc khổ mà học tập, đọc sách. Càng muốn học để mình trở nên kiên cường, dũng cảm. Mặc kệ có bao nhiêu bạn bè nói chị là một cô gái không có cha mẹ, chị vẫn không sợ. Bởi vì chị biết chỉ cần chị cố gắng và nỗ lực hơn nữa thì nhất định có thể gặp lại cha mẹ. Tình Tình và chị cùng nhau cố gắng có được hay không? Chúng ta cùng phấn đấu, xem ai ngoan, người nào có thể tìm được cha mẹ nhanh hơn. Hửm? Tình Tình nghe lời này, liền lập tức nhìn về phía chị gái Thiện Lương kia, gật gật đầu. Tình Tình rất ngoan, vì khen thưởng Tình Tình nhu thuận nghe lời, chị sẽ đưa một phần lễ vật cho Tình Tình. Đường Khả Hinh nói xong, nháy mắt mặt bộc lộ nụ cười thần bí giống như ảo thuật thu hồi ngọn lửa trong lòng bàn tay lại khoảnh khắc mở ra trong tay nhất thời trượt xuống một chiếc vòng cổ ốc biển qua wow, các cô bé đều kinh ngạc kêu to tình tình cũng nhất thời hai mắt chớp lóe nhìn về phía giữa không chung, vòng cổ ốc biển thật xinh đẹp sợi vòng cổ ốc biển này vẫn là vòng cổ chị yêu quý nhất chỉ cần hà hơi thổi vào nó hạnh phúc sẽ đến hiện tại chị đưa cho tình tình hy vọng tình tình sau này có thể hạnh phúc may mắn nhưng mà em phải đồng ý với chị, đừng tùy tiện thổi nó, bởi vì hạnh phúc là phải dựa vào bản thân mình ra sức thực hiện. Cố lên, chấm than ngoặc kép, đường khả hình nói xong, liền mỉm cười cầm lấy vòng cổ ốc biển trong tay mình, nghiêng người tiến lên, nhẹ nhàng đeo cho cô bé. Tình tình cúi đầu, mở to mắt, nhìn trên cổ mình đeo vòng cổ ốc biển, cái mũi cay cay, nước mắt như hạt trâu nhỏ giọt, nhìn về phía chị gái kia khóc nói cảm ơn chị em nhất định sẽ cực kỳ cố gắng trưởng thành, rồi mới tìm đến cha mẹ. Em cũng nghe nói, sau này nếu tìm được bọn họ, tuyệt đối không thể hỏi bọn họ, tại sao không cần em. Bởi vì bọn họ không cần em, nhất định là bọn họ có lý do. Cô giáo nói, không thể trách cha mẹ. Đường khả hình hai mắt cũng rưng rưng cười rộ lên, vươn tay, khẽ vuốt mặt cô bé, nhẹ lau nước mắt trên mặt bé, nghẹn ngào nói, tình tình thực ngoan. Đây mới là bé ngoan, bọn họ yêu em, chúng ta cũng yêu em, hãy cố lên. Tình tình một trận nức nở, nhưng người tiến lên, ôm cổ đường khả hình, hiểu chuyện kêu nhỏ cảm ơn chị, chị gái. Đường khả hình lại càng cười đến xúc động ôm chặt cô bé trước mặt. Tưởng thiên lỗi ngồi một bên, trầm mặc nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp ngọt ngào kia của đường khả hình, nhẹ nhàng cười rộ lên, hai mắt lóe ra ánh nhìn thiện lương cùng động lòng người. Trái tim của anh đột nhiên thấy ấm áp, cũng thâm tình nhẹ nhàng cười rộ lên như mạt ngồi ở một bên, nhìn về phía tưởng thiên lỗi đang cảm động tươi cười kia, lòng của cô đột nhiên như bị đâm một nhát, nóng mắt nghĩ chính mình hỗ trợ nuôi dưỡng tình tình, cắn chặt răng, xoay vặn siết chặt túi sách chân châu của mình. chương 807, lựa chọn như nhau. Cơm chưa vẫn tiếp tục. Tưởng thiên lỗi sau khi gọi cơm, vừa trải khăn ăn cơm, vừa mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, nói, một chiếc vòng cổ cất giấu đã lâu như thế, cứ đơn giản tặng người khác như vậy, đáng tiếc sao đường khả hình cũng nhẹ nhàng trải khăn nhìn về phía tưởng thiên lỗi cười nói cuộc sống của con người kỳ thực cũng phải giữ bên người cái gì đó để dùng cũng không nhiều lắm nếu cần tặng người khác hương hoa mình cũng có lưu giữ lại hương thơm ấy sinh mệnh cứ nối tiếp mặc kệ chúng ta giữ lại như thế nào cha mẹ kỳ thực cuối cùng cũng sẽ có một ngày rời xa chúng ta mà những đứa trẻ đáng thương kia lại đem tất cả sinh mệnh hiện tại coi như sinh mệnh tiêu chuẩn tự ti nao núng sợ hãi đây là bọn nhỏ mất đi cha mẹ mà thành, thật đáng thương. Tưởng Thiên Lỗi thật sâu nhìn về phía người con gái trước mặt, mỉm cười. Đường Khả Hinh cũng có chút ngượng ngùng nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, bật cười nói, thật khiến tổng giám đốc tưởng, chê cười rồi. Anh đã trải qua bao nhiêu thị phi, sóng gió như vậy, chúng ta lại nói đến cái gì mà ý nghĩa sinh mệnh, có vẻ như là làm quá lên rồi. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong những lời này, nhàn nhạt nâng ly Pinot 2000, nhấp một ngụm. Mới chậm rãi cười nói, "Không ai dám làm ra những phán đoán đơn giản đối với những sinh mệnh vô tội và đáng thương này, em có tấm lòng thương cảm, dành tình yêu và sự giúp đỡ cho những đứa trẻ đó, đây là một điều vô cùng đáng quý, có gì mà khiến người khác chê cửa chứ?" Đường Khả Hinh nghe xong, thật sâu nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. "Làm sao vậy?" Tưởng Thiên Lỗi cách ánh nến lãng mạn giữa bàn ăn, nhìn về phía Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh có chút xúc động cười rộ lên nói, em không nghĩ đến, với thân phận tôn quý như Tổng Giám Đốc tưởng đây, lại có được tấm lòng đồng cảm đối với những sinh mệnh bé nhỏ này. Tưởng Thiên lỗi hơi nhíu mày, nhìn về phía cô cười nói, em cảm thấy người có thân phận hiền hách, thì sẽ không có lòng đồng cảm sao. Ít nhất, Đường Khả Hinh nghĩ nghĩ, mới cười rộ lên nói, các anh ở địa vị cao như vậy, có nhiều việc cần phải suy nghĩ hơn so với bọn em đi. Hai chồng mắt tưởng thiên lỗi lưu chuyển, nhìn về phía người con gái trước mặt cười rộ lên nói thế nào đối với những người có thân phận địa vị cao như bọn anh cảm thấy có hứng thú sao đường khả hình trước mắt nhìn về phía anh lập tức có chút lúng túng cười rộ lên nói nào có em chỉ là tùy tiện hỏi thôi anh biết tưởng thiên lối cúi đầu mỉm cười ngón tay lại khẽ chạm vào chân ly hai tròng mắt bộc lộ mấy phần trầm tư và tự hỏi đường khả hình ngẩng đầu liếc anh một cái thật sâu thật tình nói tổng giám đốc tưởng kỳ thực anh và trang hạo nhiên có vài phần giống nhau tưởng thiên lỗi nâng mí mắt nhìn về phía cô lúc cười lộ lên đều rất đẹp trai đường khả hình nhìn về phía anh lại thẳng thắn nói em thực sự nghĩ không ra anh có địa vị cao gia đình hạnh phúc sao có thể nghĩ sự việc một cách sâu sắc như vậy tưởng thiên lỗi hơi chút thu lại tươi cười trên mặt nhìn về phía cô thông thả nói em có biết anh và hạo nhiên có một điểm khác biệt lớn nhất là cái gì không Đường Khả Hinh không hiểu nhìn về phía anh. Em gọi cậu ta là Trang Hạo Nhiên, em gọi anh là Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh hơi giật mình. Tưởng Thiên Lỗi hơi thay đổi tư thế ngồi, nhìn về phía ánh nến lơ lửng trước mặt, yếu ớt nói, thân là người có địa vị cao ở Hoàn Cầu. Từ năm 9 tuổi anh đã tiếp nhận sự giáo dục từ cha, liền bắt đầu ngồi ở bên cạnh ông nội, lắng nghe những hội nghị. Từ nhỏ liền mưa dầm thấm lâu những chiều người lừa ta gạt, những thay đổi bất ngờ, Tự nhiên đối với người khác, anh liền đối với người khác luôn có tâm lý phòng bị, bởi vì anh là tưởng thiên lỗi, anh không phải là đứa nhỏ bình thường. Những đứa nhỏ không cha không mẹ, có lẽ chỉ có một từ đáng thương. Nhưng là trong thế giới của anh, có thật nhiều tiêu chuẩn, tiêu chuẩn này nọ là của cấp dưới. Có đôi khi, anh cảm thấy thống hận cuộc sống như thế, không có chút nào tự do. Nhưng khi rời khỏi cái vị trí kia, lại không khỏi có chút lo lắng. Dù sao đối với một người đàn ông, tôn trọng quyền lực đây là điều đương nhiên, thế nhưng dần già, sẽ phát hiện ra, sinh mệnh cũng sẽ có một vài thứ, bị thay thế. Cái gì, đường khả hình kỳ quái nhìn về phía anh hỏi. Tưởng thiên lỗi thật sâu nhìn về phía đường khả hình, cười nói trách nhiệm. Đường khả hình hai mắt chợt lóe, ngưng mắt nhìn anh. Tưởng thiên lỗi nặng nề thở một cái, lại lần nữa ngưng mắt nhìn về phía ánh nến lơ lửng trước mặt, mỉm cười nói, em thỉnh thoảng muốn nghỉ ngơi, thế nhưng em nghĩ xem có bao nhiêu kế hoạch dự án, em không thấy là có bao nhiêu văn kiện đang cần em phải phê duyệt. Nếu như ngòi bút của em, không có đặt xuống, phía sau bao nhiêu người làm việc, cũng sẽ bị đình chỉ theo. Càng không cần phải nói, ngày đó chính mình đưa ra một quyết sách sai lầm, liền sẽ có bao nhiêu người, sẽ phải sống cuộc sống trôi nổi, tạm bỡ khắp nơi. Khách sạn là một nơi rất dễ bị đào thải, bởi vì tin tức, trang hoàng, thiết bị, tất cả mọi cái, đều theo thời gian mà trở nên cũ dần, nó không giống rượu đỏ, cất giữ thời gian càng dài, lại càng đáng giá. Nó theo thời gian, mà bị đào thải, bị quên lãng, bị xem nhẹ. Dù bất luận là khách sạn nào cũng đều phải thừa nhận sự thực này. Đáy lòng đường khả hình, có chút lạc lóng, yếu ớt nhìn anh, nói, khách sạn Á Châu kia. Tưởng thiên lỗi mỉm cười nhìn cô, nói cuối cùng cũng sẽ có một ngày, nó cũng sẽ biến mất khỏi lịch sử. Tựa như cái thành phố này, có bao nhiêu kiến trúc đổ xuống, lại có bấy nhiêu kiến trúc ầm ầm nổi lên, cho nên em và Trang Hạo Nhiên vẫn luôn không dám thả lòng. Đường Khả Hinh thấu hiểu nói. Hạo Nhiên cùng anh không giống nhau. Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nhìn đường Khả Hinh, nói cậu ấy không giống anh, 9 tuổi an vị ở vị trí tổng giám đốc, lắng nghe hội nghị, thậm chí là nghe thấy một ít tin tức đáng sợ. Cậu ấy tự do trưởng thành, vui vẻ lớn lên, cho nên trong lòng cậu ấy, đối với nhiều sinh mệnh khác nhau cũng có nhiều hơn những tình cảm khác nhau. Mà anh, tưởng ra để lại cho anh trăm năm cơ nghiệp, từ sớm liền rơi vào trong vòng luẩn quẩn của cái xã hội này, bị lây nhiễm, bị lôi kéo vào, rồi bị đẩy ra. Đợi được đến khi có một ngày anh ý thức được anh hồi bé, đã nhìn thấy cái xã hội kia, kỳ thực cũng không giống với những gì anh đã nhìn thấy, khi đó tất cả cũng đã thành hình. Không thể cứu vãn lại được nữa rồi. Đường khả hình nghe xong, trong lòng không khỏi đau đớn, có chút không tự chủ hỏi, vậy. Cuộc sống của anh vẫn luôn căng thẳng trầm trọng như vậy sao? Cho tới bây giờ cũng chưa từng có lúc thả lỏng sao? Có, Tưởng Thiên Lỗi nhìn về phía Đường Khả Hinh cười rộ lên nói, đã từng có một người con gái xuất hiện trong cuộc sống của anh, dùng một phương thức khác, ở trước mặt của anh, thể hiện mị lực đặc biệt của cô ấy, dùng các loại tư thái, cười chế nhạo, lời nói quan tâm, dần dần tiếp cận anh. Anh lúc đầu chống cự cùng cảm thấy chán ghét, về sau lại phát hiện cô ấy càng lúc càng thú vị. Má trái cô ấy có một vết sẹo trong mắt của anh là vết sẹo phấn hồng đẹp nhất trong cuộc đời này của anh hai tròng mắt đường khả hình không hiểu sao đỏ bừng tưởng thiên lối động tình nhìn về phía đường khả hình lại mỉm cười nói rất khó có thể tưởng tượng đi một người như anh vậy cũng sẽ có lúc đối với một cô gái động lòng chính hai tay cô ấy đem sinh mạng của anh chia làm hai khiến máu chảy đầm đìa lại làm cho anh lần đầu tiên ở trước mặt cô ấy thừa nhận rằng anh rất mệt mỏi anh nhớ đó là một buổi tối có mưa, anh đợi cô ấy rất lâu, nguyên bản là có thật nhiều lời giải thích muốn nói, thế nhưng sau khi nhìn thấy cô ấy, cái gì cũng nói không nên lời, chỉ nghĩ muốn ôm cô ấy. Bởi vì anh rất mệt mỏi, đối với một tổng giám đốc hoàn cầu như anh, trên vai là gánh nặng của hơn 300 vạn công nhân, thế nhưng lại tin tưởng bờ vai nho nhỏ kia. Hai mắt đường khả hình đột nhiên muốn khóc, cuộc đời của anh đã có một sự lựa chọn không hề sai. Anh nhìn người nhất định chuẩn, Tưởng Thiên Lỗi tiếp tục yên lặng nhìn về phía đường Khả Hinh, mỉm cười nói: Anh không có sai khi tín nhiệm bờ vai nho nhỏ kia. Kể từ đó cô ấy vượt qua bao sóng gió, sáng lập lên một kỳ tích. Ở trước mắt của anh, nở rộ thật đẹp. Có đôi khi cuộc sống nếu như giống như một vở kịch, thì cuộc sống của anh chỉ có một hình ảnh. Chính là khi những chiếc lá phong rơi san sát nhau, mặt trời lặn ánh chiều tà soi dọi hai bóng dáng, nước mắt chảy xuống. Đường khả hình kích động nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi nặng nề thở một cái, ngưng mắt nhìn ánh nến bập bùng kia, mỉm cười nói, cuộc đời anh đã làm ra một việc sai lầm nhất, chính là khi ấy anh 9 tuổi đã người lừa ta gạt, mạo hiểm rơi vào trong thứ tình cảm ích kỷ kia, muốn bắt lấy trái tim nhỏ bé ấy. Một khắc kia, anh thật sự là ích kỷ, là tàn nhẫn, là oán hận, bởi vì đối mặt sinh mệnh, anh có được quyền cao chức trọng, đích xác là đối với cá nhân không coi trọng cũng không tôn trọng, nếu như lúc đó anh giấy dụa, anh cũng sẽ không phải là tưởng thiên lỗi. Nếu như anh không giấy dụa, anh sẽ không xứng đáng là người yêu của cô ấy. Hai loại tình huống đã khiến anh như bị rằng xé làm hai. Anh cho rằng, hành vi của anh, Thượng Đế cũng sẽ không tha thứ cho anh. Thế nhưng cô ấy lại tha thứ cho anh. Một khắc kia, kỳ thực anh biết, cô ấy cũng không có tha thứ cho anh. Chỉ là bởi vì tình yêu của cô ấy còn quan trọng hơn cả sinh mệnh cho nên cô ấy lựa chọn tha thứ cho anh, tự mình ôm hết những lạc lõng và bi thương này. Đường khả hình không hiểu sao cảm thấy trong lòng là một trận đau đớn, khiến cho cô không khỏi cúi đầu, níu chặt lấy trái tim mình. Tưởng thiên lỗi thật sâu nhìn về phía đường khả hình, hai chồng mắt vẫn như cũ ảm đạm dường như không có tình cảm, nhưng thực ra đã tính mịch đến tê dại, yếu ớt nói có một ngày như vậy. Khi mà chiếc Ferrari màu hồng chạy qua đây, anh đã không do dự, liền thay cô ấy đỡ một kiếp nạn. Một khắc kia, anh cảm thấy phía trước anh đã là thiên đường. Thế nhưng anh xuyên qua thiên đường kia, lại nhìn thấy ánh chiều tà, phản chiếu hai bóng dáng. Anh không nghĩ đến, trong cuộc sống của anh cuối cùng cũng có ngày đó, cái ngày mà hình ảnh này xuất hiện. Là hạnh phúc nơi cuối thiên đường trong anh. Đường khả hình cắn chặt răng, mắt dưng dưng nhìn về phía anh. Em không cảm thấy kỳ quái là, tại sao cô ấy lại có được mị lực, đáng giá để anh trả giá như vậy. Tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi. Đường khả Hinh không lên tiếng nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi hơi cúi đầu, hai tròng mắt suốt cuộc lộ ra cô đơn tịch mịch, thương cảm mà tự hào nói, trên người của cô ấy, có một sức cuốn hút giống như rượu đỏ, kiên kiết, dũng cảm, thông minh, cơ trí. Cắn răng đi phía trước, em vĩnh viễn cũng không biết, cô ấy đi được rất cao rất xa, thế nhưng anh chính là đối với cô ấy có lòng tin. Sau đó anh có thói quen từ xa nhìn cô ấy chạm tới thành công, chậm rãi lùi bước. Phát hiện, tán thành, ủng hộ là điều duy nhất mà anh có thể làm vì cô ấy. Đường Khả Hinh nhẹ cầm lấy giấy ăn, lau nước mắt. Tưởng Thiên lỗi ngẩng đầu, có chút thương cảm cười nói, chính là mấy câu, nhưng tại sao có thể nói xong những việc giữa anh và cô ấy. Xuyên phận có lúc rẽ trái, rẽ phải, cũng không thể lay động được những ngọt ngào cùng thâm tình ấy trong anh. Từng con phố lớn ngõ nhỏ tay trong tay, những thứ ấy như khắc sâu xé rách cũng không sánh bằng một lần thâm tình hôn nhau. hiện tại thỉnh thoảng lại nhớ tới những lúc kia, đứng ở cửa chạm một chút, cảm thụ một chút tịch mịch cô đơn mà cô ấy phải thừa nhận khi chờ đợi anh. đừng nói nữa. đường khả hình đột nhiên cảm giác sinh mệnh vô cùng trầm trọng, yêu thương, cầm lên giấy ăn tiếp tục lau nước mắt. tưởng thiên lỗi thật sâu nhìn về phía đường khả hình, hai chồng mắt suốt cuộc bộc lộ thâm tình, yếu ớt nói, nếu như sinh mệnh có thể lặp lại một lần nữa lại trải qua một lần rông tố như vậy, lại trải qua một lần thân mật như vậy, anh cũng sẽ làm tất cả, chính là kiên trì vì sự lựa chọn của anh. Bởi vì anh biết, cô ấy cũng sẽ lựa chọn giống như vậy. Tại thời điểm cô ấy sẽ phải đi vào phòng phẫu thuật kia, anh rất muốn nói với cô ấy ba chữ anh yêu em. Người đàn ông này là muốn nói anh yêu em, anh muốn dành chọn tình yêu này cho em, bởi vì anh muốn yêu em, dù có chết cũng muốn được yêu em chương 808, em nhìn những mảnh nhỏ kia. Sau bữa cơm trưa, hai người thong thả đi ra khỏi phòng ăn Hải Dương, đón mặt trời chói trang, hai bóng dáng kéo ra thật dài, thật sâu. Đường khả hình vẫn cố né nước mắt, đón cơn gió nhẹ khoan khoái, đứng giữa bãi cỏ, cúi xuống dưới, cũng không biết đang chăm chú nhìn về nơi nào. Tưởng thiên lối cũng dừng bước chân, sâu xa nhìn về phía cô gái trước mặt. Tại sao lại muốn nói chuyện này với em? Thực ra em đã quên rồi." Đường Khả Hinh kìm lòng không được, yếu ớt nói. Tưởng Thiên lỗi mỉm cười nhìn cô, nói cuộc sống có một số chuyện, với anh và với em đều vô cùng quan trọng. Khoảng thời gian này em ở khách sạn là một phân đoạn vô cùng quan trọng trong đời em, vứt bỏ sẽ rất đáng tiếc. Quan trọng nhất chính là khó có được những tình cảm chân thành ấp ôm của em đối với rượu đỏ, quyết tâm hướng về phía trước như vậy. Có lẽ thượng đế muốn cho em có một thời gian nghỉ ngơi. Nhưng mà cuộc sống không thể quá lười biếng, nó sẽ trở thành một thói quen đáng sợ. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, mang theo vài phần đau lòng nhìn anh, nghẹn ngào hỏi, vậy còn anh? Tưởng Thiên lỗi thật sâu nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, không nên dễ dàng bị sự ưu phiền của đàn ông làm cho cảm động, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh vẫn là tổng giám đốc của Hoàn Cầu, cuộc sống vẫn sẽ liên tục kéo dài gặt hái, tiếp tục đạt được những vinh dự và thành tựu, những thứ ấy cũng vô cùng quan trọng. Cô đơn có đôi khi là điều tất nhiên, bởi vì trái tim con người chỉ có một mà thôi. Em chỉ cần chăm sóc bản thân thật chu đáo là được rồi. Đường khả Hinh lại có chút cấp thiết nhìn anh. Tưởng thiên lỗi dường như hiểu được ánh mắt này của cô, vươn tay, khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, mới yếu ớt nói trách nhiệm nặng nề của anh, từ nhỏ đã bắt đầu rồi. Sẽ không dừng lại ở một giai đoạn nào đó. Quãng thời gian đó cùng với em, là khoảng thời gian thoải mái nhất trong đời anh, đó cũng là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho anh. Nhưng dù sao chúng ta cũng không thể quá lười biếng, bởi vì có một vài sứ mệnh vẫn chưa hoàn thành. Đường khả hình kìm lòng không được rơi lệ, nhẹ cúi mặt, mới nghẹn ngào nói, hy vọng anh có thể chăm sóc chính mình thật tốt. Tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi nghe thấy tiếng gọi này, đáy lòng trào dâng một cảm giác ấm áp, đôi mắt bất giác ẩm ướt, tay lại khẽ vuốt khuôn mặt cô, hưởng thụ chút ấm áp từ làn da của cô truyền tới đời người nhiệm vụ nặng nề nhất chính là có được sứ mệnh khi anh bắt đầu thừa nhận hai chữ này chính là lúc mình đã không còn là bản thân mình nữa rồi loại cô quạnh này chỉ có chính mình mới hiểu được em tin tưởng quá khứ em đã tha thứ cho anh nhiều hơn là vì có thể thông cảm những đau khổ và mệt nhọc của anh suy cho cùng dùng những yêu thương hơn cả sinh mệnh để tha thứ cho anh đó là em của quá khứ thực sự để ý đến tinh thần của anh anh không cần phải mang gánh nặng anh rất xứng đáng được tha thứ và chờ mong đường khả hình lại đau lòng rơi lệ nói. Hai mắt tưởng thiên lỗi lại kích động run run ngấn lệ, tay lại chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khuôn mặt co quắp và run rẩy. Đường khả hình lại ngẩng đầu, đau lòng nhìn người đàn ông đau khổ trước mặt mình, lại rơi lệ, nói, xin hãy sống thoải mái một chút. Xin anh nhất định phải hạnh phúc, đừng hoài nghi lời em nói. Anh rất xứng đáng được mong chờ và tha thứ. Tưởng thiên lỗi cúi xuống, kìm nén nước mắt trực trào. Đường khả hình vỗ nhẹ tay anh, nhìn về phía anh, im lặng mà buồn bã rơi lệ. Giữa bãi cỏ, nóng chết mất, họp lâu như vậy, làm lão tử nóng đến mức đần độn luôn rồi. Trang hạo nhiên đã vô cùng nóng, cởi âu phục, chỉ mặc chiếc áo sơ mi lam nhạt, quần tây trắng, tay cầm áo âu phục, cùng với tô lạc hoành, lãnh mặc hàn, mấy người cùng nhau đi về phía phòng ăn Hải Dương. Vậy sao anh lại phải đi phòng ăn Hải Dương dùng cơm? Tô Lạc Hành cũng nhanh chóng gỡ nút áo sơ mi đen của mình ra, nóng đến mức mồ hôi đầm đìa, cũng đi về phía trước. Tôi thích ăn cơm dứa ở đó, ngọt ngọt, chua chua, thơm thơm, tựa như tình yêu vậy. Trang Hạo Nhiên nói xong, chống chọi với ánh mặt trời chói trang, nhớ lại đường khả hình hôm nay ở công ty, làm tất cả vì mình, tim anh bất giác cảm thấy ấm áp. Nhìn bộ dạng anh kia, Lâm Sở Nhai liếc mắt nhìn anh một cái, chập một tiếng cười, ngẩng đầu nhìn phòng ăn hải dương ở ngay phía trước lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc anh tức khắc ngẩn ra kêu lên "Trời ạ à! trang hạo nhiên nghe tiếng kêu này của anh cũng kỳ quái ngẩng đầu nhìn về phía trước sau đó mắt mở to nhìn thấy đường khả hình cùng tưởng thiên lỗi hai người đang xúc động nhìn đối phương mắt anh chợt nhíu lại đường khả hình tiếp tục đứng tại chỗ cúi đầu rơi lệ tưởng thiên lỗi vẫn tiếp tục đau lòng lau nước mắt cho cô trang hạo nhiên sắc mặt hơi thay đổi hai chồng mắt lạnh lùng nhìn hình ảnh trước mắt này, tưởng thiên lỗi lại săn sóc vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. a, à, đây là chuyện gì vậy? một giọng nói truyền đến, hai người xứng sờ xoay người nhìn về phía người đi tới. trang hạo nhiên đã nở nụ cười đi tới, thiện tay đem âu phục trong tay ném cho tô lạc hoành bên cạnh, chính mình lại tiêu sái thoải mái đứng giữa hai người lưu chuyển ánh mắt đầu tiên là liếc nhìn đường khả hinh một cái, lại quay đầu bộc lộ thái độ mập mờ thâm tình, nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Tưởng thiên lỗi tức khắc nhíu mày nhìn trang Hạo nhiên. Đường khả hình lại có chút lúng túng hơi xoay người, dùng tay không nhẹ lau nước mắt. Trang Hạo nhiên nhìn đường khả hình khóc đến đau lòng như vậy, liền có chút nghi ngờ cười rộ lên hỏi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Khóc đến mức hoa lê cũng đẫm nước mưa như thế. Ai cần anh lo, chấm than ngoặc kép, đường khả hình không khách khí đáp lại anh. Em mới sáng sớm hôm nay, còn trải đây hoa hồng ở chỗ anh, hiện tại lại không muốn anh quản sao. Trang hạo nhiên tươi cười nhìn cô nói. Tưởng thiên lỗi vừa nghe lời này, trầm mặc nhìn về phía đường khả hinh. Đường khả hinh mặt bỗng đỏ bừng, lập tức nóng mắt phẫn hận chừng mắt nhìn trang hạo nhiên. Sao lại dùng ánh mắt này nhìn anh? Anh nói sai sao? Trang hạo nhiên nhịn không được vươn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô, mới nói, anh hôm nay kỳ thực rất cảm động, chính là diễn xuất thiếu một chút, nếu như có một chút thật nữa không chừng anh sẽ đem vé số cho em đấy trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép mặt đường khả hình đỏ bừng cất bước đứng trước mặt anh cảm thấy xấu hổ mất thể diện tức giận nói anh đừng có quá đáng như vậy tôi lúc nào nói muốn vé số của anh hả không muốn sao vậy anh đem nó tặng cho người khác trang hạo nhiên nhìn cô cười nói anh tốt nhất đem nó ăn đi đồ cái thứ người hẹp hòi đáng ghét anh chính là cái thứ người chết tiệt khiến người ta chán ghét nhất trên đời này. Hôm qua tôi thực sự bị mù, mới đi an ủi anh. Đường Khả Hinh nói xong, hai tay chống lên lồng ngực anh, đẩy anh lùi lại mấy bước, mới nhấc đuôi váy dài, cất bước đi về phía trước. Một lực đạo mạnh mẽ, bàn tay hệt như sắt thép cứng rắn, trong nháy mắt nắm chặt cổ tay cô, khiến cho cả người cô ngã trở lại. Anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh cả người loạn trọn, thiếu chút nữa ngã sắp xuống, ngẩng đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, tức giận hét to trang hạo nhiên hơi cắn răng cúi đầu hai tròng mắt bộc lộ ánh nhìn mãnh liệt nhìn về phía cô sâu xa nói anh nói cho em đi rồi sao tôi sao lại không thể đi anh là gì của tôi anh dựa vào cái gì bắt ép tôi đường khả hinh nhìn anh kích động kêu to em là thư ký của trang hạo nhiên anh anh có quyền yêu cầu em làm bất cứ chuyện gì trừ khi em không muốn đứng vững trong hoàn cầu chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên thở dốc nóng mắt nhìn đường khả hinh nước mắt vẫn còn chưa khô anh đường khả hình trong lúc nhất thời không biết nói gì nhìn người này trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi lập tức nắm chặt một cánh tay kia của đường khả hình muốn kéo cô về bên mình nhìn anh phẫn nộ nói cậu làm cô ấy đau làm cô ấy đau là ai trang hạo nhiên nói xong dùng lực mạnh trong nháy mắt ôm chặt đường khả hình vào trong lòng anh buông tôi ra anh cảm thấy tôi là đang diễn trò vậy anh còn dính dáng đến tôi làm gì đường khả hình bởi vì câu nói thương tâm kia sống chết vươn tay đánh lồng ngực anh anh biết em đang diễn trò nhưng anh vẫn rất cảm động trang hạo nhiên nhất thời cầm chặt vai đường khả hình tức giận nói trên thế giới này không có người nào như anh vậy biết rõ em là diễn trò nhưng anh vẫn cảm động trên thế giới này không có người nào như anh vậy biết rõ em đối với anh không có cảm giác vậy mà vẫn luôn một lòng hướng về em đường khả hình hai mắt đẫm lệ nhìn về phía người này tức giận nói, nếu như anh cảm động, sẽ không nói tôi diễn sai. Anh cái tên đáng ghét này, mau buông tôi ra. Cô lại dẫy dụa tránh thoát cái ôm của anh. Trang hạo nhiên lại dùng hai tay nắm chặt bả vai của cô, mới gầm nhẹ, em không thể để cho loại cảm giác này, tồn tại trong thế giới của anh lâu hơn một chút được sao? Vừa mới cho anh vui vẻ, có được bao lâu chứ? Trang hạo nhiên, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi phẫn nộ đi lên phía trước, đẩy mạnh bả vai của anh, gầm nhẹ cậu sao lại đi ép buộc một người mất trí nhớ như vậy anh không có ép buộc một người mất trí nhớ sao chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên trong nháy mắt hệt như mãnh thú tức giận đẩy mạnh bả vai anh ra nhìn anh đau lòng nói một chút chuyện của cô ấy trong quá khứ tôi đều không muốn chạm vào đó là bởi vì quá khứ cô ấy đã rơi quá nhiều nước mắt rồi anh ở trước mặt cô ấy cũng đã nói những thứ gì làm cho cô ấy khóc thành như vậy nếu như anh thật sự muốn xoay người phiền anh nhanh một chút. Tưởng Thiên lỗi nghe lời này, hai chồng mắt tức khắc tỏa ra ánh nhìn như hổ trong bóng đêm, nắm chặt nắm đấm, tới gần Trang Hạo Nhiên, vươn tay ấn mạnh vào lồng ngực anh, ngửa mặt gần từng chữ nói: Trang Hạo Nhiên, nếu như tôi thật sự muốn tranh giành, cậu cảm thấy tôi không có cách nào trở thành đối thủ của cậu sao? Một người đầu óc, ngay cả ký ức cũng có thể vứt bỏ. Cậu cảm thấy chuyện quá khứ có thể trong thế giới của tôi, sinh ra ảnh hưởng gì được sao? Trang hạo nhiên nheo mắt, ngầm nuôi lửa giận nhìn về phía tưởng thiên lỗi. Đường khả hình lập tức có chút hoảng loạn tỏng lòng, nhìn về phía hai người bọn họ. Tưởng thiên lỗi lại bị lửa giận dần dần bùng phát, hai mắt thâm thúy hiện lên vài phần cướp đoạt, thiêu đốt lồng ngực anh, không chút sợ hãi nói cậu đừng tưởng tôi đã đi xa. Hạnh phúc của cô ấy vẫn là chuyện quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Nếu như bất luận kẻ nào làm cho cô ấy tổn thương rơi lệ, tôi nhất định sẽ không bỏ qua hắn đừng dựa vào một chút gọi là tình cảm sâu đậm kia của cậu, mà cảm thấy cậu có gì đặc biệt hơn người. Chẳng lẽ cậu cảm thấy, tình yêu của tôi và cô ấy chết cũng phải yêu, cũng có thể theo duyên phận mà bay đi, cậu dựa vào cái gì liền cảm thấy, vận mệnh chiếu cố cậu. Cậu đối với cô ấy làm cái gì? Cậu có tư cách gì yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy? Trang hạo nhiên trong nháy mắt hệt như chim ưng đang điên cuồng, vung nắm đấm lên, nhanh như tia chớp, hướng về phía cầm tưởng thiên lỗi đánh một quyền. Tưởng thiên lỗi kêu rên, cả người ngã lăn trên đất, khóe miệng chảy máu. Tưởng thiên lỗi, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đau lòng, vội vã nhào tới trước mặt tưởng thiên lỗi, ngồi xổm xuống tay vịn bờ vai anh, nhìn về phía miệng anh đầy máu, tức khắc quay đầu, nổi giận nhìn về phía trang hạo nhiên, kêu to, anh làm gì vậy? Trang hạo nhiên nặng nề thở dốc, chỉ vào tưởng thiên lỗi, tức giận nói, tôi cho anh biết, tôi đã muốn đánh anh từ sớm rồi. Nếu quả thật muốn cho một người vui vẻ, nên nghĩ cách làm cho cô ấy cười trước đã chứ không phải là khóc trước tiên vận mệnh cũng không chiếu cố tôi chút nào cả nếu như chiếu cố tôi thì hôm nay cô ấy cũng sẽ không đứng trước mặt của anh khóc với anh tôi ghét nhất loại người lấy danh nghĩa tình yêu như cậu không ngừng uốn nắn cuộc sống của người khác làm như chỉ có mình cậu mới là người có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc tuyệt đối vậy tôi cũng không tin cậu chưa từng gây tổn thương cho cô ấy tưởng thiên lỗi nhất thời ngăn đường khả hình mãnh liệt mà nhanh chóng đứng lên, trợn mắt sông về phía Trang Hạo Nhiên. Đừng, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái khẩn trương chặn trước mặt anh. Em đến đây cho anh, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường khả hình chắn trước mặt, anh đau lòng gọi. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đánh người chính là không đúng. Anh là một tổng giám đốc, sao có thể kích động như vậy chứ? Đường khả hình rất sợ tưởng thiên lỗi xông lên trước, đầu tiên là chặn trước mặt anh nhìn về phía trang hạo nhiên nói a à, trang hạo nhiên đau lòng cười trừ một cái nhìn về phía đường khả hình hai tròng mắt tràn đầy ánh nhìn phẫn nộ nói kích động nếu như anh là một người kích động trước đây anh đã giết chết anh ta rồi anh nói xong lập tức tức giận lấy ví tiền của mình từ bên trong rút ra tờ vé số đứng trước mặt đường khả hình cười chế nhạo nói em không phải là muốn vé số sao liền thường cho trò siếc của em hôm nay diễn chân thật đến vậy. Anh cho em. Xoẹt. Trang Hạo Nhiên nói xong, tức giận nhìn về phía cô, xoẹt một tiếng, đem tờ vé số 300 ngàn kia xé thành hai nửa. Đường Khả Hinh hít một ngụm khí lạnh, khiếp sợ đau lòng nhìn tấm vé số này, cứ như vậy đã không còn nữa. Tưởng Thiên Lỗi cũng trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên từng cơn tức giận đưa mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh, đem vé số trong tay, nhanh chóng xé thành những mảnh nhỏ, toàn bộ đều bay lượn giữa không trong thành hình tơ liếu anh lạnh lùng nhìn cô nói muốn sao đem nó toàn bộ nhặt trở lại đi xem có thể dính lại thành hình dáng ban đầu hay không sau này đừng đem dịu dàng ra mà trao đổi đó đều là lừa gạt kẹo que ăn thôi anh nói xong liền nhanh chóng xoay người bỏ đi trang hạo nhiên chấm than ngoặc kép tưởng thiên lỗi giận dữ thét lên cậu thật quá đáng đường khả hình đứng tại chỗ cúi đầu hai mắt run run ngấn lệ đau lòng nhìn về phía những mảnh nhỏ trên mặt đất, nhớ lại câu nói cuối cùng của anh, một trận lửa giận xông thẳng đến, nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu nhìn về phía anh kêu to, anh cái tên chết tiệt này. Đó là 300.000 đấy. Trang Hạo Nhiên không nói gì, tiếp tục cất bước đi về phía trước. Chương 809, đơn thuần. Ánh mặt trời rực rỡ. Đường Khả Hinh chậm rãi mà đau lòng ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt từng tờ vé số đã nhào nát để vào lòng bàn tay nhớ tới những lời nói vô tình của Trang Hạo Nhiên vừa rồi, cô lập tức cắn môi dưới, tức giận gọi tên hỗn đản này. Tưởng thiên lỗi từ từ ngồi sổ người xuống, nhìn dáng vẻ thất thần cùng đau lòng của cô, vẻ mặt ấy náy nói, xin lỗi. Không phải là lỗi của anh, đều là tại tên hỗn đản này. Đường khả hình nhặt tờ vé số cuối cùng đang nằm trong góc lên, đặt vào trong lòng bàn tay, nhìn vào tờ giấy nhỏ màu hồng kia, nặng nề thở ra. Tưởng thiên lỗi lặng lẽ nhìn cô, nói em không đủ tiền dùng sao. Đường khả hình nhất thời im lặng ngẩng đầu, nhìn về phía anh. Tưởng thiên lỗi cũng cảm thấy buồn cười, cúi xuống, lúc nhếch miệng cười bỗng cảm thấy khóe miệng hơi đau, anh lập tức nhíu mày, bặm bặm môi một chút. Anh không sao chứ, đường khả hình quan tâm nhìn về phía anh nói, nghe nói trang hạo nhiên rất giỏi đánh nhau, nhất định là rất đau. Không sao, tưởng thiên lỗi nhìn về phía cô, nhẹ nhõm cười. Hai người cùng nhau lặng lẽ đứng lên. Đường Khả Hinh nắm mấy tờ vé số trong tay, ngẩng đầu, cảm kích mỉm cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, mềm giọng nói: Hôm nay thật sự cảm ơn anh, mời nhiều bạn nhỏ ăn cơm như vậy, cũng đã mời em ăn một bữa cơm phong phú. Em còn một số chuyện muốn gì tìm bác dịch, em đi trước. Vết thương này của anh nên đi bác sĩ đi, nếu để lại sẹo sẽ không đẹp trai nữa đâu. Tưởng Thiên Lỗi nghe cô nói thoải mái như vậy, nhịn không được bật cười. Em đi trước. Đường Khả Hinh cúi đầu chào anh mới lặng lẽ xoay người đi về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi vẫn đứng tại chỗ, ôn nhu nhìn về phía bóng lưng mê người của Đường Khả Hinh, tùy từng thời điểm mà tỏa ra sự ngọt ngào cùng thiện lương. bất cứ khi nào ở cùng một chỗ với cô, đều nhẹ nhàng như vậy. Hai trong mắt của anh lóe ra, nhìn bóng lưng của cô, hai bàn tay nắm chặt lại. Tổng giám đốc Đông Anh ở bên trong phòng ăn Hải Dương, nghe thấy có mấy vị phó tổng đang ăn cơm bên trong, liền tự nhủ mình nên đi xem một chút có thể tổng giám đốc sẽ xảy ra chuyện gì. Cô liền lập tức đi đến, lại thấy vết thương bên khóe miệng tưởng thiên lỗi, một mảng đỏ thấm, thậm chí vẫn còn chảy máu. Cô hít vào một hơi, giật mình đi qua, nhìn về phía anh quan tâm hỏi, tổng giám đốc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tưởng thiên lỗi im lặng không lên tiếng, vẫn như cũng nhìn thật sâu vào bóng lưng đường khả hình, nhớ tới vừa rồi xảy ra tranh chấp cùng trang hạo nhiên, anh cắn chặt răng. Nặng nề thở một hơi nói, mấy mảnh đất bên cạnh nhà họ Sơn bên kia tình huống thế nào rồi? Đông Anh nghe những lời này liền kỳ quái đáp, ách. Còn chưa có manh mối, kế hoạch sẽ được đẩy nhanh, tối nay văn phòng sẽ tới gặp tôi. Nghe xong, anh nhanh chóng xoay người rời khỏi. Đông Anh sửng sốt đứng tại chỗ, nhìn về phía bóng lưng tưởng thiên lỗi đang cấp tốc rời đi, kinh ngạc nghĩ vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một chiếc xe Rolls Royce phanh gấp trước vườn hoa phòng tổng thống. Trang hạo nhiên vội vã, nổi giận đùng đùng bước xuống xe đi nhanh về phía trước thiếu gia di lý và hai người giúp việc trẻ tuổi nghe thấy tiếng bước chân vừa mới mới đi ra đến nơi đã nhìn thấy bóng dáng trang hạo nhiên đi vào cả người tức giận từ cửa đi qua con đường lớn vào trong phòng khách di lý và mọi người nhìn nhau bình thường rất khó nhìn thấy thiếu gia tức giận như vậy nghĩ có nên gọi điện thông báo cho phu nhân hay không dầm tong nháy mắt trang hạo nhiên đã đi vào phòng ngủ của mình vừa thở hổn hển đi về phía trước vừa đưa tay cởi một chiếc cúp áo ra, nhanh chóng đi tới bên giường, cả người mệt mỏi nằm xuống, ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Hai tròng mắt anh lóe ra, nhớ tới vừa rồi trước phòng ăn Hải Dương, Tưởng Thiên Lỗi và Khả Hinh nhìn nhau vô cùng tình cảm, nhất là Khả Hinh khóc rất thương tâm, nước mắt từng viên một rơi xuống. Tim của anh thắt lại, xoay người nằm sấp lại, vơ lấy gối chùm lên đầu. Trong một căn phòng khác, Trang Ngải Lâm mặc bộ đồ chạm nổi màu đen, đi đôi giày la mã cùng màu mái tóc dài chấm vai, đứng trước gương, xoay người ngắm nghía bộ dáng của mình, lại nhớ tới lần trước bác dịch đã nói, anh không thích phụ nữ quá phức tạp, cô nặng nề thở hổn hển một hơi, lại xoay người nhìn 60 gian tủ quần áo trước mặt, tất cả quần áo đều treo cạnh nhau, kiểu dáng gì cũng có, nhưng lại không có bộ nào nhìn đơn giản. Tại sao mình lại phải lấy lòng một người đàn ông chứ? Cho tới bây giờ đều là đàn ông lấy lòng mình, chấm than ngoặc kép, trang ngải lâm tức giận nhìn chính mình trong gương, cô cùng tức giận hôm nay ngay trong hôm nay cho con về nhà ăn cơm nếu như con không mang bác dịch trở về cho mẹ con vĩnh viễn cút ra ngoài cho mẹ con rể của tôi cháu của tôi con dâu của tôi hu 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 tiếng khóc đáng thương của mẹ trang lại vang lên trong đầu cô trang ngải lâm nhớ tới hai ngày này mẹ vì chuyện của khả hình chuyện nên rất không vui cô bất đắc dĩ lại thở dài một hơi bởi vì quá sợ điệp y ném mình ra ngoài đành phải lại thỏa hiệp với mẹ tiếp tục tìm kiếm quần áo khắp nơi trong tủ quần áo của mình. Tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Trang Ngải Lâm lấy ra một chiếc váy dài màu trắng từ trong tủ, đột nhiên lại cảm thấy nó thật sự thuần khiết. Tiểu thư, Di Lý có chút lo lắng đi tới, nhìn về phía Trang Ngải Lâm có chút sốt ruột nói, vừa rồi thiếu ra trở về, hình như có điểm gì là lạ, tâm trạng không tốt, còn đóng sập cửa lại. Nhà của chúng ta chuyện đóng sập cửa cũng không phải chuyện gì xa lạ, sợ rằng là khi mọi chuyện thực sự xảy ra trang ngải lâm nói xong giống như phát hiện có thể mặc chiếc váy này cô vui sướng quay đầu lại phát hiện ra đằng sau thân váy có một hình trái tim khoét từ bả vai đến bắp đùi cô vô cùng tức giận nói ai thiết kế chiếc váy này vậy thật là buồn nôn trong nháy mắt cô đã ném nó đi thật xa lại chui vào một tủ đồ khác tìm nghĩ nhất định phải tìm một bộ trông thật thuần khiết mới hỏi chuyện là như thế nào chính là lúc đi vào liền đóng sập cửa rất mạnh khuôn mặt có vẻ tức giận muốn nổ tung di lý hình dung lại có chút khoa trương nói trang ngải lâm nghe lời này lập tức xoay người lúc này mới cảm thấy có chút hứng thú cười nói hả mặt mày còn muốn nổ tung cô nói hết lời liền thuận tay chọn hai chiếc váy một chiếc váy dài màu vàng nhạt và chiếc váy ngắn bằng gen màu đen cô cầm hai chiếc váy lên sau đó đi ra khỏi phòng tới phòng của em trai một cước đạp cửa ra chiếc khóa bằng vàng dòng bịch một tiếng rơi xuống đất văng đi xa ô kìa này di lý nhìn thấy cửa lại bị phá hư lập tức đau lòng kêu lên đây đều là tiền là tiền vẻ mặt trang ngải lâm thản nhiên như không có chuyện gì đi vào phòng em trai đi qua phòng khách đến phòng ngủ quả nhiên phát hiện em trai mình đang nằm trên giường im lặng như cá chết cô liền cầm váy đi qua một cước đạp vào mông em trai kêu to ngồi dậy góp ý cho chị mày xem nên mặc chiếc váy nào càng đơn thuần càng tốt, nhưng cũng phải đẹp mắt một chút. Không mặc càng đẹp mắt, Trang Hạo Nhiên núp đầu vào trong gối, lên tiếng. Mày sao sao sao, ngay cả em gái của chị cũng dám ăn. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền ném hai chiếc váy trong tay ra chỗ khác, nhanh chóng nhảy lên trước mặt em trai mình, cũng không để ý mình đang mặc một bộ quần áo đáng giá 32 vạn, liền ngồi lên trên bụng em trai, lấy gối xuống, đánh một quyền vào má anh. A, à, chấm than ngoặc kép Trang Hạo Nhiên ôm mặt, kêu một tiếng. "Chị và mày nói chuyện nghiêm túc, làm cái gì mà im lặng như cá chết vậy? Cho nên mới nói mày thật là vô dụng, ăn nhiều chuối tiêu làm gì, còn không có bản lĩnh sinh được đứa nhỏ." Trang Ngải Lâm ngồi trên bụng em trai, mặt lạnh nói. "Chị, Trang Hạo Nhiên muốn nâng người ngồi dậy." Trang Ngải Lâm không nói hai lời, liền vung nắm tay lên, hướng đến quai hàm của anh đánh một quyền. "A, à, đừng đánh, đau quá." trang hạo nhiên lại ôm mặt kêu to trước đây chị đánh mày như thế nào cũng không thấy mày kêu một tiếng hiện tại biết đau rồi hả trang ngải lâm chừng lớn đôi mắt nhìn em trai trang hạo nhiên hơi nâng cao đầu lặng lẽ nhìn về phía chị mình mày sống tích cực một chút chị xem nào trang ngải lâm dường như hiểu em trai mình vươn tay xoa mặt anh mới nhanh chóng nói gương mặt đẹp trai như vậy sợ cái gì mẹ luôn muốn mày nhanh chóng gạo nấu thành cơm trang hạo nhiên nặng nề thở hổn hển một hơi tiếp tục ngã xuống giường nghĩ ngợi một số chuyện trông dáng vẻ của mày xem nhìn vào đã thấy buồn nôn trang ngải lâm nói xong liền xoay người xuống giường lại cầm lên hai chiếc váy của mình giơ lên hỏi mau lên giúp chị nhìn xem cái váy nào thích hợp với chị trang hạo nhiên nâng người dậy nhìn về phía trang ngải lâm kỳ quái hỏi sao vậy chị muốn đi hẹn hò hà đi gặp bác dịch trang ngải lâm có chút mất thể diện nói trang hạo nhiên nghe lời này mệt mỏi nói chị hãy bỏ qua anh ấy đi anh ấy không thích hợp với chị trang ngải lâm lại giơ nắm đấm về hướng anh nói chị thích hợp với ai liên quan gì đến mày mau lên nhìn xem cái nào phù hợp thời thượng như vậy anh ấy sẽ không thích anh ấy thích phụ nữ đơn thuần trang hạo nhiên hiểu bác dịch nói mẹ nó cái gì mà đơn thuần chấm than ngoặc kép trang ngải lâm nói xong nhanh chóng xoay người đi ra khỏi phòng trang hạo nhiên lại ngã xuống giường nghĩ về chuyện của mình và khả hinh nặng nề thở ra bỗng nhiên tối sầm giúp chị nhìn xem chấm than ngoặc kép trong nháy mắt trang ngải lâm ôm một đống lớn quần áo hoa lệ quay lại toàn bộ vứt lên trên giường còn có một số rơi trên mặt đất nói mau lên chọn cho chị một bộ chị trang hạo nhiên quay đầu nhìn về phía trang ngải lâm nhàn nhạt hỏi mối tình đầu của phụ nữ đều đặc biệt khó quên Chị làm sao biết, chị quen nhiều đàn ông như vậy, đã quên mối tình đầu từ lúc nào rồi? Mày còn nhớ mối tình đầu của mày sao? Trang Ngải Lâm lật lật đống quần áo. Trang Hạo Nhiên lắc đầu, mối tình đầu hình như ở nhà trẻ. Đấy là đương nhiên, Trang Ngải Lâm chế nhạo cầm lên một chiếc váy dài màu đen, lại thấy sao giống quả phụ, liền chọn một cái khác mới nói, nhà của chúng ta coi thường nhất chính là mối tình đầu. Nó không quan trọng như thế đâu. Trang Hạo Nhiên nghĩ những lời này mới nhìn đến chị mình đang bận rộn, anh liền thở dài, nhìn chị mình đang sới tung lên để chọn quần áo, hết so sánh cái này rồi lại so sánh cái khác, anh bất đắc dĩ nâng mặt lên nói, chị, chị không có áo sơ mi trắng cùng quần jean sao? Trong nháy mắt trang ngải lâm ngẩng đầu, nhìn về phía em trai mình, tức giận nói, chị mày phải mặc quần áo như thế sao? Tòa nhà rượu vụ tập đoàn Hoàn Cầu Bác dịch đang ngồi trên ghế ra trong phòng làm việc, lặng lẽ nhìn nội dung trên văn kiện, muốn thảo luận cùng Khả hình những điều cần chú ý trong trận thi đấu lớn sắp diễn ra. Phịch một tiếng cửa bị đá văng ra. Bác dịch nghi ngờ ngẩng đầu, nhìn người đến trước mặt, đột nhiên ngẩn ra. Trang ngải lâm bất đắc dĩ mặc áo sơ mi trắng, chân váy dài màu xanh đậm, mái tóc uốn xoăn, đứng trước cửa, nặng nề thở hổn hển một hơi nhìn vào trong, một dáng vẻ không cam tâm tình nguyện. chương 810, quyết định. Bác dịch nhíu chặt mi tâm, biểu tình cổ quái nhìn về phía trang ngải lâm, thậm chí hơi nhếch mí mắt, đem cả người cô từ trên xuống dưới nhìn đi nhìn lại vài lần. Trang Ngải Lâm thấy ánh mắt cổ quái kia của anh, liền chỉ nhàn nhạt liếc nhìn anh một cái, trong lòng không tình nguyện ôm vai đi tới, phịch một tiếng, rung trời chuyển đất đóng cửa lại. Hai trợ lý lập tức đứng ở ngoài cửa, cũng không dám đi vào chặn lại hay ngăn cản. Bác dịch im lặng không tiếng động, hạ bút máy xuống, thuận tiện khép lại nội dung của cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu trước mặt, dựa vào trên ghế ôm vai chăm chú nhìn về phía trang ngải lâm nhìn không ra trên mặt anh đang suy nghĩ gì trang ngải lâm lặng im không lên tiếng ngồi ghế dành cho khách ở trước bàn làm việc vươn tay nhẹ hất tóc dài gợi cảm hơi nhấc đôi chân dài ngửa mặt nhìn về phía trước không lên tiếng bác dịch nặng nề thở một cái mới nhìn hướng trang ngải lâm hơi bộc lộ vài phần tươi cười nói khó có khi trang đại tiểu thư hạ cố đến văn phòng tôi vô cùng vinh hạnh a à. trang ngải lâm nghe lời này vẻ mặt không chút khách khí nào, cố gắng kiềm nén xuống, đôi mắt bồ câu xinh đẹp quyến rũ lưu chuyển, tiếp tục lạnh lùng nhìn một điểm nào đó trong phòng làm việc, nhìn thấy một poster trang viên nho nào đó, mới sâu xa nói, mẹ tôi nghe nói anh đã trở lại, bảo tôi đến gặp anh. Nhìn xem anh chết chưa? Nhờ phúc khí của cô, tôi vẫn còn sống. Bác dịch theo thói quen mặt luôn trầm ổn lạnh lẽo, không có tí tì biểu cảm nào. Trang ngải lâm lúc này, mới chậm rãi quay mặt, nhìn về phía anh bác dịch vẫn như cũ trầm mặc nhìn cô. Tôi thật sự nghĩ không ra, mẹ tôi tới cùng thích anh ở điểm gì. Trang Ngải Lâm theo quán tính luôn nói lời châm biếm người khác. Tôi cũng không rõ, bác dịch mang vài phần tự diễu cười. Có khả năng bà chỉ là thích anh, Trang Ngải Lâm nhìn anh, có phần bất đắc dĩ nói. Cô không thích nghe lời của bà, nghe gì nói, cô cũng không phải là đứa bé ngoan. Bác dịch nhàn nhạt nói trang ngải lâm nhất thời áp lực dồn lên tận cổ lập tức nổi giận vươn tay nhẹ trống trước chán tùy ý sự nóng nảy đang sôi sục như rời núi lấp biển trong lòng nhớ lại lời nói của mẹ cùng cái tát không chút nương tay của điệp y cô mới tiếp tục chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bác dịch khinh bỉ lại thiệt tình nói tôi đàn ông tôi thấy nhiều tức giận giống như anh thật đúng là hiếm thấy tôi chẳng qua là cùng người đàn ông khác khiêu vũ đứng gần nhau một chút anh có nhất thiết phải bực bội như vậy không Bác dịch nghe lời này, thật lạnh lùng cười nhìn về phía cô, hỏi, nếu tôi cùng một người con gái khiêu vũ như thế, tay ở sau thắt lưng của cô ấy sờ tới sờ lui. Cô có chấp nhận được không? Anh ta không có sờ tới sờ lui. Trang Ngải Lâm nói đến đây, cơn tức giận lại muốn bùng phát, bực bội nói, đó là khiêu vũ xã giao, cử chỉ cực kỳ lễ phép. Bản tiểu thư thân thủ cao như thế, có ai dám ở trên người tôi, dở cho. Chỉ đơn giản là khiêu vũ anh cái người quê mùa này. Bác dịch nghe xong lời này, ánh mắt chấp lóe, mặt lạnh nhìn về phía cô nói cho nên. Tôi và cô không thích hợp, nhìn cô cùng người khác khiêu vũ tôi liền biết. Có phải bản tiểu thư không nhớ rõ mối tình đầu, anh cảm thấy được tôi không được kiêu ngạo phải không? Trang Ngải Lâm nói xong, một trận lửa nóng hừng hực bốc lên, nháy mắt đứng dậy, vẻ mặt tức giận lạnh lùng nhìn về phía người đàn ông này, nói tôi nói cho anh biết tôi trang ngải lâm cho tới bây giờ đều không có ăn nói khép nép với một người đàn ông như thế. Tôi, tôi còn mặc t-shirt trắng chiếc tiệt này, quần bò, đứng ở trước mặt anh, vì mẹ tôi, mà muốn tôi đi lấy lòng anh. Tôi thật sự là ăn nhiều quá lú rồi. Sắc mặt bác dịch cũng cứng rắn ngẩng đầu, nhìn về phía trang ngải lâm nói, không cần miễn cưỡng chính mình như thế, làm chuyện mà cô thấy vui vẻ đi. Chúng ta không thích hợp. Anh nói xong, nhanh chóng cúi đầu, cầm lấy bút, lại chuẩn bị khảo đề rượu nho. Trang ngải lâm một trận nổi cáu đi lên, nóng mắt thở hổn hển nhìn về phía người đàn ông này, mấy tháng không gặp mặt, anh liền giống như không quen mình, cô một trận tức giận, nháy mắt liền động chân, mạnh mẽ hướng bàn làm việc đạp tới. Âm, cái bàn làm việc cùng bác dịch, phịch một tiếng, toàn bộ hướng về mặt tường thẳng tiến mà đến. Tất cả văn kiện, lập tức bay khắp nơi. Cái cô này, bác dịch kém chút nữa thì bị cái bàn đập trúng, anh nhất thời hai tay chống đỡ được mặt bàn, khuôn mặt bộc lộ sự đau đớn do bị va đập, tức giận ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Ngải Lâm. Trang Ngải Lâm cả người tức giận đến nhất thời không nói nên lời, vốn là vươn tay chống lên chán mình, nhớ lại chính mình hôm nay cư nhiên đáng chết mới mặc quần áo theo kiểu thanh thuần như thế, lại còn cùng em trai lái xe đưa mình đi mua quần áo, toàn tâm toàn ý một lòng hòa giải, đi tìm kẻ đầu gỗ này, có phải anh cho rằng trên thế giới này hết đàn ông rồi hả? Cô nháy mắt bước nhanh đến gần muốn đẩy bàn làm việc ra, phịch một tiếng, đôi tay đã đập ở trên bàn làm việc, nóng mắt nhìn hướng bác dịch, tức giận đến phổi cũng phải nổ tung kêu to tôi nói cho anh biết. Đừng tưởng rằng anh có được vài vườn nho thì đã khá lắm. So với một ván bài bình thường của chị đây, cũng chỉ là một số lẻ. Nếu không phải mẹ tôi thích anh, anh cảm thấy tôi sẽ nhìn tới anh sao? Tôi và anh mấy tháng không gặp mặt, mặc thành như vậy đi gặp anh, cho anh ba phần mặt mũi, anh lại còn làm cao hả anh là cái thứ gì chứ bác dịch nặng nề thở gấp ánh mắt lóe ra nhìn về phía cô ha, chấm than ngoặc kép trang ngải lâm càng nhìn người này càng cảm thấy sao anh ta lại ghê tởm như thế cô hơi xoay mặt ánh mắt bỗng chốc hiểu ra lại quay đầu nóng mắt nhìn hướng bác dịch kêu to có phải thật sự muốn chia tay không bác dịch trầm mặc nhìn về phía cô chấm than ngoặc kép trong đầu Trang Ngải Lâm hiện lên hôm đó cùng bác dịch nằm một giường, anh để trần nửa người trên, lúc cúi xuống nhìn mình, ánh mắt cố chấp cùng nóng cháy. Chúng ta không thích hợp, chấm than ngoặc kép, bác dịch lại cắn răng chịu đựng đau đớn từ cái bàn bên cạnh đè vào ngực mình. Chấm 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 ngoặc kép, trong lòng Trang Ngải Lâm cư nhiên đau buốt, chừng mắt nhìn người đàn ông này, nhưng rồi lại nheo mắt, kiềm nén tâm tình như sóng cuộn trào, hỏi chia tay đúng không? Vô cùng chắc chắn, chấm 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 ngoặc kép, ánh mắt bác dịch lóe ra vài phần, nhớ tới lần này trở về trang viên nho, phát sinh hàng loạt biến cố, lại nặng nề thở gấp vài hơi, đúng. Chia tay, trang ngải lâm cắn chặt răng, nóng mắt chừng anh. Bác dịch bộc lộ vài phần bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trang ngải lâm hôm nay tươi mát xinh đẹp như vậy, nhất là khuôn mặt tuyệt đẹp kia, càng không chấp nhận được một chút bụi bẩn hoen ố nào. Liền tiếp tục quyết định nói, giữa chúng ta thật sự không thích hợp. Đúng như cô nói, Tôi là một người quê mùa, không xứng với cô. Cô là đại tiểu thư nhà quyền quý, nên có một người đàn ông tốt thích hợp hơn với cô. Trang Ngải Lâm lập tức buông tay, đứng thẳng người, trầm mặc chăm chú nhìn anh. Chúng ta cùng một chỗ, chính là sai lầm." Bác dịch lại cúi đầu, kiên trì quyết định của chính mình. "Đừng nói cho tôi nhiều lý do như thế, chia tay còn cần lý do gì?" Già mồm, Trang Ngải Lâm nói xong, sắc mặt liền kiên quyết xoay người rời khỏi bác dịch tiên sinh, anh tìm tôi. Đường Khả Hinh mặc đồng phục bộ phận rượu vụ màu đen, theo quán tính không gõ cửa, liền xông tới, không ngờ nhìn thấy phòng làm việc giống như một trận Star Wars, đại chiến giữa các vì sao, bác dịch thì bị cái bàn làm việc to lớn dán sát trên tường, mồ hôi lạnh chảy thành dòng, đang cắn răng thở dốc nhịn đau, toàn bộ văn kiện cùng đề thi đều nằm trên mặt đất. Ánh mắt cô trợn tròn, bị dọa sợ. Trang ngải lâm nháy mắt mặt lạnh đi tới bên cạnh cô, hơi ngửa mặt hỏi, em nhìn thấy cái gì rồi? Đường Khả hình lập tức kinh hoàng lắc đầu nói, em cái gì cũng không thấy. Trang Ngải Lâm không nói hai lời, tóc dài tung bay, khí thế vô cùng phóng khoáng bước ra ngoài, khi đi tới cửa, mới nói tiếp, tôi nói cho anh biết. Sau này đừng xuất hiện trong vòng 100 mét của tôi, nếu không. Gặp anh một lần, đánh anh một lần, đánh cho tàn phế mới thôi. Cô nói xong, liền phịch một tiếng đóng cửa lại, rời khỏi. Đường Khả hình sợ tới mức cả người nặng nề chấn động một phen, tim gan run sợ nhìn về phía bác dịch. Bác dịch nặng nề cao mày, hơi đẩy bàn làm việc ra, khó khăn đi tới, ngồi ở trên ghế sofa, ngẩng đầu lên, hơi bộc lộ vài phần buồn bực thở gấp. Đường khả hình nhìn bộ dáng này của anh, nhanh chóng đi qua, hơi quan tâm hỏi, bác dịch tiên sinh, các người đã xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, bác dịch nhớ tới trang ngải lâm vừa rồi rời khỏi, tự nhiên cùng quyết đoán như vậy, ánh mắt anh nhanh chóng lưu chuyển, Đường khả hình liếc nhìn anh một cái, không dám lên tiếng, mà là chậm rãi khom người xuống, giúp anh nhặt một phần văn kiện lên, lại nhìn đến một bài thi trên mặt đất. Cô ngẩn ra, theo bản năng muốn nhìn một cái. Bác dịch lập tức khom người, lấy bài thi kia, nheo mắt nhìn về phía đường khả hình. Đường khả hình cũng có vài phần xấu hổ nhìn về phía bác dịch, cười rộ lên. Cô đừng mong ở chỗ này của tôi, có thể chiếm được tiện nghi gì. Nếu tôi cho cô biết một đề thi, tôi phải chấp nhận 300 vạn tiền bội ước. Cô cho tôi, bác dịch tức giận nhìn về phía cô. Không có a à, đường khả hình lập tức buồn cười nói, chỉ là có phần tò mò. Đừng nằm mơ, bác dịch nói xong, vẫn lạnh lùng đứng lên, đi đến trước bàn, lật lên trong đó có một phần văn kiện đã được đóng thành quyển sách, đưa cho cô nói, tôi chỉ ra một phần trong 10 đề thi, cho nên cô có trông cậy vào tôi cũng không có tác dụng. Nhưng đây là nguồn gốc lịch sử phát triển về rượu đỏ, tư liệu tổng kết lịch sử so với trước đây càng đầy đủ hơn. Tôi có dự cảm, những nhà phê bình rượu khác đều có thể ra một số đề trong quyển sách này. Vậy còn anh, đường khả hình có phần khéo léo nhìn về phía anh, cười hỏi. Bác dịch cầm bài thi, đánh một cái lên đầu cô. Ai ra, đường khả hình cả người co lại. Lấy tư liệu đi, một tuần sau, là vòng thi viết thứ nhất rồi. Cố lên, chấm than ngoặc kép, bác dịch nhìn về phía đường khả hình. Biết rõ, đường khả hình lập tức gật đầu, lên tiếng trả lời. Ra ngoài đi, bác dịch nói xong, cũng một lần nữa ngồi trở lại trước bàn làm việc, thu thập lại những văn kiện bị rơi. Đường khả hình lẳng lặng nhìn anh một cái, vốn nghĩ muốn nói điều gì, cũng không dám, chỉ là trầm mặc xoay người, mở cửa rời khỏi. Cửa, nhẹ đóng lại. Bác dịch lúc này mới dừng động tác lại, nhớ tới lúc trang ngải lâm rời khỏi, bộ dáng nổi cáu lửa giận mút trời, ánh mắt của anh mắt lóe ra, liền xoay người, tay đặt nhẹ lên cửa sổ thông gió, liếc về phía đường phố nơi cửa chính của hoàn cầu, vừa vặn nhìn thấy trang ngải lâm đang mở cửa xe thể thao màu vàng ra, vô cùng khí phách kiêu ngạo hướng thẳng phía trước đi. Anh thâm tình nhìn cô rời khỏi, nặng nề thở một cái. bác dịch tiên sinh, đường khả hình lập tức đẩy mạnh cửa ra, nhìn về phía anh. bác dịch trong lúc này, vẻ mặt có phần xấu hổ, hỏi có chuyện gì? a, à, không có việc gì, quên không chào anh. Đường khả hình thật sâu nhìn về phía ánh mắt này của anh, đột nhiên cười, mới khẽ đóng cửa rời khỏi. Bác dịch vô cùng bất đắc dĩ nhìn người này. Đường khả hình đứng ở ngoài cửa, nhớ lại bộ dáng vụng về vừa rồi của bác dịch, nhìn không được ôm tư liệu cười, lại nhìn đến phía trước có nhân viên, đang cầm một tờ giấy, điền các con số vào tờ sổ số, cô A một tiếng, bất đắc dĩ nói, được rồi. Lúc làm việc thì làm việc đi, loại sổ số này nọ, cực kỳ hư ảo, càng chờ mong, càng thất vọng. Chỉ hai đồng thôi, một thư ký nói xong, nhịn không được nở nụ cười. Hai đồng, đường khả hình nhớ tới hôm nay bị cái tên chết tiệt hỗn đản trang hạo nhiên kia, xé toang vé sổ số chúng 300 ngàn, cô nghiến răng nghiến lợi tức giận bất bình nói chính vì hai đồng đổi lấy 300 ngàn. Đó mới là điều đáng buồn. Cô hừ một tiếng, tiếp tục tức giận đi về phía trước. Điện thoại lúc này vang lên. Đường khả hình ngớ ra dừng bước lại, lấy điện thoại cầm tay ra ấn nút nghe nói, alo. Audio điện tử võ tấn bền. chương 811, sinh nhật 6 tuổi. Đường tiểu thư, cô Trần mỉm cười đi ra từ phòng ăn Hải Dương, rất cảm kích lấy điện thoại di động ra, mềm giọng nói, hôm nay thực sự rất cảm ơn cháu, đã mời lũ trẻ đi ăn rồi lại đi chơi. Chúng ta đều rất vui vẻ, tình tình còn nói, sau này muốn vẽ tranh cho cháu. Đường khả hình nghe những lời này, lập tức cười rộ lên nói cô quá khách khí rồi. Các bé thích là được. Mặc kệ thế nào, chúng ta cũng thực sự rất cảm ơn cháu. Chúng ta vừa đã dùng qua cơm trưa, chuẩn bị phải đi về rồi. Định gọi điện thoại cho nói cho cháu một tiếng. Cô Trần mỉm cười nói. Nếu phải đi về rồi, vậy cô cẩn thận, hy vọng ba ngày sau có thể nhìn thấy buổi biểu diễn của mọi người. Đường Khả Hinh cười nói. Được, vậy chúng ta đi trước. Cô Trần nói xong, liền cúp điện thoại, xoay người, kêu mấy bạn nhỏ ở phía sau chuẩn bị lên xe để đi về. Tình tình đi ở cuối cùng, trong tay nắm chặt vỏ ốc biển mà chị đã đưa cho, nhớ ra chị đã từng nói, không thể chỉ thổi ra âm thanh đơn giản từ vỏ ốc biển lên được, bởi vì hạnh phúc là phải do chính mình sáng tạo lên. Bé mặc dù còn nhỏ, không hiểu hết những lời này, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn khéo léo nghe lời, mỉm cười ngọt ngào, chạy chạy nhảy nhảy đi về phía trước. Đứa nhỏ như vậy, kỳ thực chỉ cần một chút yêu thương thì đó chính là thiên đường như mà tiểu thư đâu cô trần vừa mới đi về phía trước giờ mới phát hiện ra cũng không có nhìn thấy cô ấy liền kỳ quái hỏi hình như còn ở trong phòng ăn lý nghĩa công cười nói bên trong phòng ăn hải dương như mạt mỉm cười đứng ở trước mặt mấy người tô lạc hoành lâm sở nhai ôn nhu khách khí cáo biệt nói xin lỗi vừa cùng các thầy nói chuyện về buổi từ thiện tối nay cho nên không thể qua đây chào hỏi mọi người được. Đám người lâm sở nhai nghe xong, lập tức tươi cười, cùng tôn kính nói, như mà tiểu thư, cô quá khách khí rồi. Thật khó được lúc cô ôn nhu thiện lương như vậy, thân thể vốn không được tốt, nhưng vẫn hết lòng về sự nghiệp từ thiện. Đây hẳn là, dù sao lúc trước đã xảy ra rất nhiều việc, là do tôi bắt tay vào làm. Sau khi ly hôn, cũng rất muốn kiên trì đem nó hoàn thành. Như mạt mỉm cười nói mấy người lâm sở nhai tức khắc công nhận mỉm cười. Như mặt nghĩ nghĩ, thời gian đã không còn sớm, liền cùng bọn họ cáo biệt nói, rất xin lỗi, không thể cùng mọi người hàn huyên nhiều được, bởi vì tôi còn muốn tiến bọn nhỏ lên xe. Được, cô đi thong thả, tô lạc hoành mỉm cười nói. Như mặt gật gật đầu, dường như trong lúc lơ đã nhìn về phía lãnh mặc hàn liếc mắt một cái, liền chậm rãi xoay người rời đi. Lãnh mặc hàn vẫn nhàn nhạt ngồi ở vị trí, nhìn về phía như mặt lúc xoay người rời đi tấm lưng kia không nhanh không chậm ánh mắt anh lóe lên những tia sáng khác thường vẫn nhìn toàn bộ phòng ăn toàn bộ khách mời đã rời đi ngay cả đôi vợ chồng nhật bản kia cũng đã mỉm cười nâng ly rồi rời đi anh chú ý đến lúc mà người phụ nữ ấy ôm lấy người đàn ông là dùng tay mình nắm lấy cánh tay anh ta vẻ mặt của anh có chút hiểu rõ liền cầm lên di động phân phó theo dõi đôi vợ chồng người nhật bản kia vâng có người âm thầm lên tiếng trả lời Thế nào, có vấn đề gì à? Tô Lạc Hoành nhìn về phía lãnh mặc hàn, kỳ quái hỏi. Lãnh mặc hàn không nhanh không chậm nói, hy vọng là tôi đang nghi. Tôi cảm thấy hai người Nhật Bản kia không giống vợ chồng. a à, là như thế nào? Lâm sở nhai nhìn về phía lãnh mặc hàn, có chút tò mò hỏi. Lãnh mặc hàn chậm chạp mở miệng, nhàn nhạt nói, đôi vợ chồng Nhật Bản kia, lúc đi cùng một chỗ, người vợ thường nhẹ bắt lấy cánh tay chồng, này thì có vấn đề gì sao rất nhiều người cũng có thói quen như vậy đi lâm sở nhai đưa ra nghi vấn cười nói lãnh mặc hàn nghe xong những lời này tiếp tục nhàn nhạt nói động tác này không có vấn đề nhưng là bọn họ trong lúc đến gần vẫn luôn có khoảng cách ở giữa sát thủ với sát thủ luôn dễ làm ra sự xa cách phải biết rằng để phát hiện ra kẻ địch bọn họ bình thường đều phân chia nhau nhìn phương hướng thậm chí sẽ vì đối phương tạo vị trí thuận lợi để rút súng cứ thế 365 độ quan sát toàn bộ hoàn cảnh. Mọi người đều hiểu, hai người kia vừa rồi, Tô Lạc Hoành thật sâu nhìn về phía Lãnh Mặc Hàn. Suy đoán mà thôi, Lãnh Mặc Hàn là giỏi về suy đoán người khác, luôn luôn không có chứng cứ vô cùng xác thực thì sẽ không dễ dàng phán đoán suy luận. Anh im lặng đứng lên, đầu tiên là phân phó quản lý phòng ăn nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trong vòng 10 phút, rồi mới đến vị trí của Như Mạt, nhìn nhân viên tạp vụ đang chuẩn bị thu thập bàn ăn thì giơ tay bảo cô ấy tạm thời không cần thu thập, mà đầu tiên là lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía chén chén dĩa đĩa trên mặt bàn. Mặt trên để hai phần điểm tâm, một phần hải sản, còn có một ly khang đế 1997. Thức ăn gì đó, cơ hồ toàn bộ đều không có động tới, mà ở trước mặt các cô giáo, thì bày đầy chén chén dĩa đĩa. Lãnh mặc hàn tiếp tục thong thả lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía khăn trải bàn ngăn nắp sạch sẽ kia, còn có vị trí ghế dự ngồi ăn cơm cậu đang nhìn cái gì vậy? tào anh kiệt kỳ quái nhìn về phía lãnh mặc hàn hỏi, vì lúc này đã là chính giữa sau giờ ngọ, cho nên phòng ăn tạm thời không có vị khách nào tiến vào, nhân viên cũng đã đi nghỉ ngơi hết, chỉ còn có quản lý ở đó chuẩn bị, cũng không dám qua đây. lãnh mặc hàn nhìn về phía bữa ăn này, nhàn nhạt, nhạt nói cô ta quá bình tĩnh. a à, ba người cùng nhau kỳ quái nhìn về phía anh, một mình ngồi ở một vị trí gần 3 giờ đồng hồ không chút nào di chuyển vị trí, đây là điểm thứ nhất. Cô ta không những rất bình tĩnh, mà trình độ tu vi nguyên văn tác giả còn rất cao. Điểm thứ hai, lúc đứng dậy, ghế dựa không có chút nào xê dịch, chứng minh cô ta quan sát rất tỉ mỉ. Lãnh mạc hàn nói xong, đôi con người thâm thúy, nhìn về ghế dựa trên mặt đất, rốt cuộc có để lại chút dấu vết gì hay không. Trong khoảng thời gian này, đã phái ba tổ làm nhiệm vụ, 24 tiếng đồng hồ, hoàn toàn theo dõi như mặt cư nhiên không có phát hiện ra cô ta có bất kỳ điểm gì đáng ngờ. Lãnh mặc hàn ngồi xổm trên mặt đất, chuyên chú hoàn nhìn hoàn cảnh xung quanh chân ghế, lại phát hiện ra, trên mặt đất có một chút bột phấn, anh hơi nhíu mày, vươn tay quệt nhẹ một chút bột, đưa lên mũi người người. Hai tròng mắt anh lóe ra những tia sáng, nhanh chóng tìm kiếm trong ký ức, rốt cuộc loại bột phấn này là cái gì mà dị thường quen thuộc. Anh nghĩ nghĩ muốn nếm thử. Này, đừng ăn, vạn nhất có độc thì phải làm sao bây giờ lâm sở nhai nhìn về phía anh quan tâm nói có độc càng tốt tôi đau bụng liền có thể tìm ra vấn đề lãnh mặc hàn nói xong cũng đã giơ ngón tay hơi dính bột phấn lên nếm thử ba người nhất thời khẩn trương nhìn về phía anh lãnh mặc hàn nếm nếm liền biểu tình bình tĩnh nói bột mì hừ chấm than ngoặc kép mấy người cùng nhau khinh bỉ nhìn anh lãnh mặc hàn chỉ là cười cười vừa mới nghĩ đứng lên lại không hiểu sao phát hiện ra, dao ăn đặt ở giữa bàn ăn, hai mắt tức khắc nhìn kỹ bên trên con dao, đưa mắt nhìn thật lâu, thật lâu, rốt cuộc đem nó cầm lên, đặt ở dưới ánh đèn xoay tròn nhìn kỹ, phát hiện ra có dấu ấn rất đậm của ngón tay. Ánh mắt của anh sáng ngời. Phát hiện ra cái gì? Tô Lạc Hoành nhìn anh như vậy, cũng có điểm khẩn trương hỏi. Lãnh mặc hàn dơ dao lên, tức khắc ý thức được có gì đó không ổn nói, cô ta đang rất tức giật. À, mấy người không hiểu nhìn về phía anh. Lãnh mặc hàn thân thể nhanh chóng dâng lên một cỗ dự cảm chẳng lành, lưu chuyển hai mắt, nửa suy đoán nửa khẳng định nói cô ta đang tức giận. Nếu như theo suy nghĩ của mình nhưng mà thật là đang ở sau lưng thao túng tất cả mọi người, như vậy sự tức giận của cô ta không phải là chuyện đùa. Lãnh mặc hàn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, trầm trọng phân phó thuộc hạ nói theo sát cô ta. Khởi động hệ thống vệ tinh, nhìn xem có thể vô hiệu hóa mật mã trên điện thoại của cô ta hay không, xem trộm hướng đi của cô ta, lập tức sai người trước là bảo vệ cho khả hình thật tốt, sau đó là bảo vệ an toàn cho đoàn xe của viện phúc lợi. Vâng, thuộc hạ nghe lệnh đáp. Còn chưa vô hiệu hóa được danh sách trên điện thoại của cô ta sao? Lâm Sở Nhai nhìn về phía Tô Lạc Hoành kinh ngạc hỏi. Không phá được, Tô Lạc Hoành có chút thất bại nói. Cô ta trước kia là phu nhân thị trưởng cho nên mật mã di động phòng nghe lén hết sức phức tạp hơn nữa mỗi một lần trò chuyện phần mềm kia tựa như bánh xe chuyển động thập phần vững chắc mấy người đều không nói lời nào ai làm sao cậu biết được cô ta đang tức giận tô lạc hoành vẫn chưa tin như mặt sẽ là một người có tâm địa rắn rét đến như vậy ngẩng đầu lên nhìn lãnh mặc hàn lãnh mặc hàn trực tiếp nhìn phòng ăn rồi nói với bọn họ các người nhẹ nhàng cầm dao ăn một chút xem ba người nghe xong liền trầm mặc cầm dao ăn lên. Mấy người nhìn trên dao ăn nào có dấu vân tay sâu như vậy sao? Lãnh mặc hàn dơ dao ăn lên, hướng bọn họ, nhàn nhạt hỏi. Ba người đồng thời nhìn về phía dao ăn trên tay mình, quả nhiên vân tay rất nông, mà cái dao ăn này, dấu ấn cư nhiên thật sâu, vân tay cũng thập phần rõ ràng. Cô ta cơ hồ không có ăn bất cứ một cái gì đó, chỉ là ngồi im ở chỗ kia nói chuyện phiếm, sao có thể dùng sức cầm dao ăn mạnh đến như vậy? nhất định là có chuyện gì đó, kích thích đến cô ta. Lãnh mặc hàn suy nghĩ nói. Không thể nào, lâm sở nhai nghe xong, cũng đều không thể tưởng tượng ra được. Lãnh mặc hàn không lên tiếng, chỉ là sắc mặt hơi bộc lộ mấy phần lo lắng, ngưng mắt nhìn về phía trước, càng âm trầm mà khó hiểu. Xe của viện Phúc Lợi, chạy ra khỏi nội thành, hướng về vùng ngoại thành chạy tới, xe trải qua bao nhiêu con đường, dọc theo đường cao tốc hai bên núi, chạy về phía trước, ta có một con lừa nhỏ, cho tới bây giờ cũng chưa có cưới qua. Có một ngày tâm huyết ta dâng trào, cưới đi tập hợp. Ta cầm trong tay roi nhỏ, trong lòng thật đắc ý, không biết vì sao một thân lại toàn bùn. Trong xe của viện phúc lợi, tất cả các bạn nhỏ, hôm nay thật vui vẻ, vỗ tay theo nhịp hát. Tình tình ngồi ở vị trí gần cửa xe, mặt bộc lộ mấy phần tươi cười, cúi đầu cầm lên vỏ ốc biển nho nhỏ kia, thật là cao hứng. Xa xa, nơi thâm sơn cùng cốc, một thân ảnh màu xanh thấm đầy quyến rũ, chợt xuất hiện ở nơi nào đó trên đỉnh núi, cô đeo kính dâm, trong miệng nhai kẹo cao su, tay giơ súng trường, mắt nhắm vào xe của viện phúc lợi đang chầm chậm tiến tới kia, rốt cuộc nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi dựa bên cửa sổ xe, mặc váy nhỏ màu trắng lá sen tinh khiết, đội chiếc mũ quả dưa thật đáng yêu, cúi đầu, vuốt ve vỏ ốc biển, vẫn như cú cười thật ngọt ngào. Người phụ nữ nhìn về thân ảnh đáng yêu của cô gái nhỏ, lạnh lùng cười chế nhạo, không chút nào đem sinh mệnh để vào trong mắt, chỉ là nhắm ngay vào cái đầu nho nhỏ kia, hai mắt lạnh lẽo, bấm cò. Một viên đạn siêu một tiếng, thoát ra khỏi nòng súng, nhanh như chớp, ở một cự ly xa như thế, phịch một tiếng bắn trúng kính thủy tinh, khiến những mảnh thủy tinh văng khắp nơi. Tiếng thét chói tai đầy sợ hãi vang lên. Tất cả bọn nhỏ đều sợ đến kêu to, nhao nhao chạy về phía cô giáo. Tình Tình lại cô đơn ngồi ở bên cửa sổ, mắt to đơn thuần sáng long lanh nhìn về phong cảnh tươi đẹp trước mặt trong đầu là một trận nóng lên máu tươi từ chiếc mũ màu trắng nhỏ xuống khuôn mặt trắng bạch rơi trên làn váy tuyết trắng cô giáo đột nhiên phanh gấp một cái ngẩng đầu nhìn về phía tình tình đầu đã trúng đạn bàn tay nhỏ bé non nớt nắm chặt vỏ ốc biển dường như chỉ là kinh ngạc đến ngây người nhìn về phía trước hai mắt đã vô thần cô tức khắc khóc lóc bổ nhào tới ôm lấy đứa nhỏ đáng thương này ngẩng đầu rơi lệ kêu to cứu mạng a xe cứu thương xe cứu thương. Tài xế lập tức phi xuống xe, khẩn trương chạy đi gọi điện thoại. Một chiếc xe con màu đen thắng gấp tới, một đám người mặc trang phục màu đen, nhanh chóng phân tán ra các đỉnh núi, giống như lũ mèo chạy về các hướng khá nhau. Tình tình, tình tình, con không được có việc gì, chấm than, đừng dọa cô, chấm than ngoặc kép, cô trần sợ đến nỗi thanh âm run rẩy, nước mắt nước mũi không ngừng rơi xuống, tay nâng lên cô bé đáng thương đầu còn đang trúng đạn, mắt vẫn như cũ mở to, nhìn về phía trước, vô thần, tan giã, lập tức đau lòng khóc lớn kêu to con đừng dọa cô được không. Chấm than, ngày mai là sinh nhật 6 tuổi của con, cha mẹ con sẽ nhanh chóng trở lại. Con nghe lời cô, đừng ngủ, con là cô gái nhỏ nghe lời, bảo bối, tình tình, ngoan nào. Tình tình đơn thuần đáng yêu, mở to mắt, tựa ở trong lòng cô giáo, tùy ý để máu tươi chảy xuống, lại nhớ tới người chị ấy đã từng nói một câu, không được dễ dàng thổi lên âm thanh của vỏ ốc biển, bởi vì hạnh phúc cần do chính mình sáng tạo ra. Tay bé vẫn như cú cầm lấy vỏ ốc biển kia, cuối cùng cũng không thể đợi được cha mẹ nữa, thong thả nhắm mắt lại, thật an tường tựa vào trong lòng cô giáo, ngủ say. Chương 812, chân tình bộc lộ. Một chiếc Ferrari màu đen, thắng gấp trên đường cao tốc. Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng bước xuống xe, phịch một tiếng, đóng cửa xe, thở dốc nặng nề, nhìn xung quanh rất nhiều xe cảnh sát, đã đến địa điểm có trong hồ sơ gửi đi nhao nhao ghi lại tình huống lúc đó cô giáo quỳ ngã xuống đất bởi vì gặp phải chuyện kinh hoàng này hồn phách lên mây kêu to tình 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 của tôi chủ nhân ba người áo đen nhanh chóng lặng lẽ đến lãnh mặc hàn nặng nề thở dốc nhìn về phía ba thuộc hạ cố hết sức kiềm chế tâm tình kích động trầm giọng hỏi đứa bé đâu được đưa đến bệnh viện tôi nhìn thoáng qua có vẻ như cơ hội không lớn ba người áo đen cùng trầm mặc cúi đầu lãnh mặc hàn nhắm chặt mắt lại, nhớ tới hôm nay lúc dùng cơm ở phòng ăn Hải Dương, những đứa trẻ khuôn mặt ngây thơ tươi cười như vậy, vẫn còn loáng thoáng trong đầu, anh vươn hai tay, chống lên chán, cắn chặt răng tiếp tục ép buộc mình bình tĩnh hỏi, địa điểm bắn là ở đâu? Một người áo đen trong số đó, hơi giơ tay chỉ. Lãnh mặc hàn đầu tiên là xoay người lại liếc mắt nhìn cảnh sát một cái, liền lập tức xoay người, vượt qua hàng rào ngăn cách của đường cao tốc, tức khắc giống như một con báo, cùng với ba thuộc hạ nhanh như chớp cấp tốc lùi lên trên cây, giữa bóng cây chỉ thấy bóng đen của bọn họ lướt qua. Trước một tảng đá lớn trên đỉnh núi nào đó, lãnh mặc hàn tức khác giống như thần chết, đứng trước tảng đá lớn, chăm chú nhìn vào nơi này, còn có một cây tùng nào đó ngã trước bãi cỏ, cho thấy xác thực là có người có đi qua chỗ này, dừng lại cũng khá lâu. Anh chỉ cần biết là ngay tại vị trí này, một tên sát thủ nào đó đã tàn nhẫn nổ súng, thân thể anh lập tức dâng lên một cơn căm hận, kêu lên một tiếng, liền vung lên quả đấm, đấm mạnh vào tảng đá kia. Máu tươi tuôn ra, ba người áo đen không dám nói chuyện, chỉ nhìn về phía lãnh mặc hàn. Lãnh mặc hàn tự trách nhìn nắm tay chùa mình, máu đang tràn ra, nghĩ mấy tháng qua điều tra vụ án, vẫn luôn mỗi lần tra được chính xác, đầu mối ở đoạn giữa, mà chính mình cứ hoài nghi như mặt, lại cư nhiên tìm không được chứng cứ phạm tội chính xác của cô ấy. Suốt cuộc lại không phải cô, nếu quả thật là cô, sẽ là một đám người đáng sợ biết bao nhiêu, đang vì cô mà phục vụ. Chấm than, anh không hiểu sao bằng trực giác bỗng nhiên nhớ đến người bóng đêm, còn có tấm hình chụp đứa bé kia. Anh lập tức cảm thấy không có khả năng, nhưng vẫn thật sâu trầm lặng nghĩ nghĩ, giữa những thứ bừa bộn, vẫn kiên quyết theo bản năng phân tích, thông qua chuyện đứa bé này, có thể làm cho chuyện ở phòng ăn và những suy luận của mình hoàn toàn trùng khớp, như vậy, cô ấy dùng đến chiêu thức rõ ràng đến thế, chẳng lẽ không sợ người khác nghi ngờ sao? anh lại nóng mắt phân tích, nghĩ mãi không ra, mới nhanh chóng hỏi, lúc xảy ra chuyện, như mặt ở đâu. Ở hiện trường bữa tiệc từ thiện, người áo đen nhanh chóng nói, từ những hoạt động của cô ấy sau khi ra khỏi phòng ăn, tiếp cận với người khác, cơ hồ đều là những người thân phận bình thường, không đáng nghi. Hơn nữa cũng không có phát hiện, cô ấy có gọi điện thoại cho ai trong nhật ký cuộc gọi. Nói cách khác, lãnh mặc hàn xác định nói, mệnh lệnh này là ở phòng ăn phát ra. Người áo đen không lên tiếng. Hai chồng mắt lãnh mặc hàn nhanh chóng lưu chuyển, lúc đó trong phòng ăn còn có ai, cặp vợ chồng người Nhật Bản, hai vị khách người Pháp, ba cô giáo, một đám những đứa nhỏ. Như vậy trong những người này, người đáng nghi nhất chính là cặp vợ chồng người Nhật Bản, anh lập tức hỏi tôi muốn các người điều tra cặp vợ chồng người Nhật ngày hôm đó. Đã tra xét chưa? Tra xét rồi, bọn họ thực sự là vợ chồng, hơn nữa đã ân ái ba năm, người áo đen nói. Không, tôi không tin cái thứ này. Hai mắt lãnh mặc hàn nhanh chóng lưu chuyển, nhớ tới khoảng cách cặp vợ chồng kia đi ra, anh tin phán đoán của mình không sai, tức khắc nói, mặc kệ các người dùng bất cứ biện pháp gì, đem lai like lịch hai người này làm rõ ra cho tôi. Vâng, chấm than ngoặc kép, người đàn ông dẫn đầu gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Một người áo đen trong số đó, nhìn về phía lãnh mặc hàn hỏi. Hai tròng mắt thâm thúy của lãnh mặc hàn, nhìn chằm chằm phía trước, phong cảnh xanh mướt của dãy núi, trùng điệp núi tiếp nhau, anh chậm rãi mở miệng, nói, đến bệnh viện. Bệnh viện, một chiếc xe thương vụ màu đen, thắng gấp trước đại sảnh bệnh viện, cửa xe phịch một tiếng mở ra. Dẫn đầu là một người phụ nữ bước ra, mặc quần áo màu trắng, khoác áo vàng nhạt, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên trán một mảnh sáng ngời, trang điểm nhẹ nhàng, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn không theo trào lưu trắng, trên mặt bộc lộ vẻ lạnh lùng hệt như thần chết, đứng trước cửa xe, ngửa mặt ngẩng đầu, nhìn về phía cao ốc bệnh viện huy hoàng này, đeo kính dâm, che khuất hai tròng mắt rét lạnh của cô. Một con đường khác cửa bỗng mở ra, bước ra là hai cô gái mặc váy ngắn, tóc buộc cao đuôi ngựa giống nhau, trong miệng nhai kẹo cao su, cùng nhau ngửa đầu, nhìn về phía đại sảnh bệnh viện. Đi vào sẽ gặp cô ấy, chấm than ngoặc kép, cô gái dẫn đầu nói xong, liền đạp trên đôi giày cao gót trắng, lạnh lùng đi về phía trước. Hai cô gái lập tức theo sau cô, cùng nhau chậm rãi nhịp nhàng đi về phía trước. Tình tình, tình tình, phòng cấp cứu truyền đến một trận tiếng kêu khóc, vô số phóng viên và cảnh sát nhao nhao ẩm ý trước của phòng cấp cứu. Đoàn người cũng xôn xao, nghe nói có đứa bé ở viện Phúc Lợi, nửa đường lúc trở về, bị trúng đạn. Ba cô gái vừa đi về phía trước, vừa mặt lạnh như băng, trái phải chăm chú nhìn đán phóng viên, cảnh sát, còn có nhóm người. Các cô dường như chỉ là thể xác của linh hồn, bước qua bên cạnh từng người, đeo kính dâm có gắn phần mềm tìm kiếm cỡ nhỏ, tìm kiếm tư liệu và thân phân của từng người. Viện trưởng, như mặt cũng đang ngồi ngoài phòng cấp cứu, viên mắt đẫm lệ, giữa từng đợt ánh đèn flash của phóng viên, nhẹ vỗ về bên vai viện trưởng hơn 60 tuổi, mọi người đều biết sau sự việc của tình tình, bà rất đau lòng khó chịu, càng nhớ đến cô bé này, cơ hồ đã lớn lên từ trên tay mình, bà ngồi trên ghế chuyên biệt, vừa nức nở, vừa dùng khăn tay, nghẹn ngào lau nước mắt. Ba cô gái trong tình huống hỗn loạn này, lạnh lùng hòa vào trong đám người, đứng nhìn về phía như mạt. Cô gái dẫn đầu, tên gọi Uyển Thanh, lạnh lùng tháo kính dâm xuống, dùng áp tròng màu tím sập, giống như tử thần, nhìn chằm chằm như mạt. Như mạt kìm lòng không được nhớ tới tình tình qua hai ngày nữa sẽ biểu diễn vũ đạo, cô bé múa điệu nhảy của thiên Nga, đẹp mắt như vậy, lòng cô bỗng nhiên đau xót, nước mắt lại từng giọt từng giọt rơi xuống, kìm lòng không được nghẹn ngào gọi tình tình, con gái của tôi. Uyển Thanh nheo mắt, mặt trên chiếc nhẫn màu trắng tại ngón trỏ khẽ nhúc nhích, ngay giữa mở ra một cái lỗ nhỏ, nhắm ngay Như Mạt. Tình Tình, con ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện, con ở viện phúc lợi nhiều năm như vậy, mẹ viện trưởng mỗi ngày đều coi con như bảo bối của mình, chúng ta đều yêu con. Viện trưởng ngồi tại chỗ, vừa khóc vừa cúi đầu lau nước mắt. Như Mạt nghe lời này, càng xót xa trong lòng, trong bóp tiền còn có một tấm ảnh chụp ngọt ngào của Tình Tình cô liền nhìn ảnh chụp ngọt ngào này, lại rơi lệ. Uyển Thanh thật sâu nhìn cô, dường như toàn bộ linh hồn đều hóa đá. Như mặt ngồi bên cạnh viện trưởng, vừa đau lòng lo lắng rơi lệ, vừa không hiểu sao bỗng cảm thấy cơ thể bắt đầu có chút không ổn, cô vẫn cảm thấy có một ánh mắt, đang gắt gao nhìn mình chầm chầm, cô kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía đoàn người đầu kia, lại phát hiện chỉ có những phóng viên quen thuộc và vài bệnh nhân, viện trưởng cũng đã nhanh chóng ngẩng đầu, cô không hiểu nhìn về phía đám người trước mặt có chút không tin cảm giác của mình không chính xác. Hành lang dài bệnh viện. Uyển Thanh lạnh lùng dẫn hai cô gái phía sau, cất bước quay trở lại. Trước đại sảnh bệnh viện, một chiếc xe thương vụ màu đen, đứng trước là hai người đàn ông khỏe mạnh mặc t-shirt đen, quần thường cùng màu, đeo kính dâm, nhìn thấy mấy người Uyển Thanh ra đến, mình cũng nhanh chóng lên xe, khởi động xe. Uyển Thanh nhàn nhạt ngồi vào trong xe, chậm rãi căn dặn quay về công ty. Vùng ngoại thành, một cành liễu nào đó nhẹ nhàng bay ven hồ. Có một tòa nhà được thiết kế như một công ty nằm biệt lập, tường rào bao quanh gần 300 mét vuông, thoạt nhìn vô cùng thần bí. Một chiếc Ferrari màu đen thắng gấp trước công ty. Lãnh mặc hàn nhanh chóng đi xuống xe, bước nhanh vào trong sân công ty quảng cáo kia, đi qua con đường sỏi nhỏ, lại bước qua vài bụi hoa yến vĩ, mới trầm mặc đi vào bên trong công ty, liếc mắt nhìn một nhân viên đang làm việc thường ngày một cái, cũng không nói lời nào, mà chỉ đi ra phía sau toilet, đứng trước bồn rửa tay có ánh đèn xanh lấp lánh, sau khi im lặng rửa tay xong, đột nhiên vặn vòi nước, phía sau tường đá từ từ chuyển động, anh lách mình đi vào. Vô số những chiếc máy vi tính, điện thoại tổng đài ở bên trong lóe ra ánh sáng. Uyển Thanh đang đứng trước máy vi tính, đem ảnh chụp như mạt vừa rồi ở bệnh viện, lấy 6 tấm hình chụp mỗi giây, đem các động thái của cô, toàn bộ tổng cộng gần 200 tấm hình, truyền đến một máy vi tính khác trước bụng. Hai cô gái nhai kẹo cao su, ngón tay nhanh chóng hoạt động, điều chỉnh biểu cảm gương mặt của Như Mạt, hai tròng mắt lóe lên, còn có con ngươi, toàn bộ đều chụp màn hình phóng đại lên, hơn nữa còn nhập vào kho số liệu, phân tích. Sao rồi? Lãnh Mặc Hàn nhanh chóng đi tới phía sau Uyển Thanh, tay chống sau tay vịn ghế dựa của cô, hỏi. Uyển Thanh nét mặt lạnh lùng, chăm chú nhìn gần 200 tấm hình, nhanh chóng theo số liệu phân tích, nhàn nhạt nói, một người đang nói dối có lẽ chuyện lúc đó cô ấy làm ra hành động trái ngược với những suy nghĩ trong lòng mình. nét mặt của của cô ấy chủ yếu chính là biến hóa trong con ngươi là lớn nhất. đã từng có nghiên cứu chỉ ra rằng nếu như một người lúc đang nói dối màu sắc xung quanh con ngươi sẽ thay đổi từ bất đồng với sóng não mà xuất hiện khác thường. tôi bây giờ đang phân tích vừa rồi cô ấy ở bệnh viện có bộc lộ chân tình hay không. nếu như cô ấy đang nói dối chúng ta cơ hồ cũng không cần loại trừ cô ấy. lãnh mặc nghe hơi gật đầu nhưng vẫn đưa ra nghi vấn nói chỉ thông qua phân tích con người sao quyền thanh nghe lời này hơi xoay người nhìn lãnh mặc hàn nói anh không tin tôi sao tôi là nhà phân tích tâm lý giỏi nhất trong nước đấy lãnh mặc hàn nhìn cô một cái liền đưa tay vỗ vỗ bả vai cô mới nói cảm ơn quyền thanh không nói gì thêm nhanh chóng xoay người hai tay thần tốc xử lý hình ảnh từng tấm từng tấm đều đối chiều với bản năng tâm lý con người thông qua biểu cảm gương mặt và màu sắc con ngươi, còn có rung động của cơ bắp, toàn bộ đều hợp thành phân tích. Nhìn từng số liệu, đang trên màn hình máy tính, nhao nhao bật ra, sau đó cùng với những số liệu bên kia, toàn bộ đều được tổng hợp thành công. Hai mắt cô bộc lộ vài phần kinh ngạc. Lãnh mạc hàn cũng nhìn về phía ánh mắt này của Uyển Thanh, nhanh chóng hỏi, sao vậy? Máy in, từ từ xuất hiện một tờ giấy A4. Uyển Thanh có chút kinh ngạc cầm tờ giấy A4 này lên, hơi xoay người nhìn về phía lãnh mạc hàn, Ba à một tiếng không thể tin nổi tươi cười, nói số liệu phân tích cho thấy, như mặt vùa rồi ở bệnh viện. Là chân tình bộc lộ. Lãnh mặc hàn tức khắc nhíu mày kinh ngạc nhìn về phía cô. chương 813, Thiên Sứ Cùng Ma Quỷ. Chân tướng đã lộ ra. Chấm hỏi ngoặc kép, lãnh mặc hàn nhìn về phía Uyển Thanh, trực giác nói cho anh biết, không có khả năng. Uyển Thanh cũng thấy có chút kỳ lạ, nhìn về phía anh cười nói, tôi cũng cảm thấy không có khả năng. Nhưng đây là sự thật lãnh mặc hàn nhìn uyển thanh nói chắc như đinh đóng cột anh vẫn còn có chút nghi ngờ nói bằng nhiều năm kinh nghiệm trực giác của tôi cho tôi biết cô ta có vấn đề bởi vì tất cả sự việc này đều xảy ra quá trùng hợp vậy anh tìm được chứng cớ sao uyển thanh nhìn về phía anh cười hỏi đôi con người của lãnh mặc hàn lóe ra tia sáng vẻ mặt bộc lộ một chút ngưng trọng chậm rãi tiến lên chống tay lên bàn máy tính nặng nề thở dài một cái uyển thanh mỉm cười nhìn về phía anh nói anh không tìm được chứng cớ thì chỉ chứng tỏ được cô ta chỉ là một người bị tình nghi mà không phải là một tội phạm. Đối với cô ta đây là một loại nhận định, đó gần như là bản năng sinh mệnh của tôi. Lãnh Mặc Hàn cắn răng, chậm rãi nói. Uyển Thanh trầm mặc nhìn ánh mắt kiên định của Lãnh Mặc Hàn, cô liền tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn anh nói, nếu như anh nhận định như thế, như vậy đối với hành vi của cô ta, tôi chỉ có một cách giải thích lãnh mặc hàn trong nháy mắt nhìn về phía uyển thanh uyển thanh hơi ngẩng đầu nhìn về phía lãnh mặc hàn trầm tính hạ sắc mặt mới giải thích nói cô ta vô cùng có khả năng là hai nhân cách hai nhân cách lãnh mặc hàn nhìn về phía cô ấy đúng chấm than ngoặc kép uyển thanh nhìn về phía lãnh mặc hàn ngưng trọng nói con người ở trong quá trình trưởng thành tính cách cũng từ từ được hình thành có quan hệ cực lớn đối với hoàn cảnh cuộc sống nhưng nếu như trong quá khứ gặp phải thương tổn có lẽ là được đối xử không công bằng, vượt qua khả năng thừa nhận trong lòng mình, liền nảy sinh ra tính cách biến dị, cái này so với nhân cách có chỗ bị thiếu hụt, còn cao hơn một bậc. Theo thời gian trôi qua, tính cách lại càng thay đổi, tạo thành một con người có hai tính cách, ban ngày và buổi tối liền sẽ có sự thay đổi, biến thành hai người. Có vài người là phải trải qua một số chuyện, mà chút chuyện kia, có lẽ là do một đồ vật đã khơi gợi lại ký ức nào đó trong cô ta dẫn dắt một tính cách khác trong cơ thể cô ta bộc lộ ra bên ngoài. Chọc chúng một điểm ký ức nào đó của cô ta, lãnh mặc hàn nhíu mày nghĩ đến điều này. Nếu như anh nhất định đối với cô ta này sinh ra nghi ngờ, thì cũng chỉ có thể giải thích như vậy. Uyển Thanh nói, vậy phải làm sao để chứng thực chuyện này? Lãnh mặc hàn nhìn về phía cô hỏi. Uyển Thanh nghe thấy những lời này, cười khổ nói, thật khó mà có thể chứng thực được. Người bình thường có hai nhân cách, tối đa là vào ban ngày cùng buổi tối, sẽ phát sinh thay đổi, trường hợp này thì tốt rồi. Nhưng giả dụ là phải chọc chúng một điểm ký ức nào đó thì tính cách mới xuất hiện thay đổi, cái này liền thập phần khó quan sát, bởi vì vô cùng có khả năng là cả một đời, cô ta cũng sẽ không đụng chạm tới miền ký ức kia nữa. Hơn nữa, cứ như việc chúng ta phải lưu ý đối với từng chút ký ức có nghi ngờ của cô ta, thì còn cần phải trải qua nhiều phương diện đi chứng thực, đây mới thật sự là điều không dễ gì có thể làm được. Lãnh mặc hàn nghĩ nghĩ, liền trầm mặc nhìn về phía Uyển Thanh. Uyển Thanh nhìn về phía ánh mắt này của lãnh mặc hàn, chỉ đành phải cười khổ gật đầu, nói tuân mệnh lão đại. Tôi sẽ tăng thêm người, quan sát cô ta 24 tiếng đồng hồ, tận lực toàn bộ thu thập chứng cứ. Bao gồm cả tắm. Lãnh mặc hàn chỉ là cúi đầu cười cười. Uyển Thanh khổ não thở dài một hơi, chuyển sang chuyện khác, đối với máy vi tính này, thật đáng thương nói, tôi liền biết, anh lôi tôi từ nước Mỹ trở về, liền không phải chuyện tốt đẹp gì vất vả cho cô rồi. lãnh mặc hàn nói xong, vươn tay vỗ vỗ bả vai của cô, dự định xoay người rời đi. lão đại, chấm than ngoặc kép, một cô gái xinh đẹp động lòng người khác ngồi ở trước máy vi tính, vừa nhai kẹo cao su, vừa cười nói, chúng ta hình như đã phát hiện ra người bóng đêm cầm đầu đó hiện đang ở đây. chỗ nào? lãnh mặc hàn lập tức nóng mắt nhìn về phía cô bé này. trung quốc, chấm than ngoặc kép, cô gái nhỏ cười rộ lên nói. Trung Quốc, chấm hỏi ngoặc kép, lãnh mặc hàn chớp mắt đã xoay người, trong mắt nóng như lửa đốt nhanh chóng lưu chuyển, cách suy đoán của mình càng ngày càng gần. Anh nặng nề nghĩ tới sau đó, lại nhanh chóng nhìn về phía trợ thủ hỏi, anh ta hiện ở nơi nào? Chúng ta đang bí mật tìm kiếm, cô gái vừa nhai kẹo cao su, vừa tìm tòi hình ảnh trong máy vi tính, mũi tên màu hồng ở trên bản đồ không ngừng tán loạn, cô mỉm cười nói hẳn là rất nhanh sẽ có mặt. Anh ta là ăn gan hùm gan báo, mới dám động đến một cọng lông của lão đại nhà chúng ta. Lãnh mặc hàn nhìn về phía cô, nhàn nhạt cười, trên ngón tay nhẹ búng một cái. Ai ui, chấm than ngoặc kép, cái ót chu chu thoáng bị búng một cái, quay đầu lại nhìn về phía lãnh mặc hàn kêu lên, đau quá. Lãnh mặc hàn không để ý cô, đã xoay người nhanh chóng rời khỏi. Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang hạo nhiên vẫn mặc sơ mi màu lam nhạt, quần tây màu trắng, chuyên chú ngồi ở ghế tổng giám đốc, cúi đầu nhìn văn kiện, điện thoại phòng vang lên. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn về phía văn kiện phát triển của công trình khách sạn dưới nước, vừa trực tiếp cầm điện thoại lên tiếng trả lời, ưng. Um, là tôi. thanh âm lạnh lùng của lãnh mặc Hàn truyền đến. Trang Hạo Nhiên hơi giật mình, nắm chặt điện thoại, ngẩng đầu kỳ quái hỏi, như thế nào lại gọi vào đây? Thời gian anh làm việc, luôn luôn không bao giờ nghe được tiếng chuông điện thoại di động vang lên. lãnh mặc Hàn rất hiểu anh nói. Trang Hạo Nhiên híp mắt, biểu tình cười như không cười, hỏi có chuyện gì sao? Tôi hy vọng anh đi một chuyến đến Tần Gia. Lãnh Mặc Hàn ngồi vào bao la, vừa nổ máy vừa nói. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng. Lãnh Mặc Hàn tiếp tục giải thích nói, hôm nay có một cô bé ở viện Phúc Lợi đã xảy ra chuyện. Tôi hoài nghi chuyện này cùng với như mà tiểu thư có quan hệ. sắc mặt Trang Hạo Nhiên đột biến, nắm chặt di động, nhanh chóng hỏi cô bé kia hai tròng mắt lãnh mặc hàn lưu chuyển, hơi lộ mấy phần đồng tình cùng đáng tiếc, nói là mấy cô bé hôm nay khả hình mang đến tòa nhà văn phòng biểu diễn. Đứa nhỏ kia là một trong số đó. Trang hạo nhiên tức khắc nhíu chặt mi tâm, nhớ tới những đứa trẻ thiên chân khả ai đó, trái tim là một trận đau đớn khôn nguôi. Nếu như tôi nghĩ không có sai, phía sau như mặt nhất định có người chống đỡ. Mà người này, rốt cuộc là ai, tôi còn chưa xác định. Nhưng có hai phương hướng, một là người bóng đêm đây chỉ là trực giác của tôi hai là tần vĩ nghiệp tôi có chuyện đặc biệt hiếu kỳ đó là theo lý thì từng phát sinh ra chuyện tranh chấp đáng sợ giữa vợ chồng bây giờ cô ta vẫn có thể thỉnh thoảng trở lại chiếu cố cha mẹ một là cô ta đặc biệt lương thiện hai là tâm lý của cô ta phải chịu đựng rất mạnh chấm than ngoặc kép lãnh mặc hàn khởi động xe đua tiến thẳng về phía trước ánh mắt trang hạo nhiên mạnh mẽ lưu chuyển suy nghĩ trong khoảng thời gian gần đây đã phát sinh ra rất nhiều việc Tôi gần đây tra được, Tần Vĩ Nghiệp từ khi bị tưởng thiên lỗi lợi dụng giao tình với Thủ tướng mà bị mất chức phải rời khỏi chính trị lui lại phía sau, lại cùng con trai của Ủy viên Trương có giao tình quá sâu, dự đoán là muốn mượn cậu ta, Đông Sơn tái khởi. Lãnh mặc hàn nhàn nhạt nói. Trang hạo nhiên nghe thấy những lời này, liền gật đầu nói tôi biết rồi. Anh nói xong, liền trầm trọng buông điện thoại, vừa tự hỏi lại chuyện của Tần Vĩ Nghiệp, vừa nhớ tới có bé đáng thương kia, anh thức khắc nhấn điện thoại, nối thẳng tới điện thoại của thư ký gọi tiêu đồng tiến vào một chút vâng tiêu đồng lên tiếng trả lời không lâu sau tiếng gõ cửa vang lên tiêu đồng trực tiếp đẩy cửa đi vào cũng đã nhìn thấy trang hạo nhiên đứng lên cầm lên âu phục màu trắng đang nhanh chóng mặc vào cô liền nghi ngờ hỏi lão đại đã xảy ra chuyện gì trang hạo nhiên nhanh chóng đi tới trước mặt tiêu đồng nhìn cô nói hôm nay theo chúng ta đến tầng trệt có một cô bé đầu bị trúng đạn cô lập tức mang đứa nhỏ đến bệnh viện cấp cứu, cho cô bé những sự trợ giúp tốt nhất. Nhất định phải dùng hết toàn lực để cấp cứu. Vâng, tiêu đồng nghe xong, trong lòng cũng là một trận đau lòng đáp ứng. Tôi có việc phải đi ra ngoài một chút, hủy hội nghị sắp tới đi. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên nói xong, cũng đã vừa cài nút áo, vừa nhanh chóng đi ra ngoài. Tiêu đồng không hiểu sao có dự cảm chẳng lành, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. 5 giờ chiều, mặt trời vẫn như cố tỏa ra những tia nắng nóng như thiêu đốt. Bên bờ sông, cành liễu cản gió. Một chiếc Rolls Royce màu bạc dọc theo tòa nhà thị chính, chạy tới công viên phía trước, lại quẹo trái, liền nhìn thấy một chỗ trải dài những thảm cỏ ưu tĩnh. Phía trước là một căn biệt thự hùng vĩ đứng sừng sướng nhưng cũng không thiết kế song song với những tầng kiến trúc khác. Xe chạy dọc theo con đường trồng đầy những cây liễu rủ phất phơ. Tưởng ra, trang ra, tần ra gia giao tình vẫn luôn rất tốt chỉ là từ khi xảy ra sự việc của như mạt tưởng ra liền không lui tới nhiều nhưng trang tính vũ vẫn như cũ vì duy trì thế lực cân bằng giữa ba nhà thỉnh thoảng vẫn có thăm hỏi xe dừng ở trước biệt thự mẹ tần đã đứng ở cầu thang mỉm cười đi xuống đón tiếp trang hạo nhiên phát ra những tiếng cười sang sảng đẩy cửa xe bước ra vừa nhìn về phía mẹ tần vừa phong độ cởi nút áo nhiệt tình gọi mẹ tần hạo nhiên đã lâu không có tới chơi mẹ tần mỉm cười đi qua nhẹ nắm lấy tay anh vui vẻ nói con vẫn hay nghĩ tới mẹ chỉ là trong khoảng thời gian này thật sự là bận quá trang hạo nhiên vừa nắm lấy tay bà vừa đi bộ vào trong mang theo vài phần kỳ quái hỏi vĩ nghiệp đâu thế nào con lại không nhìn thấy mẹ tần nghe thấy những lời này sắc mặt tối sầm lại có chút lúng túng nói mấy người còn nhắc tới nó trang hạo nhiên cũng chậm chạp thu lại sắc mặt chỉ là cười cười sau đó cùng tiến vào phòng khách mới phát hiện ra tần vĩ nghiệp mặc áo sơ mi trắng cùng âu phục màu đen tay cầm một quyển sách mang kính mắt viền vàng đi ra phòng khách nhìn thấy trang hạo nhiên sắc mặt tiều tụy lại lộ ra mấy phần kinh ngạc vĩ nghiệp trang hạo nhiên nhìn về phía tần vĩ nghiệp hai tròng mắt mặc dù hiện lên mấy phần sắc bén nhưng vẫn là tươi cười gọi cậu ta tới rồi à tần vĩ nghiệp nói xong lại nghĩ tới vụ việc của như mạt không biết anh đã biết được bao nhiêu liền trầm mặc ưng ừ, đã lâu không có tới trang hạo nhiên nói xong hai tay lại đút túi quần đứng ở trước bức họa nhìn về phía bài thơ kia cả thành như thể vừa thay giáp vàng mẹ người đi chuẩn bị hai chén trà đi tần vĩ nghiệp nhìn anh một cái rồi mới dặn dò mẹ mình ai hạo nhiên con ngồi xuống đi ta đi chuẩn bị một ít điểm tâm mẹ tần nói xong liền xoay người rời đi vâng trang hạo nhiên hơi xoay người nhìn về phía mẹ tần tươi cười gật đầu Tần Vĩ Nghiệp nhàn nhạt, nhạt đi tới bên người Trang Hạo Nhiên, cũng hơi ngẩng đầu, nhìn về phía một loạt những câu thơ được điêu khắc này, yếu ớt nói anh tựa hồ đối với bức họa này của tôi, cảm thấy rất hứng thú. Trang Hạo Nhiên nghiêm nghị cười, quay đầu nhìn về phía cậu ta, nói kỳ thực tôi không thích bài thơ này. Giã tâm quá lớn, ý đồ quá mạnh mẽ, quá đẫm máu. Tần Vĩ Nghiệp không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, mỉm cười hỏi cậu và Như Mạt có khỏe không? đều đã ly hôn, còn nói được cái gì chứ?" Tần Vĩ Nghiệp cười khổ nói. Tục ngữ nói, một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái. Mặc dù đã chia tay, hai người thỉnh thoảng còn có thể chạm mặt, thực sự là khó có thể nói được. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía anh cười nói. Tần Vĩ Nghiệp im lặng không lên tiếng. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía thái độ này của cậu ta, hai tròng mắt sắc bén như ưng, mỉm cười nói, "Chúng ta lựa chọn bạn đời, tóm lại cũng sẽ có rất nhiều việc." cũng không thể quá ăn ý phối hợp với nhau được, nhưng là phải có chung lý tưởng, hoặc là phải có sự trao đổi kết nối với nhau. Như vậy mới có thể lâu dài được. Tần Vĩ Nghiệp nghe xong những lời này, ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cũng mỉm cười nhìn về phía cậu ta, nói tiếp, hồi bé tôi rất tôn sư trọng đạo, trước khi tôi cùng với thầy Ly Biệt, ông ấy tặng cho tôi một bài thơ, bài thơ kia là bài thơ mà cả đời tôi hy vọng cùng tin tưởng nhất. Nhưng cậu lại không có bài thơ này, cổ vũ tinh thần, tôi hôm nay đột nhiên rất muốn cùng cậu chia sẻ một chút. Tần Vĩ Nghiệp dường như có vài phần hưng phấn, nhìn về phía anh cười đáp, vậy sao? Nói nghe một chút, tôi xin thỉnh giáo. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên ngưng lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía cậu ta, mỉm cười mở ra môi mỏng, đọc lại một đoạn nào đó trong bài thơ này, nếu như con có thể đi cùng mơ ước, nhưng không làm nô lệ cho ước mơ. Nếu như con có thể lấy được tâm trạng bình thường thản nhiên đối mặt thất bại và chiến thắng trở về, hẳn sẽ hiểu được chúng nó kỳ thực đều chỉ là ảo giác. Nếu như con có thể chịu được người khác nói ra sự thật, bị người khác cố ý xuyên tạc sự thật, để có thể nhận ra được có lẽ, trơ mắt nhìn người khác vì tình yêu mà trả giá tất cả. Bị người khác phá hủy, sau đó lại thu thập từng mảnh nhỏ, dùng hết mọi biện pháp để chắp phá. Nếu như con dám đem lợi ích cùng người khác ra trao đổi, mạo hiểm một lần, lại một lần thua sạch, sau đó lại bắt đầu, vĩnh viễn không nói đến thất bại. Như vậy, con của ta, con cuối cùng trưởng thành. Tần Vĩ Nghiệp quay đầu, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng hơi lưu chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Vĩ Nghiệp, muốn cậu ta giữ bí mật của tưởng ra, nhịn không được cười rộ lên nói, sức mạnh lớn nhất của cuộc sống, không phải lời nói hùng hồn, mà là lúc cậu đang đối mặt với thất bại cùng những trở ngại, hãy thản nhiên và đừng sợ e ngại gì. Trang Hạo Nhiên tôi quản lý tập đoàn Hoàn Á, chưa bao giờ sợ hãi cơ nghiệp của tôi sẽ sụp đổ. Tôi chỉ chú trọng một việc là ở trong sinh mạng của tôi, tôi có nỗ lực hết sức vì ước mơ hay không. Chấm than, tôi sẽ vì người yêu lý tưởng của mình mà tác chiến. Mặc kệ bất luận kẻ nào vọng tưởng muốn phá hoại ước mơ cùng người yêu của tôi, tôi đều sẽ không bỏ qua cho người đó. Ánh mắt của anh có chút lạnh. Tần Vĩ Nghiệp lưu chuyển ánh mắt, quay mặt sang, nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên lại nhìn về phía cậu ta, cười rộ lên nói, có phải có chút kích thích hay không? Không có cách nào khác Người trong khách sạn vốn chính là gốc rễ của nó. Những thiết bị ấy, những thứ trang hoàng ấy cũng đều sẽ trở thành quá khứ, lưu lại chỉ còn là trách nhiệm cùng tình cảm giữa người với người. Bí mật là không thể lấy được, nhưng tôi không sợ bí mật, bởi vì có một ngày nó cũng sẽ bị vạch trần, chỉ là đại biểu nó không có giá trị lợi dụng. Tôi hy vọng có vài người có thể hiểu rõ được điều này. Mọi việc đều có hai mặt của nó, dựa lưng vào nhau, không phải là thiên sứ thì sẽ là ma quỷ chính cậu tự so sánh cho rõ ràng đi. Anh nói xong, lưu ý đến sofa có trải một chiếc áo choàng, vươn tay vỗ vai Tần Vĩ Nghiệp, rồi mới dứt khoát xoay người rời đi. chương 814, thật tình diễn kịch. Hoàng hôn, đường khả hình cả người mệt như gần chết, đón ánh mặt trời chiều vẫn như cũ trói lọi, kéo lên cái bóng thật dài, ôm cặp công văn màu hồng thấm, dọc theo đường lớn trồng đầy cây anh đào đi về phía nhà mình. Cửa, nhẹ mở. Nhã tuệ mặc quần áo ở nhà màu hồng phấn, trong tay cầm một túi rác, vừa muốn mang ném đi, cũng đã nhìn thấy đường khả hình cả người mệt mỏi đi từ phía sau hàng rào nhỏ tới. Cô sừng sốt một chút, vừa ném túi rác tới bên cạnh thùng rác, vừa kỳ quái cười nói hôm nay thế nào lại có thời gian trở về. Không cần đi đến chỗ đó cùng sư phụ sao? Sư phụ tạm thời có việc, đi đến Nhật Bản rồi. Đường khả hình cảm giác khí trời thật nóng bức, nhìn về phía nhã tuệ mỉm cười một cái. Nhã tuệ cũng nhìn về phía cô cười nói, trở về vừa đúng lúc hôm nay tôi cũng được về sớm đang lo phải một mình ăn cơm hơi phiền muộn hai người mỉm cười cùng nhau đi vào phòng cô mau đi tắm rửa đi bên ngoài nóng quá tôi đi nấu cơm đã nhã tuệ nói xong người cũng đã đi vào phòng bếp mang miếng đậu mình vừa mới mua về cùng thịt tôm và nguyên liệu nấu ăn từ trong tủ lạnh lấy ra ưm ừ, vất vả cho chị quá đường khả hinh mỉm cười nói xong người cũng đã đứng trên mặt đất khá lâu Nhã tuệ thấy đường khả hình trở về, liền tức khắc lấy từ trong tủ ra sâm đỏ chân quý mà cha mẹ đã gửi cho, dùng dao sắc, cắt thành từng miếng từng miếng mỏng, rồi đổi dao băm thành những miếng nhỏ, cẩn thận bỏ vào trong chén thủy tinh lớn, sau đó lại nhanh nhẹn lấy ra cái thớt, bang bang cắt thịt, bỏ vào trong bát thủy tinh, nhanh chóng quấy đảo. Bá, nhã tuệ nhanh chóng nổi lửa, dùng cái chảo tốt nhất, đổ một ít dầu ô lưu vào, cầm lên muôi xào rau, để cho đến khi dầu vừa nóng, liền nhanh chóng cho sâm đỏ vào bên trong nhanh chóng đảo qua một khoảng thời gian đường khả hinh đã tắm xong mặc áo ngắn quần đùi màu trắng tóc dài cuộn lên cắm một một cây bút chỉ để cố định đi chân trần trên cầu thang gỗ xuống dưới đã nhìn thấy nhã tuệ đem tôm he cuộn canh đậu hủ rau xa gừng trộn giò dưa cải thịt bò nhanh chóng đặt lên bàn cô Hoa Hoa kêu lên một tiếng cười rộ lên nói thật nhanh a à. đói bụng không nhã tuệ mỉm cười dùng bát gốm sứ hán hoa văn thanh trúc mà cha đã gửi lên đựng cơm trắng đặt ở trước mặt chỗ ngồi của đường khả hình sau đó lấy thêm đôi đũa và cái thìa mới nói mau ngồi xuống đây ăn đi Ưm, uhm, đường khả hình cười cười đi qua kéo ghế tựa ngồi xuống nhã tuệ lúc này mới nhanh chóng đem sâm đỏ quý hiếm đặt ở trước mặt cô cười tươi a à, đường khả hình nhìn về phía những miếng sâm đỏ này vẻ mặt lập tức đau khổ nói tôi không ăn sâm đỏ đâu Tôi rất sợ hương vị của sâm đỏ. Không được, trong khoảng thời gian này, tôi biết cô rất vất vả, hơn nữa lại nôn đến lợi hại. Cần phải ăn một ít sâm đỏ để bồi bổ thân thể, đây là cha mẹ tôi cất công gửi từ quê lên đây. Nhất định phải ăn, ăn cả thịt và sâm đỏ này. Nhã Tuệ ngồi xuống vị trí của mình, nửa dịu dàng mỉm cười nửa ra lệnh. Ôi, Đường Khả Hinh nặng nề thở dài một hơi, nhìn về phía đĩa sâm đỏ này, biết Nhã Tuệ rất cố chấp, đành phải cầm lên cái thìa bất đắc dĩ múc một ít thịt, trộn cùng xâm đỏ nhai, nhai rồi nuốt. Nhã tuệ nhìn cô lại cười, lập tức vươn tay, ôn nhu khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Đường khả hình đành phải ngẩng đầu, liếc mắt nhìn nhã tuệ một cái, nhịn cười không được, cầm lên đôi đúa, nghĩ muốn gắp đậu hủ ăn. Nhã tuệ cũng cầm lên đôi đúa, nâng bát, lấy một ít cơm, bỏ vào trong miệng nhai một chút, mới ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình cười nói, đúng rồi. Hôm nay tôi ở trên mạng, nhìn chúng một chiếc BMW màu đỏ, tôi nhìn thấy rất thích, muốn hỏi cô một chút, nhất định rất đẹp. Tôi muốn mua, nhưng mà có chút đắt, cần hơn 80 vạn, tôi còn đang suy nghĩ. Đường Khả Hinh nghe thấy những lời này, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ, nhớ tới trang hạo nhiên nhẫn tâm xé tấm vé số kia, cô liền thấy hận anh thấu xương, chiếc đũa chớp mắt liền cắm vào trong bát cơm. Mở to mắt, cắn môi nói, đều là cái tên Trang Hạo Nhiên đáng ghét kia. Nếu như không phải tại anh, chúng ta mới không cần vất vả như vậy. Tấm vé số này vốn chính là của tôi. Hừ, tên hỗn đản. Nhã tuệ nghe xong, đột nhiên ngẩn ra, nhìn về phía đường khả hình hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Các người lại cãi nhau à? Không có việc gì, chấm than ngoặc kép, đường khả hình tiếp tục cúi đầu, ăn cơm, rồi mới đơn giản kể lại buổi trưa hôm đấy phát sinh chuyện gì, bao gồm cả việc trang hạo nhiên cái tên hỗn đản đáng chết kia xé mất 300 ngàn của cô, cũng nói hết. Nhã Tuệ lặng lặng lắng nghe, vừa nghe vừa nhìn bộ dáng bởi vì trang hạo nhiên mà tức giận của Đường Khả Hinh, cô không hiểu sao lại thấy buồn cười. "Chị cười cái gì, chị không thấy đồng tình với 300 ngàn kia à?" Đường Khả Hinh càng nói ruột gan càng đau, nhìn về phía Nhã Tuệ tức giận nói, "Kia thế nhưng là 300 ngàn a?" "300 ngàn đấy, 300 ngàn là bao nhiêu người cả đời kiếm cũng không xong." Anh ấy nói xé liền xé, tức chết tôi rồi, tôi cũng không rõ. Rốt cuộc có cái gì đáng giá để anh ấy tức giận như vậy? Cô nói xong, khuôn mặt lại tiếp tục đau khổ, ăn cơm, đến ăn cũng cảm thấy vô vị. Tôi có thể hiểu được, Nhã Tuệ mỉm cười nói. Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu, trầm mặc nhìn về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ cũng nhìn về phía cô, nặng nề thở một cái, lại cười khổ nói, có lẽ ai cũng không có cách nào có thể hiểu được tâm tình của anh ấy hơn tôi. Cô ở khách sạn Á Châu mỗi một bước đi cơ hồ đều là tôi cùng với anh ấy cùng chứng kiến qua. Đến bây giờ tôi chỉ cần hồi tưởng lại, những tháng ngày như sống trong địa ngục kia của cô, đáy lòng tôi vẫn còn cảm thấy sợ hãi, thỉnh thoảng thấy cô cùng tổng giám đốc tưởng ở cùng một chỗ, tôi cũng không khỏi dùng mình, kinh hoàng. Bởi vì khi đó tình yêu của cô mãnh liệt như vậy, đạo nghĩa không trùn bước, thậm chí còn nói đến chết cũng phải yêu, mà điều này giống như một câu đã nói rõ tất cả. Cô nghĩ xem sinh mệnh của một người có biết bao nhiêu chân quý thế nhưng cô lại vì một đoạn tình yêu này mà ngay cả tính mạng thiếu chút nữa cũng không còn tôi khi đó quỳ gối xuống cầu xin liều mạng dập đầu trước các bác sĩ chỉ hy vọng bọn họ có thể tận lực cứu cô một mạng tôi khi đó cái gì cũng không có nghĩ tới tôi chính là muốn cho em gái của tôi được sống thế nhưng lại có một người vì người mà anh ta yêu nhất mà muốn đem trái tim của cô lấy đi khi đó nếu như không có tổng giám đốc trang liều mạng đi tìm tô thiếu ra trở về cô khả năng cũng đã không còn ngồi đây Đường Khả Hinh trầm mặc nhìn về phía cô. Nhã Tuệ lại đau lòng nhìn về phía Đường Khả Hinh, mỉm cười nói, có lẽ tôi nói như vậy, đối với tổng giám đốc tưởng có một chút không công bằng, thế nhưng cô thử đứng ở lập trường của tôi suy nghĩ một chút, tôi một người sống, trơ mắt nhìn em gái của mình bị moi tim, trái tim của tôi sẽ đau đớn như thế nào. Nhất là lúc cô ở cùng một chỗ với anh ta, một lần rồi lại một lần bị vứt bỏ, bị thương hại. Trái tim của tôi có bao nhiêu kinh hoàng. Tôi không bao giờ muốn nhớ lại những tháng ngày cô sống trong đau khổ như vậy nữa, yêu đến như vậy, đáng thương đến như vậy, hèn mọn đến như vậy, không hề có tiếng nói như vậy. Tựa như một người mẹ, đem con gái mà mình luôn che chở bảo vệ trong lòng bàn tay, đưa đến trong tay người khác, tùy ý để người khác trả đạp cùng thương tổn. Cô bởi vì mất trí nhớ, nên đã quên mất tử hiền tiểu thư châm chọc cô như thế nào, quên mất tổng giám đốc tưởng đã vứt bỏ cô như thế nào, thế nhưng tôi thì không quên, Tổng giám đốc Trang lại càng không thể quên, bởi vì vào chính những lúc cô một lần lại một lần bị vứt bỏ cùng tổn thương ấy, đều là tổng giám đốc Trang đem cô sống dở chết dở, nhặt trở về. Tay nắm tay, một đường thủ hộ cô cho đến bây giờ. Con đường này đi được thật không dễ dàng gì, rất khó, rất mệt mỏi. Trái tim đường khả hình như bị tê dại, không hiểu sao nhớ tới lúc Trang hạo nhiên nói câu kia, biết rõ là em diễn kịch cho anh xem, nhưng anh còn rất cảm động. Anh cho em biết, có nhiều lúc anh sớm đã muốn đánh em. Nếu quả thật muốn cho một người vui vẻ, thì nên nghĩ biện pháp, làm cho người ta cười trước chứ không phải là khóc trước. Nhã tuệ kìm lòng không được đôi mắt rưng rưng, vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, thật tình nói, cho nên tôi có thể hiểu được, tôi thật sự có thể hiểu được, cái sự phẫn nộ đến không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả kia, đó là một loại cảm giác tồn tại trong tim khiến con người ta lo lắng, khủng hoảng, còn có cả cảm giác không an toàn, bởi vì đoạn tình yêu đến chết cũng phải yêu trong quá khứ kia của cô. Trái tim cô trong quá khứ sẽ khiến cho chúng ta mỗi một người yêu cô, rất sợ cô sẽ lại rơi vào trong vũng lầy bị thương ấy. Đường khả hình trầm mặc ngẩng đầu, nhìn về phía nhã tuệ. Có đôi khi, cô không cần bộc lộ cái tính trẻ con như vậy. Nhã tuệ lại ôn nhu khuyên bảo đường khả hình, không phải mỗi người cũng đều có thể hiểu được tổng giám đốc trang thương cô, yêu cô, sủng ái cô đến trình độ như vậy cơ hồ là không cần hồi đáp, sau đó toàn tâm toàn ý vì muốn tốt cho cô. Anh ấy thỉnh thoảng tức giận cùng ghen tuông, cô cũng hãy thông cảm cho anh ấy, bởi vì không có con người nào là toàn vẹn cả, là một người cũng sẽ có lúc cảm thấy mệt mỏi, nhất là khi đã từng trải qua tang thương cùng dần vặt như vậy. Tôi hy vọng, cô cùng Tổng Giám Đốc Trang sẽ có một kết quả tốt đẹp. Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía Nhã Tuệ, mặt đỏ lên nói cái gì kết quả hoàn mỹ. Tôi không biết chị đang nói cái gì hiện tại trong tình huống này anh ấy với tôi mà nói chẳng qua là cấp trên vừa mới về nước có mấy ngày cô nói xong liền lấy cái thìa ăn cơm nhã tuệ nhìn về phía cô kìm lòng không được cười nói sau khi cô mất trí nhớ tôi và cô vẫn ở chung với nhau tình cảm của cô tôi có thể hiểu được mặc dù cô quên một số chuyện thế nhưng đối với một số người cô vẫn là có phản ứng theo thói quen nếu như không phải vậy cũng sẽ không vì lời của anh ấy mà tức giận anh ấy nói cô diễn kịch rất thật, lời này không có sai a. À. "Chị, Đường Khả hình mặt nhất thời đỏ lựng, ngẩng đầu, nhìn cô nói, cái gì mà diễn kịch rất thật? Có ý gì chứ?" Nhã Tuệ bất đắc dĩ nhìn cô nói, "Kỳ thực, tôi nghĩ tổng giám đốc Trang nên biết, cô là thật tâm nên mới vì anh ấy trải một thảm hoa hồng. Cho nên anh ấy mới có thể cảm động như thế." "Làm sao chị biết?" Đường Khả hình mặt ửng đỏ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm nói, "Làm sao chị biết được? Tôi là thật tâm." Nhã tuệ tức giận liếc nhìn cô một cái, mới cười rộ lên nói, cô chân thành như thế, đích thực là không lừa được bất luận kẻ nào cả. Đường khả Hinh ngẩng đầu, bất đắc dĩ nhìn cô, chật chật cười nói, nhìn chị xem. Chị cùng lâm phó tổng yêu đương, liền vì tổng giám đốc trang nói chuyện. Nhã tuệ nhất thời ngẩng đầu, nhìn về phía cô bật cười nói, này, thế nào liền đến phiên tôi rồi, đó là hai chuyện khác nhau mà. Đường khả Hinh nhịn cười không được, trực tiếp cầm điều khiển từ xa ở trên bàn, nói tôi không nói với chị nữa. Chị mỗi ngày đều ở trước mặt của tôi, lại nhài tổng giám đốc trang tốt, phiền chết đi được. Tôi đi xem tivi. Cô nói xong, liền trực tiếp cầm điều khiển từ xa, mở tivi, theo thói quen xem tin tức. Màn ảnh truyền hình sáng ngời. Theo căn cứ mới nhất mà báo viết, bé gái lần này chúng đạn thuộc Viện Phúc Lợi Lệ Hoa, tên gọi là Tình Tình, hiện nay đang tiến hành cấp cứu ở bệnh viện, sống chết không rõ lời người phát ngôn, nhanh chóng truyền đến. Tâm đường khả hình là một trận lạnh lẽo, nắm chặt điều khiển từ xa, mở to mắt, nhìn về phía màn ảnh truyền hình, một đoạn hình ảnh được cắt từ hiện trường vụ án trúng đạn chiều nay, một bé gái máu chảy đầy đất, trong tay vẫn như cũ nắm chặt chiếc vòng cổ ốc biển, được đưa lên cáng cứu thương, đưa lên phòng cấp cứu, cô trần quỳ trên mặt đất bên cạnh đầy những mảnh thủy tinh, khóc đến thương tâm. Kêu to, tình tình, con không được ngủ, không được dọa cô, ngày mai là sinh nhật 6 tuổi của con A, con gái đáng thương của tôi. Trời à, chấm than ngoặc kép, chiếc điều khiển từ xa trong tay đường khả hình bỗng buông lỏng, hai tay run rẩy che chặt miệng, trái tim như đóng băng, đôi mắt nhạt nhòa khi nhìn thấy cô bé ở giữa màn hình, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào kia, tất cả đều là máu. Cô oa một tiếng khóc lên, cả người lại bởi vì đứng không vững, mà thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, sau một lúc thất thần hoảng loạn, trái phải lục lọi, xông thẳng ra bên ngoài. Khả Hinh, nhã tuệ nhất thời khiếp sợ ngừng đầu, nhìn về phía đường Khả Hinh khẩn trương kêu to cô bị làm sao vậy. chương 815, chúc phúc. Bệnh viện. Một chiếc taxi thắng gấp ở trước đại sảnh bệnh viện, đường Khả Hinh cả người run run rẩy rẩy đẩy cửa xe ra, sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngập nước, cước bộ loạn choạng đi xuống xe, cũng không đợi nhã tuệ, liền vừa chạy vừa leo lên bậc thang, hướng đại sảnh bệnh viện chạy vào. Khả Hinh, chấm than ngoặc kép, Nhã tuệ lúc này mới đi xuống taxi, hai tròng mắt khẩn thiết ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hình đang loạn choạng, bộ dáng thống khổ, trong lòng cô cũng là một trận đau lòng khổ sở, cô vội vã nhanh chóng chạy đến. Phòng cấp cứu Con đường hành lang thật dài Đường khả hình cả người thất hồn lạc phách đứng ở hành lang, hỏi y tá trưởng phương hướng, sau đó hướng bên này nhanh chóng chạy tới, cô vừa chạy vừa nghĩ tới bộ dáng xấu hổ cùng ngọt ngào của tình tình, nhất là khi tiểu cô nương kia ngẩng đầu, rơi lệ hỏi mình, vậy chị đã tìm được ba mẹ chưa? Một trận xót xa trong lòng sông thẳng tới, nghẹn nghẹn ngào ngào nói, tình tình, chị nên nói với em như thế nào đây, trên thế giới này, cũng bởi vì có đồng thoại, cho nên mới trở lên mỹ lệ như vậy. Cuộc sống chân thực, tràn đầy mạo hiểm cùng đau khổ. Em còn nhỏ nhưng đã thông minh như vậy, thế nhưng lại bị vứt bỏ. Chị so với bất cứ ai cũng đều hiểu được nỗi thống khổ này. Tình tình, em không được có việc gì đều là do chị hại em. Đường khả hình rơi lệ liều mạng đi về phía trước, hai mắt nhanh chóng tìm tòi, rốt cuộc nhìn thấy đầu hành lang gấp khúc, đứng ở đó có viện trưởng viện phúc lợi, còn có cô giáo, và như mặt tiểu thư, các cô ấy mỗi người đều thần sắc tiểu tụy, trong mắt dương dương. Những giọt nước mắt nhanh chóng chảy xuống từ khóe mắt của cô, cô lập tức phi thân chạy tới, sắc mặt tái nhợt, sốt ruột khẩn trương kêu to, viện trưởng. Tình tình thế nào rồi ạ? À? Viện trưởng viện phúc lợi ngẩng đầu, Thấy là Đường Khả Hinh, liền tức khắc lại đau lòng rơi lệ, khóc lóc lắc đầu khổ sở. Cả người Đường Khả Hinh là một trận choáng váng, lui về sau một bước, thiếu chút nữa té lăn trên đất. "Khả Hinh!" Nhã tuệ vừa vặn chạy tới, vội vã rơi lệ đỡ lấy thân thể của cô, sốt ruột nói, "Cô không cần khẩn trương, bác sĩ còn đang tận lực cấp cứu, nói không chừng còn cứu được đấy." Đường Khả Hinh cả người sợ hãi run rẩy, mặt mày tái nhợt, nhớ tới tình tình mỉm cười ngọt ngào cô lại kích động rơi lệ khóc lên nói tất cả đều là lỗi của tôi chấm than tôi không nên mời lũ trẻ đến khách sạn càng không nên mời bọn nhỏ ăn kem lửa đều là lỗi của tôi cô trần đã thất hồn lạc phách ngồi trồm hổm ở cạnh cửa trên mặt trên người tất cả đều là máu tươi tóc rối tung xóa ở một bên hai mắt vô hồn không còn tí lý trí trong đầu không ngừng là những hình ảnh về tình tình lúc chúng đạn mắt to đơn thuần nhìn về phía trước máu tươi dọc theo khuôn mặt nho nhỏ lăn xuống từng giọt từng giọt nhiễm ướt váy trắng. Một trận kinh hoàng sợ hãi thoáng qua, ái náy rơi lệ lại đánh mất lý trí, hai tay tràn đầy máu tươi, chống vào cửa phòng cấp cứu màu trắng, lại buồn bã giống như người mẹ khóc nấc lên, nói tình tình a, à, đứa con đáng thương tôi, đều là lỗi của cô. Có đôi khi, nhìn thế giới của các con, bị bó gọn trong bức tường của viện phúc lợi này, trong lòng có bao nhiêu đau khổ. Không được như các bạn nhỏ khác, đều được cha mẹ mang theo, trên mặt đều là nét vui mừng thánh thiện như những thiên thần nhỏ nhưng là các con lại bị vây khốn trong bức tường này sớm đã học được cách bao dung thông cảm với sự vứt bỏ của cha mẹ mình còn có cả cái thế giới nhẫn tâm này nữa nhìn ánh mắt của các con có đôi khi còn phải ẩn nhẫn lòng cô đau như dao cắt có đôi khi đối mặt với sinh mệnh vô tội của các con bị đe dọa chúng ta chỉ còn cách phải cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ cho các con lớn lên trong yên bình cái mà chúng ta làm được cho các con cũng chỉ có như thế nhưng là hôm nay khi phát sinh việc này, cô mới thực sự hiểu ra được, tất cả đều không đủ. Cô xin lỗi con, tình tình, đứa nhỏ đáng thương của cô. Cô xin lỗi con, bị viên đạn kia đâm xuyên vào trong não, phải có bao nhiêu đau đớn. Con của ta, chỉ cần con tỉnh lại, cô liền làm mẹ của con. Đường khả hình nghe xong, cõi lòng tan nát, trái tim như bị vỡ vụn, chậm rãi đến đến bên cạnh cô, quỳ xuống, cắn răng cố nén thống khổ trong lòng, ái náy run rẩy rơi lệ cúi đầu, co quắp nói xin lỗi xin lỗi tất cả đều là lỗi của tôi cô trần không có nghe bất kỳ ai nói chỉ là thống khổ đầu dựa vào trước cửa tay vịn tấm ván gỗ lạnh lẽo kia rơi lệ nói tình tình con giống như giọt xương trong suốt không thể tiến vào trong đất kia cái thế giới ấy quá lạnh lẽo đối với con con của ta con vốn chưa được hưởng thụ mấy ngày ấm áp vào một buổi sớm lạnh lẽo liền bị cha mẹ bỏ rơi ở cửa khi đó con đã rất kiên cường khóc cũng không khóc như mạt ngồi ở vị trí kia, nghe thấy những lời này, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, ngẩng đầu nhìn về phía đường khả hình tiếp tục ấy náy khóc, thân thể chợt dâng lên một cỗ phẫn nộ, chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nghẹn ngào khổ sở nói, có lẽ ở trong mắt của các người, đứa nhỏ không cha không mẹ, vốn bị bỏ mặc cho các người sai bảo, cuộc sống bị trôi giạt khắp nơi. Thế nhưng các người căn bản cũng không biết, một chút yêu thương đối với bọn trẻ, cũng coi như là thiên đường rồi, coi như là điều ấm áp nhất thế gian rồi. Một năm 365 ngày, rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, cô có biết không? Đường Khả Hinh nghe xong những lời này, lại một trận ấy náy rơi lệ, đau lòng nói không nên lời, chỉ là từng trận từng trận nức nở khóc. Nhã tuệ rơi lệ, nghe thấy những lời này, đối Khả Hinh có một chút không công bằng, cô nghẹn ngào tiến lên, nhìn về phía như mặt đau lòng nói, như mặt tiểu thư, đứa nhỏ phát sinh chuyện như vậy, ai cũng không muốn. Khả Hinh đối đứa nhỏ càng không có suy nghĩ gì khác. Mặc kệ cuộc đời của ai, có bị cha mẹ vứt bỏ hay không, cũng đều đáng giá được tôn trọng. Chuyện này, tại sao có thể trách Khả Hinh, vô cùng tàn nhẫn độc ác, không phải là cái người nổ súng kia sao? Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh ngẩng đầu, rơi lệ gọi người chị em tốt, muốn ngăn cản cô ấy nói tiếp. Bạn tốt của tôi cũng không có được mấy ngày hưởng thụ sự ấm áp của cha mẹ. Nhã Tuệ nước mắt lưng tròng từng giọt rơi xuống, nhìn về phía Như mặt, lại nghẹn ngào nói, cô đừng có vào lúc này ở sau lưng người, nói những lời như thế, đâm chọc trái tim người khác. Không ai chịu được đâu. Như mà trong nháy mắt thống khổ ngừng đầu, nhìn về phía nhã tuệ. Lúc này tiêu đồng và viện trưởng nhanh chóng đi về phía bên này, lại nhìn thấy người phía trước, mang theo vài phần buồn bã đối trọi gai gắt, cô hơi kỳ quái đi qua, sốt ruột gọi, khả hinh. Quản lý lưu. Khả hinh và nhã tuệ đồng thời rơi lệ quay đầu lại, nhìn thấy tiêu đồng, cũng kỳ quái hỏi cô sao có thể đến đây. Tiêu đồng cũng một trận khổ sở đứng ở tại chỗ, nhìn về phía các cô nhanh chóng nói, lão đại biết tình tình gặp chuyện không may, trong lòng cũng vội vã, chỉ là bởi vì có là chuyện trọng yếu hơn, muốn đi làm, liền phái tôi qua đây, cho tình tình tất cả những sự trợ giúp tốt nhất. Tôi vừa cùng viện trưởng Hàn Huyên, hơn một giờ, bác sĩ có thể thuận lợi lấy ra mảnh vỏ đạn trong não tình tình, liền lập tức phái máy bay riêng, trực tiếp đưa đứa nhỏ đến nước Mỹ, tiến hành điều trị. Lão đại đã tự mình đến sân bay, trực tiếp phê duyệt văn kiện, còn có gọi điện thoại cho bác sĩ chuyên khoa não bên Mỹ, còn nói rằng, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, đều phải bảo toàn tính mạng cho đứa nhỏ. Đường khả hình một trận cảm kích nhìn về phía tiêu đồng. Mọi người trong viện phúc lợi, còn có cô giáo dường như nhìn thấy hy vọng, cảm kích nhìn tiêu đồng cười. Đúng vậy, chấm than ngoặc kép, viện trưởng cũng nhìn về phía mọi người, khẽ gật đầu, mặc dù trầm trọng nhưng vẫn là mang theo cổ vũ nói, không nên nản chí não trúng đạn, cũng có thể ngoan cường sống sót chống đỡ được khi đến bệnh viện đó là một đứa trẻ dũng cảm một trận tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến tưởng thiên lỗi nhanh chóng dẫn đầu đám người trần thoan nam thẩm quân dụ còn có đông anh sắc mặt ngưng trọng khẩn trương đi tới bên này hôm nay đứa bé kia còn thật nhu thuận trước mặt mình ôn nhu hôn một chút nơi đây vẫn còn sự ấm áp cùng rung động thế nào liền đã xảy ra chuyện rồi anh nhanh chóng vội vã gọi viện trưởng viện trưởng xoay người nhìn thấy tưởng thiên lỗi, lập tức tôn kính gọi tổng giám đốc tưởng. Viện trưởng viện phúc lợi, nhìn thấy tưởng thiên lỗi, khẩn trương rơi lệ đứng dậy, bởi vì anh vẫn luôn là người quyên góp tiền từ thiện nhiều nhất cho viện phúc lợi. Tưởng thiên lỗi đầu tiên là nhìn toàn bộ mọi người đứng trước phòng cấp cứu liếc mắt một cái, mới nhìn viện trưởng, hỏi tình huống đứa nhỏ thế nào. Viện trưởng nhanh chóng trả lời nói, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Vì não bộ con bé trúng đạn, thời gian trước khi đưa đến bệnh viện, đã mất máu quá nhiều, co quắp nôn mửa, chúng ta mời những bác sĩ khoa não tốt nhất cả nước đến mổ, tận lực cấp cứu tính mạng của đứa nhỏ. Nhưng là bởi vì mảnh đạn nhỏ trong đầu quá nhiều, nếu như thời gian mổ quá dài, có thể sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian nghỉ ngơi của não bộ. Cũng chính là trở thành người thực vật, Tưởng Thiên Lỗi thấu hiểu nhìn bà nói. Viện trưởng im lặng không lên tiếng, nghĩ nghĩ mới nói tiếp, tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm, chúng ta không nên phỏng đoán. Tổng giám đốc Trang đã phái phi cơ. Nếu như hoàn thành vòng phẫu thuật thứ nhất là có thể thuận lợi. Hy vọng đứa bé này ở nước Mỹ có thể được trị liệu tốt nhất. Tưởng Thiên Lỗi nghe xong đành phải gật gật đầu, lại nhìn thấy Đường Khả Hinh còn ngã ngồi dưới đất, khổ sở khóc. Anh lập tức bước qua bên người như mạt, đau lòng nâng cô dậy, nói: đừng khóc. Tất cả còn có chúng ta, không có việc gì đâu. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, rơi lệ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, nghẹn ngào nói: cảm ơn anh như mặt ngẩng đầu, nhìn bọn họ lướt mắt một cái, liền nghẹn ngào rơi lệ. Phòng cấp cứu phẫu thuật đèn tối sầm lại. Mọi người thấy vậy, tức khắc khẩn trương kích động đi lên phía trước, nhìn thấy ba vị bác sĩ khoa não, nhanh chóng đi đến, cởi khẩu trang, lập tức hỏi, bác sĩ. Đứa nhỏ thế nào rồi? Bác sĩ chủ trì nặng nề thở một cái, nhìn về phía mọi người nói, đứa nhỏ phẫu thuật vòng thứ nhất, thuận lợi hoàn thành. Chúng ta cần lợi dụng khoảng cách thời gian trước khi phẫu thuật đợt thứ hai, nhanh chóng đưa đứa nhỏ đến nước Mỹ để tiến hành đợt phẫu thuật thứ hai. Trường khoa bên kia vừa ở trong phòng phẫu thuật thông báo với chúng ta. Viện trưởng có thể chuẩn bị trực thăng, tốc độ phải nhanh. Đáy lòng mọi người như được thả lỏng, trong lòng hy vọng nhìn về phía anh, nhẹ vỗ ngực cười. Cô Trần và Đường Khả Hinh một trận kích động vừa khóc vừa cười. Viện trưởng cũng lập tức mỉm cười, xoay người đi về phòng làm việc, phái máy bay trực thăng của bệnh viện đến sân bay quốc tế tránh ra một chút, tránh ra, chấm than ngoặc kép, y tá nhanh chóng đẩy xe di động, suốt ruột đi đến. Tất cả mọi người đều kìm lòng không được, rơi lệ nhìn về phía đứa bé mặc đồ bệnh nhân tuyết trắng, nằm trên giường bệnh đang di động, đầu bị cuốn đầy băng gạc, khuôn mặt nhỏ nhắn nguyên bản hồng nhuận, lúc này dị thường tái nhợt, mang theo mặt nạ oxy, nhắm mắt lại, lông mi nhu thuận phủ xuống. Tình tình, cô Trần tức khắc đau lòng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa nhỏ, co quắp rơi lệ, khóc nói, con của ta, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ rời khỏi ta lâu như vậy, con đi Mỹ nhất định phải kiên cường sống sót, tựa như con học múa ba lê, cắn răng đem đầu ngón chân kiếng lên. Con của ta, viện trưởng cũng tràn đầy nước mắt tang thương, vì viện phúc lợi cống hiến mấy chục năm, có bao nhiêu gian khổ không muốn người khác biết, yêu thương dành cho đứa bé, vẫn luôn giấu ở trong lòng, không dễ dàng bị phát hiện, lão nhân ra người không nói nhiều, chỉ là run run rẩy rẩy tràn đầy tang thương, tay theo thói quen, khẽ đặt ở ngực, sau đó cúi xuống phía dưới đặt lên trán của đứa nhỏ một nụ hôn. Đường khả hình cũng tựa ở trong lòng tưởng thiên lỗi, khóc lóc nhìn về phía tình tình, nhớ tới hôm nay cô bé tươi cười ngọt ngào, còn có đôi tay nhỏ bé nắm chặt chiếc vòng vỏ ốc biển, cảm kích. Nước mắt rơi xuống, như mà cũng đi lên phía trước, nắm lấy bàn tay tình tình, ngàn vạn luyến tiếc rơi lệ khóc. Chúng ta bây giờ muốn tranh thủ thời gian, xin nhờ một chút, y tá nhìn về phía mọi người liếc mắt một cái, nhanh chóng đẩy xe di động, đi về phía trước. Máy bay trực thăng sau từng đợt tiếng vang ùng ùng, xoay tròn trong gió lốc thật lớn, dừng ở trước quảng su hoa viên bệnh viện, cửa máy bay nhanh chóng mở ra, bên trong đi ra hai nhân viên chăm sóc. Y tá ở trước mặt mọi người, đẩy xe nhanh chóng đi đến, trải qua thảm cỏ, ở trong gió cuốn thật lớn, cùng ba đặc cứu viên chuyên nghiệp, trong nháy mắt đưa đứa nhỏ đáng yêu đang hôn mê, lên máy bay trực thăng. Tình tình, chấm than ngoặc kép. Cô Trần cùng viện trưởng đứng ở đàng xa, đón gió lớn, nhìn về phía bảo bối được chính mình nuôi lớn, liền cứ như vậy được đưa lên máy bay trực thăng, các cô tức khác lo lắng không tiếc khóc lên kêu to, con nhất định phải kiên cường. Trên cái thế giới này, tất cả mọi người có thể vứt bỏ con. Thế nhưng con nhất định không thể vứt bỏ chính mình, con của ta, con phải thật dũng cảm. Nhân viên chữa bệnh và chăm sóc nhanh chóng đặt thiết bị chữa bệnh lên, rồi ngồi lên máy bay trực thăng, mà tiêu đồng vì còn muốn đến sân bay quốc tế, phối hợp với Trang Hạo Nhiên xử lý văn kiện xuất cảnh của máy bay tư nhân, liền cũng cấp tốc theo sau. Tiêu đồng, đường khả hình rơi lệ đi lên phía trước, nhìn về phía người con gái giống như chị gái mình, khóc to nói cảm ơn cô. Chấm than, làm phiền cô quá. Tiêu đồng ngồi lên trước, cho cô một nụ cười tươi, nói yên tâm đi. Không có chuyện gì đâu, chúng ta đi thôi. Cửa máy bay phịch một tiếng đóng lại. Máy bay trực thăng màu trắng, nhanh chóng xoay tròn trong gió lớn, Đầu tiên là thong thả bay lên không trung, không lâu sau, hướng sân bay quốc tế bay tới. Mọi người rơi lệ ngẩng đầu, nhìn về phía máy bay trực thăng cứ như vậy bay đi, cuối cùng lướt qua ánh trăng màu bạc, biến mất ở trong bóng đêm, trong lòng mọi người thật lâu thật lâu không có yên tĩnh lại, lệ vẫn rơi, chỉ có thể chúc phúc trong lòng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 816, xin phép. Bóng đêm tràn đầy tĩnh lặng. Tưởng Thiên Lỗi, Nhã Tuệ cùng với nhóm người như mạt cuối cùng cũng bộc lộ chút bình tĩnh đi ra khỏi bệnh viện đường khả hình lại càng cố gắng bình tĩnh đi ra bệnh viện nước mắt vẫn còn chưa khô hẳn trong nháy mắt nhớ tới tình tình vừa rồi được đẩy ra khỏi phòng bệnh mắt nhắm lại bị động và bất lực như đang chờ đợi phán quyết của số mệnh kỳ thật cuộc sống đúng là kẻ yếu lại càng yếu cô chớp mắt nước mắt lại nhanh chóng lăn dài nhã tuệ quay đầu lo lắng nhìn đường khả hình kêu nhỏ khả hình Đường khả hình nhanh chóng lau khô nước mắt, vừa muốn cất bước đi về phía trước, lập tức trong đầu lại hiện lên hình ảnh buổi tối một cơn gió lớn, có một phụ nữ ngồi trong xe thể thao sang trọng, đang giận dữ mở to cặp mắt, tràn đầy sát khí trợn mắt nhìn mình, hai mắt cô lại chớp nháy mãnh liệt, cảm giác đầu óc có chút choáng váng, nuốt nuốt cổ họng khát khô, bỗng loạn choạng, lại là một vài hình ảnh tối tăm chợt lóe lên, trong cái buổi tối cuồng phong bạo vũ đáng sợ kia, có người đàn ông mặc quần áo đen. Bên trái viền nón có dấu hiệu của trúc xanh, lúc chăm chú nhìn mình, hai chồng mắt tỏa ra ánh nhìn đầy thú tính. Âm, um, đường khả hình đột nhiên hoa mắt, cả người ngã trên mặt đất, tay trống vào chậu trên mặt đất. Khả hình, nhã tuệ lập tức khẩn trương đi lên phía trước, tức khắc đỡ đường khả hình dậy, lo lắng hỏi cô sao vậy? Có phải vừa rồi quá căng thẳng nên cảm thấy không khỏe hay không? Tưởng thiên lối cũng nhanh chóng đi lên phía trước, khẩn trương ngồi xổm xuống trước mặt cô, lập tức dùng tay nâng thân thể mềm mại của cô, sốt ruột nhìn về phía cô hỏi, khả hinh. Em xảy ra chuyện gì? Như mặt cũng bộc lộ chút quan tâm đi lên phía trước, khó hiểu nhìn về phía cô. Hai mắt đường khả hinh, nhìn tán loạn khắp nơi giường như vô cùng hoảng sợ, trời đất quay cuồng trước mắt cô, đầu óc như muốn nổ tung hơi thở nặng nề gấp gáp, ngẩng đầu nhìn những người trước mặt mình, chỉ thấy như mặt giống như áng mây lướt qua, ôn nhu đứng trước mặt mình, lúc chăm chú nhìn mình, đôi mắt to tròn mộng ảo kia giống như mang theo một năng lực xuyên thấu, tiếp cận sát mặt cô biến hóa thành rất nhiều người trong thế giới của mình khắp nơi đều xoay tròn cuối cùng cùng với người phụ nữ độc ác trong xe giao chồng lên nhau ở cùng một chỗ a à, chấm than ngoặc kép cô gái này đầu một trận đau đớn cô vươn hai tay ôm chặt đầu mình đầy vẻ đau đớn tất cả mọi người chưa từng có phát hiện cô gái này đã từng trải qua hai lần vào sinh ra tử mất đi ký ức rồi lại quay về mà cô vẫn cho là chính mình chưa hề chứng kiến toàn bộ sự việc kia khả hinh, em sao vậy, gọi bác sĩ, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi trong nháy mắt muốn ôm ngang cả người cô lên. Không cần, chấm than ngoặc kép, đường khả hinh trên mặt mồ hôi lạnh tuôn ra, níu chặt áo tưởng thiên lỗi, lại nặng nề thở dốc, lưu chuyển hai mắt, nhớ đến buổi tối mưa to gió lớn kia, mình ngã sấp trong nước mưa, tay giữ chặt vị trí tim, chớp mắt từng giọt nước mắt lăn dài, nhìn những người áo đen trước mặt, cởi quần áo màu đen ra, cất bước. Đã mặc một áo blau trắng của bác sĩ, đi về phía trước. Hồi ức như sóng cuộn trào, từng trận tập kích đến. Một loại hoảng sợ, toàn bộ thế giới xung quanh, đều lạnh như băng, giống như địa ngục. Đường khả hinh nháy mắt ngẩng đầu lên, kích động nhìn về phía ánh trăng tĩnh lặng kia, sợ hãi run rẩy vươn tay, xoay tay tưởng thiên lỗi lại, nước mắt từng giọt chảy xuống. Khả hinh, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại khẩn trương nhìn về phía cô. Thẩm quân dụ cũng lập tức tiến lên, ngồi xổm trước mặt đường khả hinh nhờ mắt nhìn cô nhanh chóng hỏi có phải cô nhớ tới cái gì không đừng sợ tất cả chúng tôi đều sẽ bảo vệ cô không ai làm tổn thương cô cả đừng sợ nói đi nhớ tới cái gì nhã tuệ cũng khẩn trương mắt đám lệ đi đến nhìn về phía đường khả hinh đường khả hinh nước mắt run rẩy tuôn trào cả trái tim lạnh băng trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm phía trước dường như nhìn thấy bóng dáng người mặc áo blau trắng kia hình như đã từng quen biết nước mắt buồn bà sợ hãi chảy xuống, muốn nhìn rõ. Muốn nhìn rõ, cô không tự chủ được, sắc mặt lại trắng bệch, đôi môi yếu ớt run rẩy, giống như từ trong thế giới của mình, rút ra một luồng hơi thở, vô lực run rẩy nói, buổi tối ấy. Người đâm dao vào tôi, là một bác sĩ, hắn mặc áo lao trắng của bác sĩ. Tim nhã tuệ, ầm một tiếng nhảy dựng lên, run rẩy cắn ngón tay, lại khẩn trương sốt ruột nhìn về phía cô, cô còn thấy gì nữa. Nhớ lại thật tốt, đừng sợ, cố gắng nhớ. Như mặt cũng hết sức quan tâm nhìn cô. Đường khả hình trợn tròn hai tròng mắt, chăm chú nhìn xa xăm, muốn nắm giữ hình ảnh khi người kia quay mặt. Dầm, tay lại đập vỡ bình hoa, ngã trên mặt đất. Mọi người bị cô dọa sợ, nhưng mặt dường như cũng cảm giác trái tim mình có chút run rẩy, tay nhẹ nhàng xoa trước ngực. Khả hình, chấm than ngoặc kép, tưởng thiên lỗi lại khẩn trương gọi cô. Đường khả hình muốn cố gắng mở to mắt, nhìn rõ người đàn ông kia. Hắn quay mặt, hắn quay mặt, lúc quay sang chăm chú nhìn mình, tóc bên mái tai có chút bạc. Đầu óc cấp tốc khó chịu hệt như bị hộp máu, cô gái này lập tức nhìn về phía người đàn ông quay mặt mơ hồ kia, cả người liên buông lỏng hai tay, hai mắt nhắm chặt hôn mê bất tỉnh. Khả hình, một trận tiếng kêu lo lắng, đột nhiên vang lên. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời trói trang, bầu trời xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, một con chim, đậu trên một khung cửa sổ nào đó gõ gõ tạo nên tiếng vang tanh thách phòng ngủ phản chiếu những tia nắng mai ấm áp đường khả hinh mặc bộ đồ ngủ tơ tằm chậm rãi mở hai mắt đang lim dim một mảnh yên tĩnh nhìn về phía đèn trùm hồng nhạt trên nóc căn phòng mặt biểu lộ nụ cười dịu dàng dường như đang nhớ lại giấc mơ kia vẫn là khu rừng trúc kia hình chiếu xanh biếc theo ánh trời chiều vẫn lạc vào theo đó mà đến biến thành những bóng đen trùng điệp cô bé vẫn đội giải lụa đội đầu trắng tay đang cầm hoa cầu mở to đôi mắt to tròn lấp lánh cúi xuống có phần mệt mỏi chờ đợi tiểu thư đừng chờ nữa cậu ấy hẳn sẽ không đến đây hai người giúp việc đã mệt đến mức kiệt sức đứng một bên thở hổn hển một hơi nhìn về phía cô bé trước mặt lại nói lão gia đã qua căn dặn nhiều lần để cho cô vào bắt đầu tiệc bên trong có rất nhiều hoàng tử đấy cô bé vẫn không lên tiếng tay đang cầm hoa cầu Nghe trong căn phòng lớn bên kia, truyền đến từng đợt tiếng Dương Cầm Du Dương, nghe rất hay, cô muốn di chuyển bước chân, nhưng cuối cùng lại khẽ cắn môi dưới, tiếp tục đứng tại chỗ. Hai người giúp việc thật sự không biết làm gì, thở mạnh một cái, liền muốn cất bước tiến lên, ôm cô đi vào trong nhà, đứng vài giờ ngoài này, mệt chết rồi. Không cần, con muốn chờ anh trai lớn, anh ấy sẽ đến, tiếng cô bé kéo dài, lẩm bẩm nói. Này Hai người giúp việc lại bất đắc dĩ nhìn về phía cô bé nói, thật sự thật sự sẽ không tới đâu. Cô đừng như vậy nữa. Cô bé không nói gì, vẫn ôm hoa cầu đã héo tàn, đứng trong bóng đêm kiên định chờ đợi. Tí tách, tí tách. Trong rừng trúc truyền ra tiếng mưa rơi giống như một khúc nhạc hòa tấu. Hai người giúp việc cảm nhận được trên mặt vài giọt nước lạnh, tức khắc ngẩng đầu, nhìn bầu trời đã rơi xuống vài hạt mưa bụi, các cô lập tức nhìn tiểu thư, khẩn trương nói, tiểu thư trời mưa rồi, chúng ta đừng đợi nữa, mau quay về thôi. Cô bé chậm rãi nâng hoa hồng, cắn chặt môi dưới, cố hết sức đem nó dơ cao lên, mở to hai mắt đẫm lệ, để cho mưa nhỏ thầm vào từng đóa hoa hồng kia. Chấm 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 ngoặc kép, hai người giúp việc bất đắc dĩ nhìn bảo bối này. Anh trai lớn sẽ đến, cha nói, người không thể dễ dàng vứt bỏ hứa hẹn, bởi vì đó là của cải vô cùng quý báu trên thế giới này. Cô bé tiếp tục ngẩng đầu lên, nhìn về phía bó hoa hồng kia, điềm đạm đáng yêu kéo dài mềm mại nói vừa dứt lời một trận tiếng bước chân nhanh chóng chuyển đến đạp trên lá trúc vang lên tiếng xào sạc cô bé nghe tiếng bước chân này cô nhất thời ngạc nhiên cầm hoa cầu xoay người quả nhiên thấy anh trai lớn bóng dáng dần 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 sáng rõ đón mưa phất phới từ trong rừng trúc đến cậu vừa chạy vừa thở dốc tóc đều đã ẩm ướt hết cả ánh mắt cô sáng lên nhìn về phía anh trai lớn lập tức nở nụ cười ngọt ngào vui vẻ kêu anh trai lớn. Cậu bé nhanh chóng cất bước, thở hồn hển đi tới trước mặt em gái nhỏ, nhìn về phía đôi mắt to tròn lấp lánh của cô, còn có nụ cười tươi tắn xinh đẹp ngọt ngào, cậu kinh ngạc hỏi, em, em vẫn đứng ở chỗ này chờ anh sao? Ơ ờ, huyền em mờ, chấm than ngoặc kép, cô bé mở to đôi mắt lấp lánh, thật vui vẻ gật đầu. Cậu bé vừa đau lòng lại vừa vui vẻ cười rộ lên. Cô bé cũng đang cầm hoa cầu, nhìn về phía anh trai lớn cười rộ lên. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Cậu bé và cô bé hai bóng người dần dần sáng rõ, sát nhau, tiếp tục đi vào con đường chưa hoàn thành. Hai người giúp việc chỉ đành cười cầm cánh hoa hồng tung lên giữa không trung. Cánh hoa hồng thấm đẫm nước mưa, cùng lãng mạn mà ngọt ngào bay xuống. Đồ ngốc, tại sao muốn đứng ở chỗ này chờ anh? Trước tiên em có thể đi trú mưa mà. Không được, cha em nói, hứa hẹn chính là phải đứng tại chỗ một giọng nói mềm mại ngọt ngào lại vang lên. Ha ha ha, cậu bé cười to. Cô bé cũng cười, vui vẻ nói, sự thật chứng minh, cha em nói đúng. Chỉ cần ta để tâm chờ đợi người kia, người kia nhất định sẽ đến. Cậu bé này, giao cho cô bé này một sự tin tưởng kiên định, còn có tinh thần tín nhiệm đối với người khác, vẫn bay đến tận tương lai. Tiếng chuông báo thức ẩm ý đột nhiên vang lên. Đường khả hình vừa đắm chìm trong những hồi ức ngọt ngào, bất ngờ nghe được tiếng chuông báo thức, cô hoảng sợ, nhìn thời gian đã 8 giờ 45 phút, lập tức khẽ kêu một tiếng, trễ rồi, nhanh chóng vén chăn lên xuống giường, rửa mặt trải đầu sơ sơ, cũng không trang điểm, liền tiện tay chọn một chiếc váy dài xanh đậm, tay cầm chặt đuôi tóc, xoay vặn thành búi tóc bên trái, dùng dây cột tóc đính chân châu cố định lại, liền nhanh chóng nhấc cặp công văn lên, mở rộng cửa phòng, đi xuống lầu. Nhã Tuệ đang làm bữa sáng, nghe được tiếng bịch 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 xuống lầu, liền khẩn trương đi tới, nhìn thấy đường khả hình đang sốt ruột nhấc váy dài bước xuống cô lập tức quan tâm hỏi cô sao đã thức dậy rồi không ngủ thêm chút nữa tối hôm qua ở bệnh viện làm tôi sợ muốn chết đường khả hình nhớ tới chuyện ở bệnh viện sắc mặt cô bỗng nhiên có chút ảm đạm mà lại thần tốc hỏi có tin tức gì của tình tình không không có đoán chừng cũng không nhanh đến thế sáng nay tôi gọi điện thoại cho tiêu đồng cô ấy nghe viện trưởng nói cơ hội hồi phục rất lớn nhã tuệ mỉm cười nói vậy là tốt rồi, đường khả hình nhẹ nhàng thở ra. Cô nghỉ ngơi thêm chút nữa đi, không cần bắt đầu nhanh như vậy, tối hôm qua cô trong bệnh viện thật làm tôi sợ muốn chết. Cũng làm tổng giám đốc tưởng một phen khiếp sợ, anh ấy từ bệnh viện một mạch đến chăm sóc cô đến tận 3 giờ sáng nay mới rời khỏi đấy. Nhã tuệ thần tốc nói với cô, đường khả hình vừa đi đến cửa mang giày, vừa nói tôi biết rồi, tôi sẽ cảm ơn anh ấy. Nhưng mà hiện tại tôi không có thời gian, tôi phải nhanh chóng quay lại, muốn hỏi một chút tin tức về tình tình, lại còn phải đến hoàn á họp nữa. Cuộc họp hôm nay rất quan trọng. Cô thật sự không cần đi đâu. Tổng giám đốc tưởng gọi điện thoại cho Tổng giám đốc Trang, xin phép cho cô rồi. Nhã Tuệ nói. Hả, đường khả hình chấn động, xoay người, kinh ngạc nhìn về phía Nhã Tuệ, kêu lên, xin phép cho tôi. chương 817, Khoai Tây. Khách sạn Á Châu. Thời tiết hôm nay thật sự nắng giáo, sóng biển mãnh liệt cuộn trào sức gió thật lớn một chiếc xe con từ từ dừng trước đại sảnh khách sạn á châu nhân viên lễ tân nhanh chóng đi tới nở nụ cười mở cửa xe đường khả hình nhắc đuôi váy dài ngẩng đầu nhìn về phía đồng nghiệp cảm kích cười nói cảm ơn cô lý tử không cần khách khí lý tử mỉm cười đóng cửa xe lại đường khả hình nhẹ nâng váy đang tung bay cầm túi sách tiếp tục bước nhanh về phía trước vừa rồi lấy thân phận thư ký tổng giám đốc trang gọi điện thoại đến bệnh viện, tìm hiểu tình hình mới nhất, thật không ngờ viện trường, cư nhiên vô cùng đáng kính trọng lại phân tích bệnh tình của tình tình cho mình. Lòng cô bỗng nhiên ấm áp, nghĩ đến đảm nhận vị trí thư ký tổng giám đốc trang, vẫn có phần hữu ích. Trước đây Trần Mạn Hồng không chỉ một lần, ngưỡng mộ hai thân phận này của mình, dựa vào lông gà làm thẻ lệnh sao cô bỗng nhiên nở nụ cười, bởi vì nghe qua tình hình của tình tình, trong lòng cô cũng dần bình tĩnh lại. Sao y muốn nói đường khả hình nhờ vào thân phận thư ký tổng giám đốc mà có thể biết thêm được nhiều tin tức hơn về tình tình mà một người bình thường chưa chắc đã biết được. Khả hình, tiêu đồng vừa cùng an an cầm văn kiện, đi vào đại sảnh, nhìn thấy cô, lập tức chào hỏi. Chào, đường khả hình tức khắc nhìn về phía bọn họ, có phần mệt mỏi cười nói sao đến sớm như vậy. Còn sớm sao, tiêu đồng ôm văn kiện đi tới, nhìn cô nói chúng tôi số khổ, gần đây cứ 9 giờ đã phải đi làm mà hoàn cầu lại là 9 giờ 30 phút. Cô được hời 30 phút ngủ nướng rồi. Đường khả hình đành phải bật cười, lại nhìn về phía tiêu đồng cảm động nói, ngày hôm qua thật là cảm ơn cô. Hai, lời này, tôi số khổ, đều đã bận rộn thành thói quen rồi. Nhưng mà, cả ngày hôm qua lão đại cũng cực kỳ vất vả, vì muốn nhanh chóng cử máy bay tư nhân đến, đã tự mình đi tới vài nơi. Nên đến cả bệnh viện cũng không kịp đi, tiêu đồng nhìn cô, cười nói. À, Đường khả hình hai mắt lưu chuyển, nghe lời này, đành phải mỉm cười nói, một lát nữa tôi sẽ qua cảm ơn anh ấy, bởi vì tôi còn có phần tài liệu, muốn anh ấy tự mình ký. Anh ấy hiện tại đang ở đâu? Trong phòng làm việc đấy, sáng sớm trở về, liền ầm ý kêu đau đầu, vừa rồi uống thuốc nhức đầu rồi, đoán chừng đang nghỉ ngơi, còn chưa dùng bữa sáng nữa đấy. Tiêu đồng cười. a à, đường khả hình nghe xong, chỉ đành yếu ớt lên tiếng. Chúng tôi đi trước nhé đi ăn sáng thôi, đói quá rồi. Một lát nữa họp, có lẽ sẽ bận rộn chết mất. Tiêu đồng nói xong liền mỉm cười, cùng An An xoay người đi về phía trước. Đường khả hình nhìn về phía bóng lưng các cô cười vui lúc xoay người rời khỏi, trong lòng cũng nặng chiếu, cũng có chút bị ảnh hưởng, lại cười rộ lên, tiếp tục tao nhã cất bước muốn đi về phía trước. Lại nhìn thấy tiểu nhu hôm nay mặc một chiếc váy xanh lá, khoác áo trắng bạc, lưng đeo ba lô, mang đôi giày da đế thấp trắng, ôm một hộp giữ nhiệt thật lớn trong lòng, đang tràn đầy sức sống hăng hái nhảy nhót đi vào đại sảnh, chuẩn bị đi làm. Tiểu Nhu, đường khả hình có chút kinh ngạc nhìn cô, cười nói, sao bây giờ cô mới đến? Ca sáng không phải là 7 giờ sao? Tôi làm ca giữa, Tiểu Nhu nghiêng nghiêng đầu, nheo nheo mắt cười nói. a à, đường khả hình nhịn không được cười rộ lên, cô làm ca giữa, sao lại đến sớm như vậy chứ? Hiện tại đã gần 10 giờ rồi, tắm rửa một cái, thay quần áo, ăn vài củ khoai tây, liền đến giờ ngay thôi. Loại khoai tây nhỏ này của mẹ tôi ăn thực sự rất ngon. Hương vị ngọt ngào, lại kết hợp với coca, wow, qua tuyệt. Tiểu Nhu thật vui vẻ giờ hộp giữ nhiệt lên, vô cùng đắc ý. Đường khả hình liếc nhìn tất cả củ khoai tây nhỏ trong hộp giữ nhiệt trong suốt kia, nhịn không được cười rộ lên nói, buổi sáng liền ăn khoai tây, có thể no được sao? Tại sao không thể no? Buổi sáng ăn khoai tây chính là kéo dài sinh lực, Tiểu Nhu nói xong, lại ôm hộp giữ nhiệt của mình, nhảy nhót chạy thẳng về phía trước. Đường Khả Hinh đứng tại chỗ, nở nụ cười nhìn theo bóng dáng hoạt bát kia của Tiểu Nhu, nhịn không được cười lên một tiếng, lại như nhớ tới cái gì đó, đột nhiên thần tốc gọi Tiểu Nhu lại, Tiểu Nhu. Chờ một chút, Tiểu Nhu ôm khoai tây đứng tại chỗ, quay đầu nhìn cô, sững sốt hỏi, sao vậy? Đường Khả Hinh hai mắt mãnh liệt lưu chuyển, do dự một hồi, mới mỉm cười đi lên phía trước, trong nháy mắt từ trong túi mình, rút ra một phiếu ăn tiệc buffet của phòng ăn nhã các thuộc khách sạn Á Châu, nói: "Hôm nay tôi đột nhiên có chút không khỏe, tôi có thể đổi lấy hộp khoai tây này của cô không?" Cô đưa hộp khoai tây cho tôi, tôi đưa phiếu ăn tiệc buffet cho cô. Một phiếu ăn dành cho hai người. Đôi mắt to của Tiểu Nhu lập tức sáng lên, nhìn về phía cô có phần khiếp sợ nói: "Nhưng mà, như vậy cô sẽ thiệt thòi." "Không việc gì." Đường Khả Hinh có phần ôn nhu tươi cười. "Khả Hinh, chấm than ngoặc kép Tiểu Nhu lập tức thật kích động nhìn về phía Đường Khả Hinh, nói cô thật là bạn bè tốt, suy nghĩ cho tôi như vậy. Ha ha ha, Đường Khả Hinh đành phải nhìn cô, có phần xấu hổ bật cười. Đây khoai tây này cô cầm đi, tôi không cần phiếu ăn tiệc buffet đâu. Một phiếu này phải mấy ngàn a. À. Tiểu Nhu lập tức đem hộp giữ nhiệt đưa vào lòng Đường Khả Hinh. Ôi, không cần như vậy, tôi tặng cho cô thì chính là tặng cho cô. Ăn nhiều một chút nha đường khả hinh đem phiếu ăn đưa cho tiểu nhu rồi mới đưa tay ôm lấy hộp khoai tây rời đi ai sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ nếu không ngày mai ngày mốt ngày kia mỗi ngày tôi đều đem khoai tây đến cho cô có được hay không tiểu nhu cầm phiếu ăn cơm cuộn hai người này nhìn bóng lưng đường khả hinh kêu to không cần đâu tiếng đường khả hinh lanh lảnh truyền đến tầng lầu tổng giám đốc hoàn á đường khả hinh vừa ôm văn kiện trong tay vừa cầm hộp khoai tây đi ra khỏi thang máy, liền nhìn đến đồng nghiệp bộ phận hành chính, một vài người đang bận rộn, một vài người đang xì sầm to nhỏ gì đó, cô nhìn bọn họ mỉm cười, mới cất bước tiến lên, nhìn về phía cánh cửa đang đóng chặt kia, nhớ tới ngày hôm qua hai người cãi nhau ầm ĩ trước bãi cỏ, anh còn xé nát tờ vé xô 300 ngàn kia, cô liền cảm thấy tức giận, lập tức muốn xoay người, không đem khoai tây cho anh ăn. Cô vừa mới ôm hộp giữ nhiệt xoay người, nhưng nhớ tới tiêu đồng nói, hai mắt liền chớp nháy, mới nói, mình còn phải ký văn kiện nữa. Giận dỗi, cũng không thể lấy chuyện công ra mà đùa giỡn. Nói xong, cô liên xoay người thở dài một cái, đứng trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Bên trong không có âm thanh phản hồi. Đường khả hình đợi một lúc lâu, mới lại đưa tay, vươn ra trước cửa, nhẹ nhàng gõ gõ. Qua một đoạn thời gian, cô đợi đã có chút không kiên nhẫn, nhấc cổ tay, nhìn thời gian đã gần đến giờ học, lại muốn vươn tay vào đi, giọng nói đầy miễn cưỡng của người nào đó chuyển đến. Đường khả hình ngẩn ra, lưu chuyển hai mắt do so dự một lúc, cuối cùng mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc, cất bước đi vào, theo bản năng nhìn về phía bàn làm việc bên kia, ghế ra trống trơn không có ai. Cô sửng sốt một phen, quay đầu, nhìn thấy một bóng người, hai chân vắt lên nằm trên ghế sofa, đôi giày da đen, sáng bóng. Cô chớp mắt, biết là Trang Hạo Nhiên, liền đi qua. Trang hạo nhiên mặc áo sơ mi đen được ủi thẳng, quần tây cùng màu, mở ra hai nút, để lộ những đường vân ra gợi cảm, nằm trên ghế sofa, tay đang vắt ngang chán, hơi thở đều đều nằm ngủ. Đường khả Hinh đứng bên cạnh ghế sofa, liếc về phía anh. Trang hạo nhiên tiếp tục ngủ, không có chút bị ảnh hưởng bởi chuyện gì khác. Đường khả Hinh không dám lên tiếng, chỉ nhàn nhạt đứng bên cạnh, hơi chút di động ánh mắt, nhìn người này vẫn tiếp tục ngủ. Một cơn gió nhẹ thổi tới ánh mặt trời chiếu xuống, vừa vặn rơi vào gương mặt đẹp trai của Trang Hạo Nhiên, anh nhăn mặt, cũng không nhích người, tiếp tục chống tay lên chán ngủ. Đường Khả Hinh nhìn anh một cái, tức giận thở dài một hơi, giống như không để ý nhẹ cất bước, di chuyển bóng dáng, vừa vặn ngăn cách ánh mặt trời kia, vẻ mặt bình thản nhìn người này, sau khi bóng dâm trải dài, ấn đường hơi buông lỏng, tiếp tục ngủ. Cô bất giác cúi đầu cười. Thời gian tiếp tục trôi qua. Mặt trời hơi di chuyển, ánh nắng lại vượt qua đường khả hình, từ một hướng khác lọt vào chiếu lên mặt trang hạo nhiên. Đường khả hình lại nhẹ nhàng cất bước, di chuyển phương hướng, đứng trước mặt người đàn ông này, chặn ánh nắng kia dọi xuống, ngước mắt, nhìn về phía khuôn mặt bình tĩnh kia của anh, nhịn không được lại cười. Có lẽ chính là tiếng cười lúc ấy. Trang hạo nhiên cau mày, cố hết sức chấp đôi mắt đang lim dim, trong lồng ngực phập phồng mãnh liệt, lúc này mới chính thức mở to mắt, nhìn về phía bóng dáng một người dịu dàng trước mặt, không nhìn rõ. Anh lại cao mày, hơi cử động cơ thể, nhờ mắt nhìn về phía người trước mặt, bóng dáng mông lưng mờ ảo kia, từ từ hiện lên rõ ràng, cư nhiên là đường khả hình mặc váy dài xanh đậm, đang đứng trước mặt, tức giận nhìn mình. Anh có chút tỉnh táo, nhàn nhạt nhìn cô một cái, mới thở dài, lại có chút dáng vẻ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, nhíu chặt mi tâm thu hai chân lại, ngồi hẳn trên ghế sofa, mệt mỏi hít hít cái mũi, mới đưa tay xoa xoa đôi mắt đua nhức, Giọng nói khàn khàn trầm thấp hỏi em không phải xin phép nghỉ sao đường khả hình nghe lời này nhìn anh một cái mới nói tôi không xin phép là tổng giám đốc tưởng giúp tôi xin phép rồi trang hạo nhiên ngước mắt liếc nhìn cô đường khả hình cũng có chút không khách khí nhìn anh có người nhìn chủ của mình như vậy à trang hạo nhiên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô vẫn có phần mệt mỏi và không vui hỏi đường khả hình tức khắc cúi đầu không dám lên tiếng Trang hạo nhiên tâm tình có chút không vui, nhưng vẫn thở mạnh một cái, nhàn nhạt nói, ngồi đi. Đường khả Hinh nhìn anh một cái, nghĩ nghĩ, liền trầm mặc ngồi bên cạnh sofa. Trang hạo nhiên tay chống chán, hơi cúi đầu, dường như đờ nát ngủ bù, qua một lúc lâu, mới hỏi, vào đây bao lâu? 45 phút rồi, đường khả Hinh thần tốc trả lời. Trang hạo nhiên nghe ra giọng nói cô có chút không thiện ý, liền hơi ngẩng đầu, nhìn cô một cái, vẫn là dáng vẻ có phần mệt mỏi dã rời, hỏi có chuyện gì sao? Có phần văn kiện muốn anh ký. Sau khi ký xong, đoán chừng cũng sắp đến giờ họp rồi. Đường khả hình giải quyết việc chung đem văn kiện, đưa đến trước mặt anh, mới đặt hộp giữ nhiệt để bên cạnh mình. Trang hạo nhiên trầm mặc mệt mỏi cầm văn kiện, mở ra, lại là hóa đơn nhập khẩu rượu từ châu Âu. Hai mắt anh chăm chú mà bình tĩnh nhìn lướt qua văn kiện một lần, mới chậm rãi nói, sau này. Loại văn kiện như thế này, không cần phải tìm anh ký nữa, chính em cũng có thể ra quyết định. Đường khả hình có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía anh, hỏi tôi. Bản thân tôi có thể ra quyết định, thật, thật vậy sao? Ơ ờ, huyền em mờ, trang hạo nhiên lên tiếng, liền không tập trung mệt mỏi đứng lên, đi đến trước bàn làm việc, cầm lấy một cây bút máy, quay lại ngồi trên sofa, khuôn mặt khôi phục lại thái độ nghiêm túc và chăm chú, lại xem qua một lần nữa, xác định nội dung không có vấn đề, trực tiếp giật nắp bút ra, tại phần ký tên tiêu sái đặt lên chữ ký tiếng tăm của mình lên mới nói một lát nữa anh nói tiêu đồng giao cho cô ấy đem lời của anh truyền đến bộ phận hành chính những văn kiện tương tự thế này em không cần phải vất vả qua đây nữa còn nữa chờ một lát nữa cùng với bộ phận hành chính đi chọn hoa văn con dấu mà em thích chuẩn bị làm con dấu đường khả hình khiếp sợ hít một ngụm khí lạnh có phần ngạc nhiên xen lẫn vui mừng nhìn về phía trang hạo nhiên bật cười nói ý của anh là tôi 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 có thể có con dấu của mình sao? Trong một tập đoàn, chỉ có những người có năng lực và địa vị cao mới có thể sở hữu con dấu, đây là tượng trưng cho thân phận. Ơ ờ, huyền em mờ, Trang Hạo Nhiên lại có chút mệt mỏi đáp lại. Cô có chút ngạc nhiên và hưng phấn nhìn về phía Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, lại phấn khởi muốn nói. Ra ngoài đi, anh mệt quá, muốn một mình yên tĩnh một lát, Trang Hạo Nhiên nói xong, người đã dựa vào ghế sofa, nhàn nhạt nhắm mắt dưỡng thần chấm 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 ngoặc kép Đường Khả Hinh ngẩn ra một lúc, dường như có phần ép không biết nói gì nhìn người này ra ngoài Trang Hạo Nhiên lại nhàn nhạt, nhạt nói với cô tiếp tục ngủ Đường Khả Hinh nghe lời này không có cách nào đành yên lặng ôm Văn Kiệt đứng lên chuẩn bị muốn đi ra ngoài Trang Hạo Nhiên tiếp tục che mặt ngủ Đường Khả Hinh đột nhiên ôm Văn Kiệt đứng bên cạnh người này liếc nhìn bộ dáng và thái độ này của anh trong lòng không khỏi có chút bực tức liền cố ý ho khan một tiếng, hơi lưu chuyển ánh mắt, mới hơi cúi người xuống, ngay bên tai Trang Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc. Còn một việc nữa với anh, anh không kéo khóa quần. Âm, um. Trang Hạo Nhiên lập tức tỉnh ngủ, cả người giống như một con trâu chấu nhảy dựng lên, khẩn trương cúi đầu, nhìn nhìn giữa hai chân, rõ ràng khóa quần tây đen đã kéo rồi, ánh mắt anh nóng lên, quay sang trợn má lườm người này, xấu hổ kêu, em. Đường khả hinh phì một tiếng, nở nụ cười, tức khắc chạy ra khỏi phòng làm việc, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhà đầu chết tiệt kia, Trang Hạo Nhiên bị người này làm cho tức giận đến không thốt nên lời. chương 818, biểu hiện. Hội nghị chuẩn bị bắt đầu. Mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao ngồi tại vị trí của mình, vừa nói vừa cười. Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí thư ký thứ hai, hai mắt chuyên chú nhìn màn hình máy tính, hình ảnh con dấu mà vừa rồi bộ phận hành chính cấp cho cô sáng lên, đó là ký hiệu chuyên dụng của tập đoàn Hoàn Cầu con dấu có hoa văn vô cùng khí phách, khắc hình rồng, còn có đại bàng. Cô rất phấn khởi, tay cầm chuột di di từ trên xuống dưới, nhìn vô cùng chuyên tâm. Tiêu đồng vừa sửa sang lại văn kiện, bèn nhìn về phía màn hình máy tính, thấy hình ảnh con dấu, cô hoa một tiếng, hâm mộ cười nói, khả hinh, cô thật giỏi. Lại có con dấu, tôi theo lão đại lâu như vậy, cũng không có. Đường khả hinh đắc ý quay đầu, nhìn về phía tiêu đồng cười nói, bình thường tôi thấy sư phụ đóng dấu vào những văn kiện quan trọng, tôi thật ngưỡng mộ. Nhất là con dấu bạch kim, siêu đẹp. Vậy cô phải chọn một cái thật đẹp, tôi dặn trưởng phòng hành chính làm thật đẹp cho cô. Tiêu đồng nhìn về phía cô, cười nói. Được, đường khả hình gật đầu hưởng ứng, tiếp tục chuyên tâm chọn hoa văn con dấu. Có tiếng thông báo, hai vị tổng giám đốc tới. Toàn bộ phòng họp lập tức yên lặng. Tiêu đồng cùng Đông Anh lập tức đứng lên, đứng hai bên cửa phòng họp, hai tay cẩn thận mở hai cánh cửa phòng họp ra. Tưởng Thiên lỗi mặc bộ Âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh đậm, cổ áo mở ra, phong độ lẫm liệt đi vào, theo thói quen lãnh đạm hướng về phía mọi người gật đầu. Trang Hạo Nhiên cũng mặc bộ Âu phục màu vàng nhạt, bên trong mặc chiếc áo sơ mi màu xanh lam, đeo chiếc châm hoa màu xanh đậm, một tay bỏ trong túi quần, hết sức cởi mở đầy sức sống, mỉm cười đi vào, tay kia cầm một tập văn kiện tự nhiên dơ lên hướng về phía tất cả mọi người trong phòng. Đường khả hình ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên đã thay một bộ âu phục khác, cô thở ra nhẹ nhóm, nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng. Các vị lãnh đạo cấp cao ngạc nhiên nhìn về phía cô, ngay cả tưởng thiên lỗi đã ngồi vào vị trí cũng nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía cô, nghĩ tại sao cô lại đi làm. Trang Hạo Nhiên đứng vào chỗ vị trí tổng giám đốc ở bên trái, nhìn cô đường khả hinh nhớ tới sự vụng về của anh tại văn phòng lúc nãy lại không nhịn được cúi đầu cười trang hạo nhiên tức giận nhìn cô một cái mới ngồi vào vị trí mở văn kiện mới nói cô ấy rõ ràng không thoải mái đã cho nghỉ phép rồi còn báo cho cô ấy đến họp nhìn xem dáng vẻ của cô ấy không bình thường lát nữa nếu gặp chuyện không may người nào chịu trách nhiệm tưởng thiên lỗi nghe lời này chậm rãi quay đầu nhìn về phía anh cười trừ một chút nói tôi nói ngày bé cậu là cao thủ chơi bóng rổ thật sự cũng không hay ho gì trang hạo nhiên vừa cầm bút máy lên bèn quay đầu nhìn anh nếu cô ấy gặp chuyện không may thì tôi chịu trách nhiệm còn khi cô ấy tốt thì sẽ làm thư ký của cậu giáo viên nhà trẻ dạy cậu chơi cầu dạy rất tốt tưởng thiên lỗi nhìn về phía trang hạo nhiên nhịn không được nói tổng giám đốc tưởng trang hạo nhiên có chút kinh ngạc quay đầu nhìn về phía tưởng thiên lỗi nói gần đây anh thật hài hước đó tưởng thiên lỗi lập tức nghiêm mặt nhìn chằm chằm vào anh. Trang hạo nhiên nhịn không được bật cười, không để ý đến tưởng thiên lỗi nữa, mà cầm lên chiếc bút máy bạch kim của mình, nhẹ nhàng lấy ra văn kiện, ra lệnh, bắt đầu học Tiêu đồng nghe xong, lập tức mỉm cười đứng lên, là đại biểu của Hoàn Á, nhìn về phía mọi người nói các vị. Mọi người đều biết, rượu đỏ được người phương Tây ví như máu của Thượng Đế, tổng bộ Hoàn Á của chúng ta ở châu Âu đối với sự nghiệp rượu đỏ chưa bao giờ lơ là. Mấy năm nay, tập đoàn chúng ta ở thị trường châu Âu, ước lượng đã thu mua hơn 70 trang trại rượu lớn nhỏ, hiện nay trọng tâm sẽ mở rộng sang thị trường châu Mỹ. Cô nói xong, liền bước lên một bước cầm lấy điều khiển từ xa, bật màn hình máy tính to lên, trong nháy mắt hiện lên hầm rượu rộng đến 10.000 10 mét vuông vừa mới thi công xong ở nước Anh. Bên trong sảnh ánh đèn thủy tinh sáng rực rỡ, trên tay vịn cầu thang, những người đi trước đã truyền linh hồn vào rượu vang được nhiều giáo đồ phương Tây điêu khắc. Vòng tròn trên đỉnh là những linh hồn của rượu vang đỏ, bao gồm thần rượu Bacchus và hình ảnh thần nữ thanh lịch. Đường Khả Hình có chút kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn hầm chứa rượu vang hiện lên trước mắt. Cho đến bây giờ cô chưa từng tiếp xúc qua sự nghiệp của Trang Hạo Nhiên ở châu Âu, cho nên khi cô nhìn thấy hầm chứa rượu to lớn mà huy hoàng như vậy, thực sự khiếp sợ. Hầm chứa rượu này là hầm chứa rượu đã 300 năm được chúng ta thua mua, tu sửa lại mà thành, chúng ta ở trên mặt đất tốn kém khoảng tầm 3 triệu xây thêm một thành phố rượu vang thật lớn. Tiêu đồng nói xong, cầm điều khiển từ xa bấm một cái, ống kính theo cầu thang xa hoa xoay tròn đi xuống, đường đi ngày một tối đen, càng lúc càng cảm thấy lạnh lẽo. Ông kính máy quay mang mọi người đi xuống dưới hầm đựng rượu, chỉ thấy mỗi chỗ chứa rượu đều có một cánh cửa, thậm chí cô còn thấy những chỗ đựng rượu đã hư hỏng, cửa sắt hoen gì, nấm mốc rêu xanh mọc khắp nơi, thậm chí còn lan ra cả bức tường lớn, còn có mấy thùng đựng rượu. Nếu như người nào không biết con tưởng rằng nơi đây bị bỏ hoang, bên trong những chiếc thùng kia đầy vi khuẩn, rốt cuộc thì dịch rượu có biết bao quý giá đây. Đường khả hình nhìn hình ảnh này, hai mắt sáng lên, thật sự mong muốn có thể bước vào cảnh giới kỳ lạ này, muốn biết vi khuẩn kia có bao nhiêu quý giá, có thể khiến cho dịch rượu tăng thêm nhiều vi sinh vật sinh động cùng sức hấp dẫn huyền bí như vậy. Trang hạo nhiên mỉm cười nhìn về phía mọi người nói, nói chúng ta theo truyền thống cũng được, nói chúng ta đẩy mạnh phát triển mới cũng được. Hiện nay khách sạn dưới nước đang thi công, bây giờ sự nghiệp của khách sạn đang phát triển nhanh chóng, chúng ta phải có một công trình kiến trúc mang dấu ấn riêng, đảm bảo cho tập đoàn hoàn cầu chúng ta thật huy hoàng, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng ta nhất định phải vì khách sạn dưới nước mà cúi đầu phận tụy. Chỉ là có một số truyền thống chúng ta phải giữ lại. Hiện nay trên thị trường rượu đỏ thế giới rất không ổn định, bởi vì đây là thời gian chuyển giao giữa thị trường rượu đỏ truyền thống và hiện đại làm cho tôi suy đoán nhất định tình trạng này còn diễn ra trong một thời gian dài. Trong thời kỳ này, có một số trang trại rượu lâu năm đã bắt đầu dao động, cho nên lúc này chính là thời cơ tốt. Tôi đề nghị, xin tiền vốn là 12 triệu, phát triển thành phố rượu vang, tập trung vào bộ phận rượu đỏ cao cấp, vì tương lai của tập đoàn Hoàn Cầu, chuẩn bị sắp xếp. Các lãnh đạo cấp cao im lặng lắng nghe. Tưởng Thiên lỗi lại phản đối ý kiến này chậm rãi nói, hiện nay tập đoàn hoàn cầu chúng ta đã có vô số trang trại rượu, cùng với các chủ trang trại rượu có giao tình tương đối tốt, đầu tư tiền vào mở rộng thành phố rượu vang tôi thấy không cần thiết. Những siêu thị điện tử nổi tiếng trên thế giới, mỗi nơi đều có văn phòng làm việc sau đó mới tìm kiếm công trường. Bây giờ là thời đại tiến bộ, tại sao chúng ta còn phải tuân thủ những quy củ và truyền thống trong quá khứ? Huống chi, 12 triệu chỉ là chuyện nhỏ nhưng tôi lo lắng nó sẽ mang đến những tai họa ngầm trong tương lai. Trang Hạo Nhiên nghe xong, quay mặt sang cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi, chậm rãi nói: "Tổng giám đốc tưởng, trước mắt quả thực cao nhất là năm xí nghiệp điện tử, có một bộ phận điều tra thị trường, tuổi thọ bình quân từ 8 tháng tới 1 năm mà bị mất giá rất nhanh. Thế nhưng rượu đỏ thì không như vậy, chất lượng rượu đỏ tốt theo thời gian mà giá trị cũng sẽ tăng lên. Dù cho tập đoàn hoàn cầu chúng ta có nhiều trang trại rượu như vậy, nếu vẫn như cũ còn không đáp ứng đủ nhu cầu, điều này hoàn toàn nói lên việc chúng ta mở rộng thành phố rượu là điều tất yếu. Tự sản xuất, tự cung tự cấp cũng không có nghĩa là chúng ta đóng cửa, mà chúng ta có quyền tham gia vào tất cả các hoạt động, đều có thể chiếm lấy một vị thế chủ động. Tưởng Thiên Lối cười rộ lên, nhìn về phía anh hỏi, có thật không? Trong tay cậu có không ít kế toán cao cấp, 12 triệu để mở rộng thành phố rượu, trong mấy chục năm tiếp theo, thậm chí mấy trăm năm, nhân lực vật lực rốt cuộc hao tổn biết bao nhiêu tiền vốn của tập đoàn hoàn cầu chúng ta? Sự nghiệp kinh doanh của tập đoàn hoàn cầu mở rộng ra rất nhiều ngành nghề, mà rượu đỏ chỉ là một trong số đó. Tại sao cậu cứ nhất quyết muốn phát triển ở phương diện này? Trang Hạo Nhiên nhíu mày, buồn cười nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi cũng cương quyết kiên trì nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Toàn bộ lãnh đạo cấp cao trong phòng hội nghị đều im lặng. Đường Khả Hinh chấm than ngoặc kép. Trang Hạo Nhiên nhìn về phía tưởng thiên lỗi, lại nhanh chóng gọi cô. Đường Khả Hinh vô cùng khẩn trương, nghe thấy Trang Hạo Nhiên gọi mình, liền nhất thời sốt ruột đứng lên, lên tiếng trả lời, vâng. Giải thích cho Tổng Giám Đốc tưởng nghe, việc mở rộng thành phố rượu vang là điều cần thiết. Chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng xoay người, nhìn về phía đường Khả Hinh nghiêm nghị nói. Trong lòng đường Khả Hinh chợt lạnh, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông này luôn luôn giải quyết việc chung rất tốt, Nuốt một ngụm nước bọt, mới ở trước mắt bao nhiêu người, mềm giọng giải thích, gần đây tôi có đọc một quyển sách liên quan đến lịch sử phát triển của rượu đỏ, vô cùng kinh ngạc với người phương Tây, rượu đỏ đối với họ không chỉ là một loại hàng hóa, mà còn là thế giới tinh thần của họ. Có thể nói, trong quá khứ của người phương Tây, đã từng xuất hiện những thứ như cà phê, trà, hay còn có cả bia, nhưng chỉ có rượu đỏ là bọn họ không ngừng theo đuổi. Có thể nghĩ, trong quá khứ nhiều giáo sĩ phương Tây, số tuổi bình quân của họ chỉ có 25 tuổi, nhưng bọn họ lại đem cả cuộc đời mình cống hiến cho vườn nho, mặc kệ thường xuyên phát sinh những chuyện chiến tranh như Pháp, Hà Lan, Venice. Bọn họ gây chiến phóng hỏa, giết hại những người vô tội, phá hủy thành trì, lại nói từ trước đến giờ không hề dễ dàng phá hủy một vườn nho nào, thậm chí rượu đỏ ngày càng có quan hệ mật thiết với giới chính trị. Một tác giả nổi tiếng người Đức đã từng nói một câu nói, trong lịch sử phát triển của rượu vang Người giàu muốn có rượu tốt hơn, mà người nghèo muốn chính là nhiều rượu hơn. Điều này chia thành hai loại, biểu hiện hai loại nhu cầu, mà hai loại nhu cầu này càng làm cho chúng ta thấy được việc nắm bắt những loại nhu cầu của thị trường là vô cùng quan trọng. Nhất là đối với những dịch rượu đỏ nguyên chất, đã từng có bao nhiêu linh hồn con người giao cho rượu nho, đã nói, dịch rượu rất tinh xảo, không ngừng theo đuổi những lĩnh vực tinh thần, liên tục tỏa ra những hương thơm mê người, mọi người có lẽ chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó nó sẽ trở nên hấp dẫn hơn thế nhưng nếu đến ngày đó mới giật mình phát hiện hương thơm của nó một lần rồi lại một lần làm thức tỉnh mọi linh hồn vì vậy việc theo đuổi các lĩnh vực tinh thần của người phương tây đó là một loại niềm tin mọi người khiếp sợ nhìn về phía cô gái này như tỏa ra ánh sáng hào quang lời nói ra rất mạch lạc rung động lòng người hai mắt tưởng thiên lỗi nhíu lại nhìn về phía cô trang hạo nhiên ngồi trên ghế ra đôi mắt sáng lên hơi biểu lộ ý cười. Đường khả hình tiếp tục có chút thấp thỏm bất an nhìn về phía mọi người, thở nhẹ một hơi, nói tiếp, tôi cảm thấy xin tài trợ 12 triệu để mở rộng thành phố rượu, đó là điều cần thiết. Không nói đến phỏng đoán trong tương lai hơn trăm năm tới, tổn thất bao nhiêu người trông coi, nhưng có một số người hiểu sai ý tứ trong đó, bởi vì trong ý thức của người phương Tây, ngay cả những người yêu thương rượu nho tha thiết, bọn họ bảo vệ chính là sức hấp dẫn tỏa sáng của con người. Giống như hiện tại trên thế giới có 10 loại rượu lớn nổi tiếng như khang đế, lafite, later, sở dĩ bây giờ có thể nổi tiếng như thế, cũng là bởi vì trước đây đã kiên trì theo đuổi. Chúng ta nếu như muốn cơ nghiệp của hoàn cầu kéo dài hàng trăm năm, truyền từ đời này đến đời khác, không chỉ cần những kiến trúc tinh xảo kia, mà càng phải có những sản phẩm đặc trưng của mình, mà những sản phẩm đó phải có khả năng dẫn đầu về lĩnh vực tinh thần. Có lẽ nó sẽ càng kéo dài hơn sự nghiệp huy hoàng của tập đoàn trong tương lai. Trên thế giới này, có rất nhiều thứ, đều có thể dễ dàng bị phá hủy, nhưng chỉ có tinh thần, là không thể phá hủy. Đây chính là lý do vì sao dịch rượu, có thể duy trì hơn 400 năm nay. Màn hình tinh thể lỏng của hai vị chủ tịch chợt sáng lên, trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc ngồi ở vị trí chủ tịch, khiếp sợ nhìn về phía đường khả hình. chương 819, hoàn toàn mới. Hội nghị tiếp tục kéo dài, đứng trước hao tổn 12 triệu vào kế hoạch thi công thành phố rượu vang, Tiến hành bỏ phiếu, kết quả đề xuất này được thông qua. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, lộ ra nụ cười rực rỡ, vô cùng hưng phấn. Tưởng Thiên Lỗi vẫn lặng lẽ nhìn về phía Đường Khả Hinh. Khuôn mặt Đường Khả Hinh ửng đỏ, không nhận được mệnh lệnh nên không dám ngồi xuống, chỉ cúi đầu không lên tiếng. Trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc ngồi trên ghế chủ tịch tại phòng làm việc của mình, im lặng lật xem văn kiện, thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn cô gái nhỏ đứng trong đám người đều có cùng một loại ăn ý, cũng không nói gì. Đường khả hình có chút kỳ quái đứng tại chỗ, nhìn thấy đột nhiên phòng hội nghị yên lặng, không dám nói chuyện, chỉ là cô đứng lâu cảm thấy mệt mỏi nên muốn ngồi xuống. Tiêu đồng lập tức nhìn cô lắc đầu, đưa tay chỉ chỉ rồi nở nụ cười. Đường khả hình nhìn ánh mắt cùng hành động của tiêu đồng, đột nhiên có chút kỳ quái. Quả nhiên, trên màn hình lớn trung tâm trang tính vũ mỉm cười nói, là một lãnh đạo hơn 300 vạn công nhân của một công ty, thật ra tôi cảm thấy có thể tìm được một người có tinh thần và năng lực phù hợp thật sự rất khó hôm nay rốt cuộc đã mang lại cho tôi một cái nhìn mới một bờ vai nho nhỏ như vậy như thế nào có thể gánh vác ước mơ vĩ đại như thế cùng với hiện thực khó khăn cô bé tỏa ra ánh sáng rực rỡ tôi cảm nhận được sức hấp dẫn cùng năng lực của cô bé đồng thời theo thời gian mà ngày càng tiến bộ tôi không nghĩ đến mình thật may mắn có thể tại những năm tháng này nhìn thấy một đứa nhỏ như vậy Đường khả hình dường như hiểu ra, người trang tính vũ nói là mình, mặt cô ửng đỏ, vội vã cúi đầu, không dám nói chuyện. Tưởng vĩ quốc cũng gật đầu, nói tôi luôn luôn đối với năng lực của khả hình còn tồn tại nhiều nghi vấn, thế nhưng hôm nay cô bé đã cho tôi thấy được, bởi vì có lĩnh vực tinh thần, cho nên sản xuất ra cũng không sợ hãi, là một người dũng cảm, là không thắng thua. Tập đoàn của chúng ta cần có những nhân tài như vậy. Trang hạo nhiên lặng lẽ ngồi tại vị trí của mình, mình mê chiếc bút máy trong tay. Đường Khả Hinh nghe lời nói này, lập tức có chút khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn về phía Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Vĩ Quốc cũng xuyên qua màn hình lớn, nhìn về phía cô gái nhỏ kia, trong lòng chắc chắn chứa rất nhiều khát vọng, mới có thể can đảm nói ra những lời nói như thế, làm mọi người đều thông suốt, cô được sinh ra để làm tỏa sáng sự nghiệp rượu đỏ. Lần đầu tiên, ông là lần đầu tiên, lấy tư cách chủ tịch hoàn cầu, mỉm cười ôn hòa mà tán dương cô bé này trong lòng đường khả hình chấn động mạnh nhìn về phía tưởng vĩ quốc cứ như vậy được ủng hộ thậm chí cô còn cảm thấy kỳ quái trang tính vũ lại mỉm cười nhìn về phía đường khả hình tràn ngập yêu thương cùng ôn nhu gọi to khả hình đứng ra đây để ta nhìn con cho rõ nào a à, đường khả hình kỳ quái nhìn về phía trang tĩnh vũ có chút không rõ đứng ra đây trang tĩnh vũ nhẹ nhàng ra mệnh lệnh đường khả hình đứng một bên còn không rõ phải làm gì Tiêu Đồng cười nhanh chóng đứng lên, sau đó nhẹ nhàng kéo Đường Khả Hinh rời khỏi vị trí thư ký của mình, đến đứng trên thảm đỏ ngay chính giữa màn hình của hai vị chủ tịch, cô mới mỉm cười trở về vị trí của mình. Tim Khả Hinh đập thình thịch, đứng trước mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hoàn Cầu, cô có chút mơ hồ, sợ đến mức sắc mặt trắng bệch. Trang Tính Vũ mỉm cười nhìn về phía cô bé đang đứng trong phòng hội nghị, hỏi: "Khả Hinh, con nhậm chức thư ký của tổng giám đốc Trang được bao lâu rồi?" Dạ Đường Khả Hinh run sợ nói: "10, 10 tháng." Trang Tĩnh Vũ nghe xong, mỉm cười, gật đầu nói: "10 tháng. Con đã lập nên được kỳ tích, nhưng từ nay về sau, con sẽ không thể tiếp tục làm thư ký tổng giám đốc Trang nữa." "A," à, Đường Khả Hinh có chút khẩn trương ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Tĩnh Vũ. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, ánh mắt di chuyển, lặng lẽ nhìn bóng lưng nho nhỏ của Đường Khả Hinh. Tưởng Vĩ Quốc nheo mắt nhìn về phía Đường Khả Hinh chậm rãi nói, tập đoàn Hoàn Á cùng Á Châu đều thuộc tập đoàn Hoàn Cầu. Chỉ có tập đoàn Hoàn Cầu là mục đích phục vụ cuối cùng của mọi người. Bất kể một nhân viên ưu tú nào đều phải hướng về phía tập đoàn Hoàn Cầu. Mặc dù cô là thư ký của tổng giám đốc Trang, nhưng đã vì bộ phận rượu vụ mà bỏ ra khá nhiều công sức, nhưng cuối cùng vẫn là danh không chính, ngôn không thuật. Chúng tôi cũng biết, trong quá trình này, cô rốt cuộc gặp bao nhiêu khó khăn, đã trải qua bao nhiêu hiểm cảnh. Thế nhưng nhân tài, vốn chính là phải tôi luyện mà thành, giống như câu nói kia, cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày nó trở nên mê người, thế nhưng nó lại một lần lại một lần thức tỉnh linh hồn của con người. Chỉ có không ngừng theo đuổi, lại không suy nghĩ thắng thua, mới chân chính đi được đến cuối cùng, bởi vì có sự trả giá mới đi tới được cảnh giới cao nhất. Về điểm này cô thật sự đã làm được, cô chân thành, sẽ không có bất kỳ người nào hoài nghi. Trang tính vũ đi gần lại màn hình, nhìn đường khả hinh nói, khả hinh. Nhân cơ hội này, con nói cho ta biết, nói cho các vị lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu nghe, trong tương lai, con sẽ không ngại sự dụ dỗ, không sợ gian nan, hiểm trở, mà cố gắng dùng tinh thần và nỗ lực hết mình cống hiến cho rượu đỏ. Đường khả hinh nghe được trong lòng cảm thấy căng thẳng, mặc dù cô không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn về phía trang tính vũ, khẽ gật đầu, khẳng định nói con sẽ. Con nhất định sẽ vì hương vị của rượu vang, kiên trì giữ vững nguyên tắc trong lòng, nỗ lực, còn có giữ vững tinh thần vì tập đoàn Hoàn Cầu mà hết lòng phục vụ. Bởi vì nơi này đã cho con một cuộc sống mới, cho con sự ấm áp và cả tương lai. Tốt, Tưởng Vĩ Quốc nghe lời này, lập tức nghiêm mặt nhìn mọi người nói, đời người không có cái gì gọi là kỳ tích. Kỳ tích lớn nhất chính là cống hiến hết mình và gặt hái thành công. Hôm nay, Đường Khả Hinh đã thuyết phục được tôi và chủ tịch Trang, tôi và chủ tịch Trang đề nghị Bổ nhiệm Đường Khả Hinh làm tổng giám đốc bộ phận rượu vụ của tập đoàn Hoàn Cầu. Trực thuộc ban giám đốc, tiếp nhận giám sát 12 tháng. Sau khi hết thời hạn, kiểm tra đánh giá các quản lý bộ phận rượu vụ. Trong thời gian giám sát này, bổ nhiệm làm người hướng dẫn phát triển dự án thành phố rượu vang, giám sát việc thi công hầm chứa rượu của khách sạn dưới nước. Quản lý toàn bộ bộ phận rượu vụ, lương bổng theo cấp bậc của tổng giám đốc, 3 tháng sau chuẩn bị nhận cổ phần của Hoàn Cầu. Thưởng cho một chiếc ô tô chúc mừng cô. Một loạt tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Tất cả mọi người đều nhao nhao đứng dậy, hướng về cô gái trước mặt chúc mừng. Đường khả hình vẫn như cũ khiếp sợ đứng một bên, nghe thấy sự thành công cùng may mắn này cũng làm cho chính mình cảm thấy mê muội. Dường như từ trước đến nay cô cũng không nỗ lực hết mình, thế nhưng hôm nay lại kỳ diệu nhận được phần thưởng. Cô có phần không rõ, chỉ ngây ngốc ngẩng đầu, nhìn về phía mấy trăm vị lãnh đạo cấp cao, nhao nhao nhìn về phía mình vỗ tay cười, thậm chí tiêu đồng cùng các đồng nghiệp thư ký cũng mỉm cười đứng lên, vỗ tay chúc mừng mình. Đôi mắt cô ngấn lệ, nhưng vẫn kích động nhìn về phía mọi người. Hình như cô không phải đang nằm mơ, thế nhưng vì sao lại cảm thấy không chân thực. Cô bé này, vẫn như cũng mang vẻ mặt kích động nhìn về phía tất cả mọi người, không dám tin. Có một giọng nói, mang theo sự ôn nhu và ấm áp, mang theo sự cổ vũ, khích lệ nói, khả hình, cuộc sống chính là việc tập trung theo đuổi liên tục một thứ gì đó, chỉ có tha thiết theo đuổi không biết mệt mỏi, cuối cùng sẽ có một ngày, con phát hiện ra, mọi chuyện tốt đẹp và hạnh phúc theo nhau mà đến. Tới lúc đó, đừng nghĩ rằng tất cả chỉ là ảo giác, đó chính là thành quả của con. Là con đã đạt được mục tiêu ban đầu. Đường khả hình đột nhiên có chút đau thương muốn rơi lệ, nhớ tới người cha có tinh thần và tâm hồn đẹp nhất thế gian của mình. Cô phảng phất có cảm giác không thể chờ đợi được mà muốn đi tới trước mặt cha mình. Cảm ơn ông vì đã qua nhiều năm như vậy, cho dù là đang ở trong tù, không được tự do, vẫn nói những lời thấm thía, dốc lòng giáo dục mình. Cửa lớn phòng hội nghị, dầm một tiếng mở ra. Trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc nghiêm nghị mà mỉm cười xuất hiện trước cửa phòng hội nghị, đồng thời nhìn về phía cô bé kia vẫn như đang trong giấc mộng. Một chàng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Đường khả hình có chút sợ hãi xoay người, nhìn về phía hai vị chủ tịch, trong lòng của cô chợt ấm áp, lại kích động rơi lệ. Trang tính vô cùng tưởng vĩ quốc đồng thời mỉm cười bước tới, tất cả mọi người cùng hai vị tổng giám đốc đúng lên, khom người chào hỏi. Hai vị chủ tịch đi tới trước mặt đường khả hình, hai thư ký trưởng B trong tay hai chiếc khay đi theo phía sau. Chúc mừng con, khả hình, tất cả đều là con xứng đáng nhận được, trang Tĩnh vũ mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, kích động vươn tay. Đường khả hình kích động, dương dương nhìn thật sâu nhìn về phía trang Tĩnh vũ, trong lòng dâng trào, do dự một lúc lâu, rốt cuộc mới run run dẩy vươn tay, kích động nói cảm ơn chủ tịch. Trang tính vũ mỉm cười gật đầu. Tưởng vĩ quốc nghiêm mặt nhìn cô, lại ôn nhu tươi cười, vươn tay hướng về phía cô nói, chúc mừng, hy vọng trong tương lai, cô có thể tiếp tục ở lại hoàn cầu để phát triển. Phải biết rằng, cuộc đời mỗi con người rồi sẽ tới một giai đoạn, sẽ có khó khăn cùng thử thách, tất cả điều này chỉ là biểu thị cô sắp tới sẽ có một cuộc sống mới, không được thả lòng, càng không được lười biếng, thậm chí phải luôn đề cao cảnh giác. Vâng, cảm ơn Chủ tịch, đường khả hình lại kích động vươn tay, nắm lấy tay ông, vậy mà phát hiện ra lòng bàn tay ông cũng vô cùng ấm áp. Trang tính vũ mỉm cười nhìn. Hai thư ký trưởng B khai tiến lên phía trước, một trong hai khai đó là một chiếc hộp màu xanh lam đang mở, trong đó có một chiếc huy chương bạch kim, một cái khai khác, chính là quyết định bổ nhiệm của tập đoàn Hoàn Cầu, cùng hợp đồng, còn bố trí phòng làm việc cùng toàn bộ danh sách nhân viên trực thuộc. Nhanh chóng như vậy, giống như đã sớm có chuẩn bị, có lẽ khảo nghiệm, đã bắt đầu từ rất lâu trước đây. Đường khả hình kích động nhìn. Đáng tiếc sư phụ của con đang đi công tác, nếu như ông ấy có thể chứng kiến thời khắc này, nhìn thấy thành công của học trò mình, có lẽ cảm thấy rất vui mừng. Trang tĩnh vũ mỉm cười nói với cô. Hai mắt đường khả hình lập tức rưng rưng, nhìn về phía trước, nhớ tới công dạy dỗ của sư phụ, cô cảm động mỉm cười. Thời khắc kỷ niệm như vậy, cô đột nhiên nghĩ tới một người, trong nháy mắt xoay người, kích động nhìn về chiếc ghế tổng giám đốc kia, đột nhiên cảm thấy lạc lóng, Trang Hạo Nhiên đã không biết đi từ lúc nào, chỉ còn lại chiếc ghế da trống trơn, còn có một mẫu bút máy mà cô đã từng bẻ. chương 820, bị cảm. Một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen, hứng lấy cơn mưa phùn, kim loại lấp lánh giống như ánh sáng quý hiếm, chậm rãi lái tới, cuối cùng dừng trước cửa khách sạn Á Châu. Một người đàn ông bước xuống xe. Wow, Nhã Tuệ và Trần Mạn Hồng, còn có Tiểu Nhu ở cùng một chỗ với đường Khả Hinh, đi ra đại sảnh, nhìn về chiếc xe Ben có giá trị trên trăm vạn kia, ánh sáng lấp lánh chấp tắt như vậy, đứng ở trước thảm đỏ, lái xe mặc bộ đồng phục màu đen, là người đàn ông cao gầy khoảng 30 tuổi, lễ phép mở cửa xe, mỉm cười nhìn đường khả hinh tôn kính nói, đường tiểu thư, cô khỏe chứ, tôi là tài xế mới của cô, Hà Đào. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ phụ trách chuyên chở cô đi vòng quanh thế giới. Đường khả hình có chút kích động nhìn anh ta. Mercedes thật sự rất đẹp nha, tiểu nhu thoáng cái liền vui vẻ nhảy qua, muốn đưa tay sờ chiếc xe trước mặt. Đừng có sờ, Trần Mạn Hồng đánh một cái lên tay tiểu nhu, vừa cười vừa trách cứ, chảy xước rồi thì sao hả? Hơn 100 vạn đó, cô có bao nhiêu khoai tây, mới kiếm đủ tiền trả hết hả? Tiểu nhu nghe xong, lập tức khẽ cắn môi dưới, cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Tài xế mỉm cười bước lên, tự mình mở cửa xe, nhìn đường khả hinh nói, đường tiểu thư, Mời cô lên xe, nhìn cách sắp xếp trong xe, có vừa lòng hay không? Nếu cần có đổi cái gì, cô cứ nói để tôi sắp xếp lại. Đường Khả Hinh lại kích động nhìn anh ta, mới gật đầu, quả thật cũng tò mò muốn vào ngồi thử xem, liền mời Tiểu Nhu và các cô cùng lên xe ngồi vào chiếc ghế thoải mái dễ chịu trong xe. Thật đẹp, thoải mái quá à. Tiểu Nhu liền leo lên chiếc ghế bên cạnh tài xế ngồi xuống, liền phát hiện cái ghế này lành lạnh, mềm mại nha, liền vui vẻ kêu lên. Vì vậy tôi mới nói, Trần Mạn Hồng buồn cười cũng ngồi vào ghế sau xe, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Nhu, lại nhịn không được trào phúng nói, "Vì vậy tôi nói, tính cách quyết định vận mệnh mà. Với cái tính tình của cô, lên chiếc xe xa hoa như vậy, liền leo lên ghế phụ. Đó là một vị trí thấp kém như vậy sao? Cầm trứng gà mà nghĩ là trứng chim cút, không có tiền đồ." Tiểu Nhu nghe vậy, lập tức lầu bầu quay đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, vẻ mặt đầy vô tội. Nhìn cái gì mà nhìn? hôm nay không phải muốn cùng các cô đi qua thôn gần đây mua vịt sao. Kêu anh ta tới đây nhìn khách sạn Huy Hoàng Á Châu để mở mang kiến thức, hù chết anh ta. Trần Mạn Hồng nói xong, nhịn cười không được. Anh ta có rất nhiều tiền đó. Tiểu Nhu lập tức trừng mắt, nhìn về phía Trần Mai Hồng nói. Trần Mạn Hồng nghe lời này, lập tức nhìn ra bên ngoài, kinh ngạc nói, hả? Bên ngoài có 100 đồng. Ở đâu, ở đâu? Tiểu Nhu lập tức xoay người, Ghé vào trên cửa xe mãnh liệt nhìn ra ngoài. Nhìn đi, cái này là tiền đồ của cô. Trần Mạn Hồng chế giễu cô, mới xoay người nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh rất kích động nhìn các đồ vật được trang trí trong xe, lúc trước bởi vì muốn chạy trốn tới đây, vì vậy liền nhường xe của mình cho cô, tạm thời để cô chạy, sau đó thật sự cần tới xe, ông ấy lại xin một chiếc xe con, đưa cho cô chạy, lại lấy tài khoản của bản thân trả phí tổn sử dụng xe. Khả Hinh luôn vì chuyện này mà cảm thấy xấu hổ. Hôm nay, cuối cùng đã có chiếc xe riêng của mình, cô chậm rãi chuyển mắt, kích động ngẩng đầu, thấy sau ghế dựa phía trước có một màn hình tinh thể lỏng, mà ở giữ. Còn có bàn phím riêng. Trần Mạn Hồng cũng tò mò, vươn tay ấn xuống một cái. Chỉ thấy ánh sáng màu lam lóe lên, một cái khung kim loại trước mặt, và cái laptop được mở rộng ra, bên cạnh còn để ống nghe cao cấp. Đường Khả Hinh cười tươi, lại quay đầu, Nhìn về phía bên cạnh cửa xe, có một cái tủ lạnh nho nhỏ, thậm chí còn có đặt một cái két sắt cá nhân nhỏ, cô vươn tay chạm vào, đụng vào cái thanh ngang bên cạnh. "Khả Hinh, tôi thật hâm mộ cô." Tiểu Nhu lại hưng phấn xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh nói, "Nếu tôi có thể giống cô như vậy, ba mẹ tôi nhất định sẽ vui vẻ." "Cô còn có kiếp sau?" Trần Mạn Hồng lại khinh bỉ nhìn cô. Đường Khả Hinh nghe vậy, nhịn không được cười rộ lên, lại phát hiện buồng xe trống rỗng. Cô sừng sốt quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt Nhã Tuệ kích động nhìn về phía mình, nhưng lại không có lên xe. Cô khó hiểu đẩy cửa xe ra, nhìn về phía cô hỏi, "Sao không lên xe ngồi vậy?" "Tôi, tôi, tôi chỉ có chút cảm thán." Nhã Tuệ mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía đường khả hinh, từ ngày chú đường ngồi tù, nhân sinh của cô gái này liền biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ công chúa nhỏ trở thành một người bình thường, cũng không dễ dàng gì chỉ cắn răng đối mặt, trong đó có bao nhiêu gian khổ so với ai cô càng rõ ràng nhất, còn có những chuyện thương tâm, cô ấy đều dựa vào chính bản thân để vượt qua, nghĩ tới đây, cô kìm lòng không được, hai mắt đỏ bừng, vươn tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Khả Hinh, nghẹn ngào cười nói. "Trời ạ, à, cô đó, từ khi cô bị hủy dung, cầm lấy miếng thủy tinh muốn chấm dứt sinh mạng, rồi cố gắng phấn đấu cho tới ngày hôm nay, tôi biết rõ, cô vì chúng tôi, vì muốn người cô yêu quý được an tâm." Đường Khả Hinh cũng kích động nghẹn ngào hai hàng nước mắt chảy xuống, nhìn nhã tuệ. nhã tuệ nhìn không được cũng rơi nước mắt, nhìn về phía đường khả hình nghẹn ngào nói: tôi hiểu rõ, lúc trước nếu như không phải cô vì tôi, vì chú đường, cô cũng sẽ không đi tới ngày hôm nay. bởi vì rất mệt mỏi. đường khả hình nghe xong, nước nở nhào vào trong ngực nhã tuệ, ôm lấy cô, nghẹn ngào nói: nhã tuệ, tôi muốn vĩnh viễn được ở cùng một chỗ với chị, mãi mãi cũng không tách ra. Nhã tuệ nhìn cô ngốc ngốc nói ra lời này, nhịn không được cười rộ lên, khẽ vuốt lưng cô, nước mắt lại chảy xuống, trêu chọc cô nói, đồ ngốc, cả đời ở cùng một chỗ với tôi, bộ cô không muốn tôi lập gia đình sao. Đúng vậy, Trần Mạn Hồng cũng đi ra xe, nhìn nhã tuệ trêu chọc nói, đúng vậy. Cô không muốn lập gia đình, cũng phải lập gia đình thôi. Chú rể đuổi tới rồi kìa. Nhã tuệ nghe cô nói, lập tức kinh ngạc xoay người, thấy đám người lâm sở nhai và tô lạc hoành, còn có tiêu đồng hất cằm cười đi ra, tỏ vẻ chuẩn bị chúc mừng. Mặt cô soát một cái đỏ lên, lập tứ ngẩng đầu, nhìn về phía Trần Mạn Hồng, đánh chết cô bây giờ. Dám chọc tôi như vậy? Chọc cái gì hả? Lâm sở nhai đi nhanh tới, vốn là dịu dàng nhìn thoáng qua nhã tuệ, mới nhìn về phía đường khả hinh kêu lên, tiểu đường, giỏi lắm. Đúng vậy, cô giỏi quá, tô lạc hoành nói xong, người đã chạy tới ôm lấy đường khả hinh, xoay vòng tròn, mới nói, tôi nói lão đại không có nhìn lầm người mà. Chúng ta cũng không có nhìn lầm cô, có được ngày hôm nay cô rất xứng đáng. Đường khả hình bị bọn họ xoay vòng đến choáng váng, lúc cười đứng trên mặt đất, cũng có chút đứng không vững. Nhã tuệ thấy đau lòng, muốn tiến lên đỡ cô. Ai, lâm sở nhai thoáng cái ôm chặt cái eo nhỏ nhắn của nhã tuệ, ôm chặt cô vào ngực của mình, mới cười nói, không cần lo. Cô ấy lớn như vậy, sẽ có chuyện gì chứ, Đều biết suy nghĩ và bảo vệ mình, cũng không phải đứa nhỏ không lớn được, em muốn lo đến khi nào hả? Nhã tuệ có chút oán trách, dịu dàng mỉm cười nhìn lâm sở nhai. Khả Hinh, bộ dáng của anh dễ cô thế nào vậy? Trần Mạn Hồng cố ý trêu chọc đường Khả Hinh, đứng bên cạnh lâm sở nhai hỏi cô. Khổ, 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 lâm sở nhai lập tức giữ im lặng, nhịn cười đầy đầy mắt kính. Rất đẹp, đường Khả Hinh nhịn không được mỉm cười nói. Hai người, đáng ghét mặt nhã tuệ đỏ bừng lúng túng nói ai nói tôi muốn gả cho anh ta chứ em không gả cho anh thì gả cho ai gả cho ai cũng không được lâm sở nhai nói xong liền cố ý ôm lấy nhã tuệ vào ngực muốn hôn lên mặt cô không được như vậy nhiều người nhìn như vậy tâm nhã tuệ nhảy lên khuôn mặt vì mắc cỡ đỏ bừng muốn đẩy anh ta ra sợ cái gì chứ lâm sở nhai thấy cô thẹn thùng như vậy nhịn không được vươn tay véo nhẹ lên cằm của cô cười rộ lên rồi đôi mắt đảo một vòng dường như nghĩ tới cái gì hơi cúi mặt xuống giả bộ bình tĩnh như không có chuyện gì nhàn nhạt nói đúng rồi lần trước anh nghe lão đại nói em nấu món ý ăn rất ngon đêm nay tới nhà anh nấu cho anh ăn một chút gần đây khẩu vị không được tốt vậy sao nhã tuệ có chút khẩn trương nhìn về phía anh nói có chỗ nào không thoải mái sao không có chỉ là khẩu vị không được ngon lâm sở nhai nhìn cô nói được em nấu cho anh ăn, nhã tuệ mỉm cười nói. Lãnh mặc hàn đứng bên cạnh, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía lâm sở nhai. Đường khả hình cũng nghe lâm sở nhai nói, cả người cứng lại một chút, hai mắt lóe lên, nghĩ tới người nào đó, mới không biết xấu hổ nói ra ách. Tổng giám đốc đâu rồi? Sao không thấy anh ấy vậy? Tôi có ngày hôm nay, cũng nên cảm ơn anh ấy. Tô Lạc Hành cười nói, cô cảm ơn cậu ấy làm gì? Cô làm việc cho cậu ấy, cậu ấy trả lương cho cô đây là chuyện bình thường, cảm ơn cậu ấy, lại không có lợi. Nói bậy, tiêu đồng trợn mắt nhìn Tô Lạc Hoành, mới nhìn cô nói, lão đại bị cảm. Vì chuyện của tình tình, tối hôm qua anh ấy ở sân bay, dày vò đến 4 giờ sáng. Tôi vừa mới biết, sau đó lại đến phòng hội nghị, mở cuộc hộp, đoán chừng giấc này đã xong rồi, có lẽ đang trong phòng làm việc. Người còn chưa ăn cơm đâu, thật đáng thương. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đường khả hình nghe vậy, giật mình, Ánh mắt nhìn không được nhìn về phía khác, nhớ tới cái ghế trống vừa rồi, khẽ cắn môi dưới. Lãnh Mặc Hàn cũng nhàn nhạt, nhạt nhìn Đường Khả Hinh nói, lão đại cũng đã hai ngày không ngủ rồi, thật sự rất mệt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 820.